Chết rồi cái tiếng. Hello các chị yêu. Có chỉ là comment không? Thì họ đứng, nó cứ bị đứt hoài. Hello, những chị nào đang thấy em trên xin một cái nút chấm bài nha mọi người nha. Thấy em trên xin một cái chấm, một cái tim, một cái like nha mọi người nha. Kèm một cái nút chia sẻ luôn nha các chị nha. Hôm nay là đồ siêu đỉnh luôn. Thiết kế chị ơi, thiết kế mango đẹp xuất sắc, đính hạt cho mình ngoài trước thế này. Đây, nó đính là toàn bộ cái thân áo ngoài trước là chấm đá cho mình nha. Ở trên tay áo cũng có đá như thế này. Nhưng mà đá này là đá làm thủ công, nó làm chấm bằng bàn tay cho nên là nó rất là chắc luôn mọi người. Giặt mới giặt là nó không có bị hư, không có bị chóc nha. Đây. Đính đá này, trên tay áo cũng có đính đá luôn nha. Ngoài trước đính đá toàn bộ nguyên một set luôn. Hàng thiết kế mango nha, form đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mặc lên rất là sang nha mọi người nha. À, em chưa được thấy được comment của chị nào hết trơn nè. Có màu hết không? À nhiều màu lắm chị ơi, 5 màu, hôm nay mình được 5 màu nhá. Bán trả góp không? Bán trả góp không ạ? Ai vậy? Trời ơi, gần 5 triệu. Tiền đồ bán trả góp mới mua tiếp được hả cha? Chào chú Thủy Kim, chào chú Trần Giang. Em mang có nhiều màu, các chị ơi đợi em chút xíu nữa lên màu thêm cho mọi người. Màu thì hôm nay em được 5 màu á, em được 5 màu á. Em đang mang có size nha, từ là 53 đổ lên chưa tới 70kg nha các chị. 53 đổ lên tới 70kg là mọi người có size nhá. Lên cho em xin cân nặng là ok, có đơn đứng chăng luôn rồi. Tèn đẹp ơi. Đẹp quá. Form xuất sắc. Đính đá toàn bộ thân áo ngoài chút cho mình nha. Cổ áo này, từ cổ áo đính đá như thế này các chị xem, nó giống giống như cái áo đám em hay bán loại 280 á các chị. Này, này. Đính đá ngoài chút cho mình, thân áo ngoài chút. Ở đây đính đá nha. Nhưng mà đá này nó chấm bằng tay, chấm bằng thủ công cho nên là nó rất là kỹ nha, chấm từng hạt chứ không phải là làm bằng máy hay cái gì nha. Chấm bằng tay cho nên là chấm rất là lâu, bộ đồ này là phải, nói chung là phải làm rất là lâu nó mới ra được một bộ đồ cái chị. Nhưng mà giá cực kỳ rẻ nha mọi người, cực kỳ rẻ luôn, giá là 280. Nguyên một set đồ thế này giá là 280. Và nó có size là từ 53 độ lên cho tới là 70kg là vừa, bộ này mặc cực kỳ sang luôn nha. Chào chế Bích Liễu. Ok chế yêu, ok chế. Chào chế Hồng Đào, chào chế Ánh Trang, chào chế Diễm Châu. Hello các chị, em đang mang lên cho em đã là mã xanh riêu, cái màu này cực kỳ tây, màu này cực kỳ tây luôn nha. Có size là từ 53 đổ lên nha các chị, cho tới 70kg là vừa nha. 53 đổ lên tới 70kg vừa em mang. Chị mới nhận đâm mộ dọc đi, đẹp lắm em ơi, ok chứ yêu. Cảm ơn chứ Lâm Vy. Hello chứ Huy Linh Chuông. Em đang mang là màu riêu nha, màu riêu giá là 280. Riêu giá là 280.000 một bộ nha, chứ nào chốt kêu lên ghi em nha. Kêu 280 em chốt 200. Như ta em chốt 270.000 luôn các chị ơi. Riêu này em chốt 270 nha, 280 em chốt 270 nha. Chào chú Diễm Hương Nguyễn, chào chú Kim Chi Nguyễn nha. 270.000 màu riêu. Mặc cái quần xếp nụ chứ. Chào chú Diễm Hương Nguyễn, chào chú Thảo Nguyễn. Rồi em đang là riêu 280 em chốt giá là 270.000 một bộ. Vải là vải mango, các chị xem này, mango chấm đá cho mình ngoài trước áo thì thấy không? Áo đính đá hoàn toàn là chấm bằng tay hết, chấm bằng tay thủ công. Cho nên cái này đá này rất là chắc, mấy chị giặt mấy giặt nó không có bị sứt đá ra nha mọi người nha. Toàn bộ thân áo ngoài trước đính đá hoàn toàn. Và đây, trên tay áo cả, kể tay áo cũng đính đá luôn này, này đính đá hạt hạt nha, đẹp lắm, lên form cực kỳ sang nha các chị ạ. Em đang mang là màu à. Cái đoạn khoa có bộ XL em ạ. Có sai cái này lên cân nặng cho em nha. Năm mươi ba độ lên cho tới 70kg, nhà hàng có size nha mấy chị nha, hàng có size lên em xin cân nặng ok. Xanh riêu, xanh riêu với màu này là màu hoa đen, có hai màu cho mình. Xanh riêu hoa đen, chất là chất mango, form là hàng Quảng Châu, form xuất sắc đẹp luôn các chị này. Này, màu hoa đen với màu xanh riêu, em mang là xanh riêu, em mặc gọng em phải kẹp ngoài sau này. Tầm khoảng 53 độ lên cho tới là 70kg, hàng có size, chị nào chốt lên cho em xin cân nặng ok, có đơn luôn nha. Ok chứ Sky trên, ok chứ yêu này. Xanh riêu
xanh riêu và hoa đen hai màu có size nha, lên cân nặng nha, cái chiêu ơi lên cân nặng giùm em nhé mọi người. Xanh riêu và màu hoa đen hai màu cho em. Đính đá toàn bộ thân áo ngoài trước, vải mặt cực kỳ mát, là mango nhưng mà là mango thiết kế, mango đính đá nha, mango đính đá cho mình này. Đẹp quá trời sang, làm cáo không cũng đẹp, làm cáo lẻ không cũng ok luôn. Em mang riêu, riêu với lại hoa đen hai màu nha. Lên em riêu và đen hai màu 53 đổ lên giùm em nha, cho tới là 68-70kg là vừa nha. Bao mặt cho mọi người, mặt cực kỳ đã luôn, vải nó rất là mát. Vải là cực kỳ mát cho mango ấy các chị, mango mà mango đính đá hàng thiết kế. Cái mẫu này mang nó rất là lạ. Rồi một màu nữa là màu hoa đen. À, dập ly 80kg á chị, dập ly không có 80 chứ yêu ơi. Chế Ngọc Hà hăng em ơi, kia shipper gọi lại giùm chị nhận đồ. Ok chế Ngọc Hà hăng. Chờ chú anh Nguyễn, dập ly hôm nay có mẫu mới nhưng mà dập ly không có lấy size 80kg chị ạ. Dập ly nhà em thì cao lắm là lấy 65 và 70kg thôi chứ không có 80 nha. Dạ còn mèo chứ Vương Mai, dạ còn mèo em đang mang là màu đen này. Hồi nãy là em mặc là riêu nha, em mặc rộng á các chị, em mặc bị rộng tầm khoảng 53 đổ lên các chị tới 70kg nha. 53 đổ lên tới 70kg là vừa em mang này, màu đen. Đây đẹp quá. Màu đen, màu riêu, đen đen riêu riêu, 53 đổ lên nha tới 70kg là vừa em mang màu đen. Đen đen riêu riêu hai màu này, chứ nào chốt đen bóng đen chốt riêu riêu cho em giá là 270.000 một bộ nha. 280 em chốt 270.000 nha, 270. Chào chiếc Trần Tâm, đẹp quá. Xuất sắc. Em mang là màu đen nha, màu đen màu riêu, chứ nào chút riêu bấm riêu chút đen bấm đen cho em nha. Đen riêu hai màu, em lên chút hai màu, em lên một màu nữa là màu cam. Số lượng ít nha, dạ giá là 270.000 một set, chưa hàng cao cấp nha, màu đen này đẹp quá trời đẹp. Giá là 270 nha, 280 em chút 270 và có nó có size là từ 53 độ lên cho tới là 70kg là vừa em mang nha. Màu riêu màu đen, màu này lên em màu cam. Ba màu nếu chị xem cái phần áo một chút này. Đính đá nha, đính đá đá là đá là mình tự làm bằng tay, đính bằng tay chị tâm chấm từng hạt luôn. Cho nên nó rất là kỳ công luôn mà giá là cực kỳ rẻ luôn các chị. Có 270.000 một set thay vì các chị đi mua vải, các chị đi may, bộ đợt ít nhất là 500.000 nhưng mà đá người ta là không đính đá chắc như vậy nha. Đá là tính từng hạt luôn này. Tại vì làm thủ công á chị cho nên nó rất là kỹ này, kỹ mà nó chậm nữa. Rồi màu này lên em mang là màu cam màu đen với là màu xanh. Bộ này mặc lên form cực kỳ đẹp luôn nha, đi đám thì mặt mình hết sảy luôn. À, có màu caro không chị? Dạ không, không có caro chị ạ. Không có caro, em có ba màu. Màu này lên cho em màu là màu cam, màu đen và màu xanh riêu, ba màu rất là đẹp. Có size là từ 53 đổ lên cho tới 70kg là ok này. Cái tay áo cực kỳ sang. Ok chị. Cam đen với lại là riêu, em có ba màu. Màu riêu đầu lan mặc cái màu đó cực kỳ tay. Cái đá ngoài các chị nhìn nó sẽ sáng hơn so với trong hình rất là nhiều luôn nha. Trong hình nó không sáng màu ở ngoài. Lấp la lấp lánh, đẹp lắm. Tay áo nó viền nhẹ cho mình ở đây, nên nó viền đá nhẹ lại cho mình chút xíu ở đây thế này nha. Cam đen với lại là màu xanh riêu, em có ba màu cho mình nha. Cam xanh đen size là từ 53 độ lên cho tới 70kg là mặc ok vừa, rất đẹp nha. Cam xanh đen ba màu giá 270.000. Em mang là màu đen, cái màu đen mặc nó gọn, cái trời màu đen mặc thì nó gọn người nha. Cam đen riêu ba màu, chế nào chốt bấm giùm em nha. Đen 68 với Trần Lý, em mặc là rộng ấy. Cái này mình phải mặc form xuông xuông nhẹ chút xíu ok ha. Màu đen cho 68 với Trần Lý ok chị. Trần Lý có đen 68. Cam đen 59 cho cái Bùi Hồng Nhi. Rồi có luôn. Cam riêu đen 3 màu. Màu riêu cho xem được không? Dạ được, chị đợi chút xíu cho coi lại nha. Dạ vải mango chứ em mango thiết kế, mango hàng thiết kế nha, mango đúng không? Chị Hương Trung. Đẹp quá. Riêu đen cam giúp em. Nhận bộ đồ là mê, vải xuất sắc vừa luôn, xuất sắc vừa đẹp. Dạ 70kg cao mét 55 vừa chứ ơi. Một mét 50 là 70kg vừa nha chị nha, em chốt 70kg, 53 tới 70kg là đẹp. 53 tới 70kg là ok giúp em nha. Chế Dung Lộc chốt bấm giùm em, cam đen với lại riêu. Màu riêu đó tí em cho các chị coi lại nha, tôi riêu tí cho coi lại. Cam đen riêu 3 màu, 53 đổ lên giùm em, giao tới 70kg là vừa nha. 53 tới 70kg mà ok vừa giùm em, hàng siêu cấp 270.000 một set nha. 280 em chốt 270, 280 em chốt 270.000, em mang luôn màu cam cho các chị xem, màu cam. Đá này, đá đẹp cực kỳ. Màu cam, màu riêu là cái màu đầu lai mặt. Em mặc nó hơi rộng một chút xíu xíu ấy, tầm khoảng 52-53 đổ lên là vừa. Màu cam. Đen 61 vừa không em? Dạ vừa chị ơi, có size tới 70kg á chị. Em có size từ 53 tới 70. Cái này các chị lên cân nặng chiều cao cho em là được ha. Lên cân nặng chiều cao là ok. Màu này lên em màu cam, sang quá. Cam cam giùm em 270. Em mặc hơi rộng. Đây, màu cam, siêu sang luôn. Hàng có size nha, các chị ơi, hàng là hàng có size. Em đang mang là màu cam giùm em, sang quá chị sang rồi. Đen bông 68, chị Vu thì 6. Ok chị. Cam giùm em. Quần sàn có quần dài nhá. Quần là quần dài.
màu cam giùm em, màu cam, màu đen với lại màu xanh rêu, ba màu cho mình nha. Đen cam xanh rêu cổ vuông một chút xíu nha. Phơm nó mặc đẹp lắm các chị ơi, phơm đơn giản mà cái vải nó mát. Mango nha, chất là chất mango, đó là dạng là mango đính đá. Mango đính đá với một set luôn. Bình thường nếu như mình mua cái áo này mà là cáo lẻ không là 280.000 một set một cái rồi. Thường em bán áo đá mà loại vải mango này là 280 một cáo thôi. Nhưng mà cái này nguyên một set luôn có 270 à. 270.000 mà đá là làm bằng tay nha, đính thủ công. Cho nên nó rất là lâu và nó chắc nha. Đá nó rất là bền. Mình giặt nó không có bị chóc đá ra nha các chị nha. Cam đen với lại riêu. Cam đen 61kg cho chị Trần Anh Kỳ. Ok chị. Cam chứ Lê Hoài em lên cân nặng giùm em nha chế. Chứ ơi lên cân nặng đi, chứ ơi lên cân nặng nha. Dạ em lên trước 3 màu, chứ ơi em lên trước 3 màu nha. Màu cam em mang đẹp lắm. Cam cam. Chế tấn trời phải. Chế ơi lên cân nặng đi, chế lên cân nặng đi. Đẹp lắm, nhà hàng nó mê vải đẹp xuất sắc đó chị. Vải đẹp xuất sắc luôn này. Cái tay nó phồng nhẹ cho mình chút xíu. Cái phơm nó đơn giản mà mặt sang. Đính đá nhẹ nhẹ một chút xíu nha. Nhớ là lên cho em xin cân nặng luôn nha. Chị nào mà cao cho em xin cân nặng luôn. Còn nếu chị nào mình cao dưới 1m55 hoặc là chị nào cao 1m6 thì mình comment cho em xin luôn cái cân nặng. Ơ, xin một cái chiều cao luôn nha. Cam 67 cho chế Diễm Thúy Trần. Ok chị. Diễm Thúy Phan. Cam. Chế Lê Hoài An có cam 57. Cam giùm em, cam riêu và đen có 3 màu cho mình, phơm đẹp lắm. Cam riêu đen, sang á. 270.000 nha, 280 em chốt 270. 154 cho chế Nguyễn Thị Kim Tiết. Rồi, ok chị. Dồn đơn hôm qua nhắc mấy bạn nhân viên giùm em nha chứ Yêu ơi. Dồn đơn hôm qua nhắc mấy bạn nhân viên giùm em nha. Cam, cam đen riêu, em mặc lại màu riêu cho các chị xem, màu riêu. Dạ được, chứ vô thể sáo chứ nhắc nhân viên là được nha chứ. Cam đen riêu 3 màu, em mang lại màu riêu. Cái màu riêu này là cực kỳ tây, chế tấn tài phạm 70kg. Chế tấn tài phạm lấy màu gì chứ? Chị hai màu á, màu màu đen với màu cam á. Màu đen với màu cam. Rồi màu riêu em mang lại cho các chị xem màu riêu này. Màu riêu. Vòng 1 khoảng bao nhiêu chị? Chứ Hưng Trung ơi, nó chốt theo size, nó có size đó chị ha. Size đó số 3 là ngực của nó là dưới 120 nha, ngực dưới 120. Đen 64 cho chế độ lệnh. Rồi. Em mang là xanh riêu, cái màu huyền thoại này, cái màu đầu lai em mặc, cái màu đẹp cực kỳ đẹp, màu nó rất là tây. Màu xanh riêu. Lên em riêu kèm cân nặng giùm em ha các chị nha. Riêu 270.000. Em mới chị nhận hàng là mọi người mê. Vải rất là đẹp, mango chất nó mát. Nhưng mà mình mặc nó sang, đính đá toàn bộ thân áo ngoài trước, giặt mới giặt là không có bị sức đá nha. Tại vì đá thì nó chấm bằng tay, chấm bằng thủ công á. Chấm từ hạt cho nó rất là mất thời gian mà 270.000 cái đồ này quá là rẻ các chị. Thay vì mọi người đi mua vải, về mình đi may. Mình đi may cho thợ nó may ít nhất là cũng 500.000, 600.000 một bộ này, nhưng mà cái form nó sẽ không có đẹp được như đây nha này. Đính đá ở trên tay áo cho mình thế này, cổ áo đính đá và thân áo ngoài trước đính đá hoàn toàn hết, như đá là đá, chấm đá thủ công nha, đá thủ công cho nên nó sẽ rất là kỳ công. 270 em mang là riêu đẹp quá, riêu em nhá, riêu đen với lại là cam ba màu cho mình ha, riêu đen cam ba màu, 53 độ lên giùm em cho tới là 70kg nha, riêu 70 chị 13, 90 chị 13 có riêu 70 khoảng 97 đó chị, 97. Cái bộ dòng dây để em hỏi mấy bạn gửi chưa chế. Nếu gửi rồi thì thôi, chưa gửi thì em đem ra gửi cho chế nha. Rồi. Chị cho em xin luôn một cái cân nặng. Tại vì chốt phải chốt theo cân nặng với lại chiều cao á chị ơi, ngực 97 thì có thể mặc size số 1 cũng được, size số 2 cũng được luôn. Nhưng mà cho em xin một cái cân nặng một cái chiều cao luôn ha, để em chốt cho nó dễ nha, tại vì hàng em là em chốt theo cân nặng và chiều cao nha chị nha. Rồi. Cho em xem hết màu em ơi, chị ơi em lên trước 3 màu chứ Phương Mai Thái nha, em lên 3 màu nha chị nha. 3 màu em mang màu riêu. Riêu giùm em đẹp quá, 270.000 một bộ, mặc nhận hàng là mê vải cực rất là đẹp. Em nói chị ơi 270.000 bộ đồ này rất là rẻ luôn, rất là rẻ mà chất lượng là ok. 270.000 mang rồi riêu. Riêu 270 cái màu đầu lai mang nó mặc đẹp lắm, màu riêu. Màu riêu này cho mấy chị xem cái đá của nó. Đá này mới ngựa mấy đá này này. Đính đá trên đây cho mình ha. Đá là hoàn toàn chấm bằng thủ công. Giặt máy giặt là nó khôi, nó rất là lâu. Nó không chóc, không phải là không chóc, nhưng mà nó sẽ rất là lâu chóc nha. Thay vì bằng máy, nếu như mà mình làm bằng máy, chấm bằng máy thì nó rất là nhanh. Nó mất ít thời gian thôi, nhưng mà giặt máy giặt một lần đó chị ơi. Giặt máy giặt một lần là đá nó bung ra hết trơn. Nhưng mà cái này chấm thủ công, nó keo, nó rất là kỹ, cứng nha. Này, mình giặt là quay nó không có bị sứt đá này, nó rất là lâu nha, mặt nó bền á, bền hơn là so với khi mình đính đá bằng máy. Áo này cực kỳ sao, mình về mình làm cái áo lẻ, mình lấy thì mình làm một cái áo lẻ, mình phối với quần khác nhặt ok ha. Nó giống như là một cái form áo lẻ thôi. Màu riêu giùm em, màu riêu em mang nhá. Hôm nay like Latin 210 chứ ha, Ri Nguyễn Latin 210 chế bùi hồng nghi đồ chứ, còn đây để em dọn lại cho chế luôn nha chế. 58kg cao 1m4 hả chị, 1m4 hả? 1m4 là mặt dài lắm á chị ơi. Riêu 63 chị Chí Đặng Mỹ Hoa. Dạ vải mango chị ơi, vải mango nha chị ơi, vải mango đính đá hàng cao cấp, mặt rất là đẹp luôn. Chứ em nào chốt thì bấm giùm em nha.
Hôm nay em có về một cái mã dập ly mới và màu mới rất là đẹp luôn. Cái mã đó em mặc mọi người lên chốt nha, rất là đẹp. Cái màu rất là xuất sắc luôn các chị ạ. Màu là xuất sắc, xuất sắc. Đây một cái mã dập ly mới. Màu đỉnh chưa các chị ơi, màu đỉnh chưa mọi người. Rất đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp. Dập ly nha, dập ly mẫu mới. Dập ly mẫu mới giùm em nha. Siêu đẹp, form to. Wow, form đẹp đến 65kg luôn nè. Ok chị. Đẹp quá. Có thiết kế không chị? Hôm nay thiết kế có thiết kế mango. Cái mã mới thì em mặc đó chị ơi. Mã mới thì em mặc. Rồi dập ly nha, dập ly kiểu mới size to. Em chốt từ 55 độ lên cho tới 65kg là mặc vừa mã này. Lên em màu xanh nha, màu xanh chốt giá là 185.000 một bộ. Màu xanh 185. Chế nào chốt xanh, mỏng xanh 185.000 màu xanh cho em. Đính hạt chuỗi ngoài chốt cho mình, nó là kiểu mới. Chị thấy cái form em mặc không? Ý là em 50kg là em mặc nó đã hơi gọng một chút xíu rồi, nhưng mà nó vẫn ôm như em rồi này. Tới đâu là em ôm tới đó luôn nha. Từ 55 độ lên, 55 độ lên giùm em. 55 độ lên chốt đến 64kg các chị. 55 đến 64 chị nào gọn gọn người 65 ok vừa em mang. Chốt giá là 185.000 một bộ nha. 185 em mang màu này. Lên giúp em màu này của à, em chốt 180 chị ơi, 180.000 một bộ em mang. Màu này lên cho em, màu này là màu xanh riêu. Lên màu xanh giùm em 180 dập ly kiểu mới, chốt 180. Và em chốt đến 64kg. Chị đồ anh có xanh. Đẹp quá. 180 đinh đá ngoài trước cho mình. Chế nào chốt em năm nay là xanh, form đẹp quá. Em 50kg hơi rộng tầm khoảng 53 đổ lên cái trời đến 63, 64kg. Chứ Quyên chưa có xanh. Rồi, chứ Kiều Giang sao vậy? Mẹ không cho nhận đồ. Vậy hả? Mẹ không cho nhận đồ, thôi đừng chốt nữa chứ ơi. Em năm nay là màu xanh này. Quá trời đẹp, 180 nha. 185 nha, chốt 180 ngàn. 180 ngàn đang mang là xanh. Chế nào chốt xanh, bấm xanh cho em 53 đổ lên giùm em, cho tới là 64kg là vừa. Nha, em đo luôn cái mông cho các chị cái ngực luôn. Màu xanh đi, 180 em. Ok, bao đẹp. Để em đo luôn cái ngực, cái mông cho các chị nha. Hôm nay kiểu mới nên đính trong chút mình chuỗi ngoài trước thế này. Dạ quần 8 tấc. Dạ quần là quần 8 tấc chị ạ. Quần 8 tấc nha. Để em đo luôn cái ngực cho các chị nha. Rồi, chốt đến 64kg. Chốt đến 64 nha. Dập đi xanh 64 cho chị Thảo Trần. Rồi, em chốt từ 52 độ lên cho tới 64kg là mặt vừa. Em mang là màu xanh, kiểu mới nha, màu quá trời đỉnh luôn. Chế nào chốt xanh bấm xanh rồi. Xanh cho chế Nguyễn Thơm. Rồi, xanh. Chốt đến 64 xanh kí. Xanh cho chế Bùi Hồng Nhi. Đẹp quá đấy chứ ơi, đẹp quá. Xanh. Màu đỉnh thật sự. Chế đổ lệnh có nha chế. Rồi, xanh 180 ngàn một bộ, 185 nha, chốt 180 nha. Chị chốt đen có không em? Dạ có chứ yêu, dạ có nha, em mang là xanh. 185 nhưng em chốt 180 kiểu mới cổ vuông này. Đính nhẹ chuỗi chuỗi bên đây một cái nơ nhỏ nhỏ ra cho mình thế này. Quần là quần 8 tóc, em mang là xanh, màu quá đẹp. Màu quá trời đẹp, quá đẹp luôn. Xanh giùm em, 180.000 xanh nhá. Xanh 180. Áo lẻ chị Hương Trung dạ nay chưa có lẻ cho nên em có đồ bộ. Chị Nguyên Trung có nha chị. Xanh giùm em nha cả nhà, màu xanh. Chế yêu đọc chút xanh bẩn xanh giùm em màu xanh nha. Xanh bẩn sắp lợp. Màu xanh. Xanh mong 100 em bao vừa chứ Kim Ngân mong 110 đổ lại chứ ơi. À không, mà, ở đúng rồi mong 110 đổ lại. Mong 110 đổ lại, 100 là bao vừa. Dưới mong dưới 110 và ngực dưới 110 là đẹp nha. Mong dưới 110 và ngực dưới 110 là ok. Rồi mà em đang mang là màu bi, màu đỉnh không. Nói chung là hôm nay là toàn là màu đỉnh thôi các chị, màu đỉnh thật sự luôn. Em đang mang là bi đen giùm em, màu bi đen 185 nhưng em chốt là 180 nha. 185 nhưng em chốt 180 ngàn hàng cao cấp form từ 52 đổ lên giùm em. Và chốt cho tới là 64kg là vừa. Áo đính đá hàng Quảng Châu không em, dạ không có chị Trần Đào ơi, em mang là màu bi đen. Trời ơi, đẹp quá à. 180 màu bi đen này ít nha. À, rồi bi đen giùm em đang mang 180 ngàn một bộ. Kiểu mới nha, giặt ly hàng siêu cấp đấy, mấy chị mặc cái này qua năm suốt tháng không bao giờ chán. Em nói thiệt mặc không bao giờ chán luôn, dễ mang dễ mặc, em mang là bi đen. Này, bi đen chốt với giá 180 ngàn bộ nha. Chốt size là từ 52 độ lên cho tới 64kg. Mong 110 và ngực 110 đó là ok. Bi cho chế Thảo Nguyện. Em đang mang là bi đen 180. Xanh cho chế Trần Giang. Rồi, xanh bi. Bi đen cho chế Kim Thi Võ. Rồi. Bi đen cho chế Nguyên Trương. Bi đen cho chế An Nguyện. Rồi, bi đen 15 bộ. Bi đen, màu quá đẹp. Bi đen giùm em. Chế yêu rồi chốt bi đen, mỏng bi đen. Ok, chế Bùi Hồng Nhi. 185 nha, em chốt 180 nha. Bi đi. Xanh thì chế Kim Ngân. Rồi. Xanh và bi đi mày. Màu quá đẹp luôn á chị. Màu quá đẹp. Nó sắp lọt tới nơi rồi. Em đang mang là bi đi.
Hôm nay là màu đỉnh dạ, không? Này không có một dài chứ. Không có dài chứ, cái mã này thì nó chỉ có lượng 8 tấc thôi à. Màu quá trời đẹp luôn á. Bire dùm em 180. Tuy vải mango chứ anh mango dọc, vỏ này không mỏng nhưng mặt nó mát. Vải không mỏng nhưng mặt nó mát nha, bire. Bire dùm em. Bire cho chế tù anh, xanh cho chế phương mai. Rồi. Bire. Đẹp quá. Màu bi là muốn xỉu. Thấy màu bi là muốn xỉu nha. Màu bi lên cái gì cũng đẹp hết. Em mang là bi đen. Em chúc mọi người giá là 180.000. 185-180 nha. Kiểu mới, đính chuỗi ngoài trước cho mình form đơn giản, dễ mang dễ mặc. Mặc tới đâu là ôm eo tới đó. Chị nào đối với chị nào mà 50kg á, cái gì 50kg ha, mà cái tạng người hơi hơi to chút xíu, tròn người á, kiểu mà tròn người mặc vẫn ok. Còn nếu như chị nào 65, tạng người nhỏ con, ôm người hoặc là cái dáng người là thon thả, hơi kiểu mà xương nhỏ, cái gì xương nhỏ là mình mặc 65 vừa luôn nha. Trưa nay Latin da tay dài 70kg hả chứ? Có chứ yêu ơi, có nha. 70kg em có nhưng mà em chưa biết là tay dài hay tay ngắn. Em có chuẩn bị rồi mà em chưa biết là tay dài hay tay ngắn luôn. Rồi bi đen giúp em nha, màu bi đen em chắc là chốt bi đen, mặc bi đen. Trời nó sắp lật rồi. Bi đen giùm em. Đây có một màu nữa. Ôi thiệt luôn á. Bi đen giùm em hai lần rồi đó nha, là hai lần rồi đó. Trời đất ê, đợi em chút xíu cái chị ơi. Bi đen em đổi màu khác nha. Màu này lên cho em, màu này là màu hoa. 52 độ lên cho tới 63kg là 64kg là vừa em mang là màu hoa này. Chế nào chốt hoa lên hoa cho em nha, màu hoa. Giá 180, quần là quần 8 tấc nha. À, dập đi em, đặt mai size to hơn nữa đi em hả chế. Size cỡ nhiêu ký với Lâm Vy giờ chứ nhiêu ký. Ok chế Bùi Hồng Nhi. Rồi em đang mang là màu hoa, có 5 bộ hoa. Chế nào chốt hoa bằng hoa cho em nha, màu hoa. Hoa này từ rộng có 52 độ lên. 52 độ lên 63 vừa em mang là màu hoa. Hoa này ít từ có mấy bộ. Màu hoa, 5 bộ hoa. 180 ngày một bộ nha, chứ nào chút hoa bóng hoa 180. Màu hoa 180 ngày màu hoa em. Màu đẹp quá, 52 độ lên nha, đến 63 là vừa. Em mang là hoa. Chế yêu nào chút hoa bóng hoa chưa. Màu đẹp quá trời. Màu hoa này lạ, màu hoa. Chế nguyên chương. Rồi, chế nguyên chương có hoa. Hai cho chế nguyên chương, màu này lên cho màu đen. Màu đen thì mấy không, màu này lên cho là màu trắng đấy chứ. Hoa cho chế Bùi Hòa. Rồi, màu trắng, màu hoa, màu trắng hai màu, 52 độ lên 63kg là vừa. Màu trắng, màu hoa chế Linh Nguyễn. Linh Nguyễn có hoa, màu này lên nên là màu trắng, 52, 63kg là ok vừa. Chế nào chốt cháu bóng trắng 180, 185 nhiêm chốt 180.000, màu hoa. À, chế mặt 65-70 hả chế Lâm Vy? Dạ, vậy là sao hả chế Lâm Vy không vừa. Màu hoa dùm em, màu hoa cho chị Trúc Kim. Màu hoa chị Hà Lương rất là hết hoa. Dạ quần jean đen em chưa có hàng chứ Nguyễn Thanh Nghệ ơi, em có nhưng mà bây giờ em còn lẻ size, không có đủ size đó chị. Em đang mang là màu trắng 180, đẹp quá trời luôn rồi trời. Màu hôm nay là hết sảy luôn. Đồ của em còn không chế hay xả ra rồi chứ Phụng My. Để em hỏi bạn nhân viên nha chứ hơi sao xả. Em đang mang là màu trắng 180.000. Cái nào chốt trắng lên trắng 180.000, 5 bộ trắng. Trắng 180 phi size nha. 52 đến 63kg là vừa. 526-364 để em mang. Chị mặc size 28 á chị. Dạ 28 không còn hàng hết chứ ơi. Để chút xíu lên cho mình mua, em mang là màu trắng. Cái nào chốt trắng bóng trắng cho em, màu đẹp quá trắng giùm em. 52 độ lên 63kg vừa màu trắng nha. Giá 180.000 một bộ. Trắng 180.000 màu trắng giùm em. 52-63kg là vừa màu trắng. Lê sen kẹp 70kg đi em, ok quà mà em lên cho mình. Tây Ninh gửi được không? Dạ Thanh Hằng ơi, nếu như mình nằm ở trong vùng xanh á thì ship được nha, còn vùng đỏ với vùng cam thì không ship được nghe chế. Em mang là màu trắng 180. Chị nói bỏ hai đứa mà bỏ không được. Cái gì bỏ hai đứa bỏ không được hả? Vậy hả? Hôm nay có dập ly ống rộng không á chứ, dập ly ống rộng nay không có với Lâm Vy rồi. À, ok với Phụng My đó, hỏi bạn lại xem hàng còn không nghe chứ. Em mang là màu trắng 180. 52 đến 63 là vừa trắng. Chế nào chốt trắng bóng trắng 180 cho em nha. Trắng 180.000 màu trắng. Còn bộ xanh này thấy chưa? Còn một bộ xanh 180 này. Chế nào chốt xanh bóng xanh 180 cho em nha. Còn bộ xanh. Xanh 180.000 màu xanh giùm em cho cái xem. Này. Đá. Ở trước là đính chuỗi nha, một cái lớp chuỗi nhỏ nhỏ chút cho mình. Cho em xin số điện thoại đi chị. Màu trắng em mang, màu xanh em còn một bộ. Chế nào chốt xanh bóng xanh cho em nha, màu xanh. 52 độ lên cho tới 63kg là vừa. Chị nào 50kg là mặc giống em nha.
Rồi màu này lên cho em màu này ha. Màu là màu xanh. Chế nào chốt size mỏng xanh cho em. 52 đến 63 kg là vừa xanh, chốt 180.000đ. Xanh 180.000đ màu xanh cho em nha. 52 cái kim ti vỏ. Đây, một cái mã dài. Xanh chiếc kim chưa thấy vỏ, chứ vỏ có chưa ta? Chưa hả? À. Rồi đi đây. Có đậm chán. Nói gì ạ? Có nói nhỏ đâu. Rồi còn một màu cuối cùng. Màu này lên em màu loan. Màu loan hôm nay Chuna lên như màu đây nha mọi người nhá. Màu loan. Em chốt từ 52 đổ lên cho tới là 64kg mặt đẹp. Màu xanh hết rồi chứ Ngọc Văn Huỳnh ơi. Mình hết xanh này đúng không? Hết xanh rồi chứ ơi, đổi màu khác nha. Em đang mang màu này là màu loan. Hết xanh rồi chứ Phương Kiều ơi. Em còn loan đẹp quá à. Đúng đẹp thiệt sự luôn á trời. Màu loan em mang có 5 bộ loan. Chứ nào chốt loan lên loan cho em nha. 52 đổ lên giùm em ha. 52 đổ lên tới 63 vừa mang là màu loan. Đẹp quá. Mặc vô chả hiểu cái gì mà mặc vô tới đâu nó ôm như tới đó không. Hết xanh rồi chứ ơi, hết xanh rồi còn loan. 52 63 mang loan, chứ nào chốt loan mỏng loan cho em 180.000đ. Loan 180.000đ màu loan cho em nha. Chứ nào chốt loan mỏng loan 180 free size 5263 mặt đẹp. 52 độ loan 63 vừa em mang màu loan. Loan cho chị Phương Kiều, chị Kim Ngân có loan. Rồi, loan 180. 5263 ký mặt đẹp loan. Chứ nào chốt loan mỏng loan như màu loan đó. Màu loan 5 bộ. Loan chị Kim Ngân, loan chị Phương Kiều. Quần là quần 8 tấc nha các chơi. Quần là quần 8 tấc. Màu loan 180.000đ một bộ loan. Trong không? Loan 180. Còn một màu nữa là màu này là màu da. Đây. Màu da nha, màu da. 52 độ lên 63kg là vừa da. Chế yêu nào chốt da bỏng da giùm em 180. Màu da. Màu cuối cùng luôn đấy. Màu cuối cùng luôn, màu da. Trời ơi đẹp quá. Màu này là như hôm qua mình có lên màu này đúng không ta? Giống vậy đúng không ta? Màu hồng, màu hồng với da hồng hả? Rồi, mã này lên đi, mã da 180 màu cuối cùng. Da 180, 52 độ lên 63kg là vừa da. Da 180.000đ. Đẹp quá. Da ít 5 bộ nha. Da 180, 5263 vừa da. Da cho chiếc kim thi vỏ. Ok chị yêu. Da dùm em màu da. Đẹp quá mấy chị ơi. Da da chút giá 180, 52 độ lên 63kg là vừa. Màu da. Giá là 180.000đ, màu sang quá trời sang luôn này. Mặc cái gì nó gọn màu giảm hàng. Nhi Hoàng. Rồi da. Da cho chị Nguyên Trương. Rồi. Năm bộ da. Da cho chị Hà luôn. Da cho chị Trúc Kim là thôi. Rồi. Hết da. 180. Mặt đẹp quá trời. Chị Phương Kiệm hết da chị. Da chứ ơi. Để coi còn màu gì không ta. Đây. Chị Nhi Xuân em hết da. Hello chị Vĩnh Phương. Cảm ơn chế độ lệnh. Cảm ơn chị yêu. Hết da. Da 65 hổng dừa. 64 đổ lại. Hết da rồi chế Phương Kiều ơi. Rồi màu em đang mang là màu beo. Màu beo. Cái màu loan đẹp lắm luôn á chị ơi. Đổi xả lơ uổng lắm à. Em đang mang màu beo này. Màu beo 64 đổ lại nha các chị ơi. 64 đổ lại mặc vừa 52 độ lên em mang là beo. Đây. Chế nào chốt beo lên beo cho em 180.000đ beo. Đấy. Ủa sao bắt đầu để cho mang ra nó ngộ ngộ vậy ta. Beo 180 nha, 5263 là vừa beo. Hết da rồi beo dùm em nha, beo 180. Beo beo giả 180.000đ màu beo cho em nha. Chế nào luôn có chế. Đồ thiết kế giờ chút xíu lên lại. Hôm nay thiết kế thì hôm nay có thiết kế mango cái trời. Có thiết kế mango nha mọi người nha. Còn bảy thun thiết kế thì chưa nay không có nha. Em mang là beo 52 đến 63 vừa. Beo cho chị Em Nguyễn. Giá là 180.000đ bộ màu beo. Siêu phẩm, cái màu này là màu muôn thỏ cái gì. Lên cái gì cũng đẹp hết trơn. Em đang là beo 180.000đ. Chứ em chỉnh có beo. Rồi. Beo 180, 5263. Chưa nay là đồ bộ siêu phẩm. Beo 180 em mang. Tay bộ caro, quần dài, tay dài. Màu quá trời đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Thiết kế chút xíu đi chứ Kiều Kiều. Thiết kế hôm nay có thiết kế mango á chị. Nay có thiết kế mango nha. Em mang là beo nha. Em lên cái mã này cho các chị. Màu beo. Chốt 180.000đ beo. 52 đổ lên cho tới 63kg là vừa beo 180. Beo beo 180.000đ màu beo giùm em. Và một màu mới là màu hồng. Chứ Như Xuân lấy beo trên xin số điện thoại nha chế. Beo 180. Chứ Như Xuân lấy beo bấm số điện thoại giùm em. Màu này là màu hồng. 52, 63kg là vừa màu hồng 180 luôn nha. Nhiều màu quá. Caro 65kg. Beo cho Như Xuân. Rồi. À, caro 65kg tay dài. Rồi là không là mã nào chứ Kiều Kiều ơi không có. Em mang là màu hồng 180 nha. Hồng 5 bộ à.
Chế nào chốt hồng lên hồng, mi 180.000 màu hồng. 52 đổ lên 63kg vừa. Hồng. Màu hồng 5 bộ. Còn hồng với còn da. Em còn hồng với còn da hai màu. Không, màu này lên là màu nâu đi, màu hồng với màu nâu nha. Màu hồng với màu nâu. Chốt xanh chị không em, cái độ lịnh. Độ lịnh có số chưa? Chị có xanh không? Em đang mang là màu hồng, màu này là màu nâu, còn hai màu. Màu hồng, màu nâu hai màu cho em nha. Cái độ lịnh không có xanh chứ. Không có xanh mà chứ, đổi màu khác đi nha chế. Màu xanh á lộn, em mang là màu hồng với màu nâu nha. Cái giờ hồng với lại nâu. 5263 vừa, màu nâu với màu hồng hai màu. Hồng hồng nâu nâu 52-63kg là ok vừa nha. Em mang là hồng. Hồng này là màu mới. Nâu cho chiếc kim thi vỏ. Rồi chiếc kim thi vỏ có nâu. Giá 180 nha, dễ mang dễ mặc. Màu nâu với màu hồng hai màu. Nâu cho chiếc nhi su. Rồi 43 không có size gì ơi, không có size 43. Nâu cho chiếc phân kiều. Rồi nâu. Nâu nâu chiếc phương kiều em mang là hồng. À chiếc phương kiều sáu loan hả? Loan nào vậy? Loan xanh đó hả? Em mang là hồng với lại là nâu hai màu nha. Hồng hồng nâu nâu. Hồng cho chiếc ba thúy. Nhiêu ký? 65 không vừa nha. 65 chứ cao bao nhiêu? Chứ ơi 65 chứ, em xin cái chiều cao nha. Nếu như mà cao tầm khoảng 1m58 nó lên thì vừa nha. Còn dưới 1m58 là không vừa nghe chế. Em đang mang là màu hồng. Hồng nâu hai màu. 180. 185 chứ 180. Hồng hồng nâu nâu 180.000 màu nâu màu hồng. Nâu này còn mấy bộ? Nâu nâu còn mấy bộ? Hai bộ nâu hả? Còn hai bộ nâu. Còn hai bộ nâu chứ nào chốt bấm giùm em nâu. 52-63kg là vừa màu nâu này. Nâu với lại hồng hai màu. Hồng cuối cùng 50kg thì mặc giống em á. Em 50kg mà vẫn được. Màu nâu còn hai bộ nha. Chắc nào chốt lên nâu cho em 170. 180. 185 em chốt 170 nâu. Nâu nâu 170.000 màu nâu. 180 á. 185 chốt 180. Nâu cho chiếc hình đi đi. Rồi. Bộ nâu cuối cùng 180. Nâu 180.000 màu nâu. Caro. Chế dâu hồng chụp hình vô tin nhắn cho em đi chế. Nâu với chế Diệu Huyền. Nâu với hồng. Chụp hình vô tin nhắn cho em nha chế Châu Thành ơi. Diệu Huyền có nâu với ai hồng à. Rồi caro size lớn. Caro nha, caro caro. Size là từ 52 độ lên đến 62kg là vừa caro nha. 52-62kg mặt đẹp caro. Chế nào chốt caro bỏng caro nha nha. Giá là 185.000 một bộ nha. 185.000 caro em em. Trắng cho chị nè xu. Ok chị. Cháu Thành chụp hình vô tin nhắn cho em nha. Ok chứ yêu. Trắng hả? Ủa lại nào ta? Trắng là mã nào chứ yêu ơi? Em đang mang màu này là màu caro em em. 52 độ lên 63, 62 chứ là vừa caro. À, cam lại đặt có không em? Dạ có chứ Diệu Thúy Loan rồi. Dạ có. Em đang mang caro giá 185.000, 52 độ lên 62 kg vừa. 52 độ lên 62 kg vừa em mang là caro. Caro da. Form là form, chắc nó hàng này bán nhiều lắm luôn. Cái chị quần dài lâu lắm mới về lại luôn. Bữa giờ nó không có hàng. Em mang caro 52-62 vừa 185.000. Đúng rồi chị. 52-62 vừa caro. Màu này lên trên, màu này là màu đen. Màu đen với caro hai màu, size là từ 52 độ lên tới 62 vừa. Cao 1m6, nặng 65 vừa, màu nâu không vậy. Dạ vừa, dạ hằng nini ơi. Ok vừa nghe chị. Rồi màu này lên trên là màu đen. Caro và đen hai màu, 52-62kg mặt đẹp. Giá là 185, bộ đó là dạng form chữ A, quần dài sắc lách này. Em mang là caro, caro và đen. Lên em là caro với đen hai màu nha. 52 độ lên đến 62kg là vừa. Caro và đen. Form sắc lách quần dài màu đen này đẹp lắm luôn này. Lâu lắm luôn nó về lại hàng này luôn các chị. Form là xuất sắc nha, dễ mang dễ mặc. Với lại sắc lách quần dài mình mặc nó lịch sự. Bữa giờ em về là chỉ về được lượng thôi, không có dài. Em mang là đen dài 52-62 đen. Đen cho chiếc em nguyên. Rồi 185.000 một bộ đen. Size 62 đó lại vừa, 52 đổ lên. 50kg mặc hơi rộng chút xíu. Màu đen với màu da hai màu. Caro cho chiếc Hà Lương. Rồi, màu đen. Màu đen với caro hai màu. Nâu cho chiếc Sika Trinh. Nâu gì á? Nâu dọc đi. Nâu dọc đi em hết thì chế. Chứ lấy nâu gì chứ ơi. Em mang là màu đen 62 đổ lại vừa nha. Cái chơi 65 không vừa nha các chị. Size số 3 62 đổ lại 52 đổ lại. Em mang là đen. Đen 185.000 bộ. Đen 185 chắc là chút. Đen cũng đen 185.000. 52 đổ lên 62kg là vừa màu đen. Đen đen với lại là màu caro hai màu. 52 Latin chút xíu đi nha chứ yêu anh. Caro cho chứ Duyên Bùi. Rồi. Còn còn bộ lẻ 215 không chế. Ê đen caro hai màu giùm em nha. Hỏi
Đợt sau có một lần nữa đó. Caro và đen hai màu giùm em. Còn một màu nữa là màu hoa. 62 đổ lại mặt đẹp, 52 đổ lên. Caro cho chiếc hồ cầm 62 đổ lại nha các chị ơi. 52 đến 62 ký mặt đẹp nha. Đeo chế duyên bùi. Màu này lên che màu hoa. Cao 1m54, 65kg vừa, nâu không em, dạ không vừa, chế dung lao. Màu này lên trên màu hoa vàng, ghiêu đính đá đầu lai còn không em? Ghiêu thiết kế đính đá đầu đó em. Ok chế xì cai trình. Ok chế. Đen 60 chế kim duyên. Màu này lên trên là màu xanh. Màu xanh giùm em đem mấy bộ. Ba bộ. Đen Caro. Nay nhận đồ đẹp lắm, rất hài lòng. Cảm ơn chế Dương Luân Diệp. Cảm ơn chế yêu. Yêu 270 CK trên. Ok chế yêu. Màu này lên em màu xanh. Vải mango nha, 52 độ lên tới 63 vừa. Ngoài sau đang dây cho mình, giá là 185.000 một bộ nha. 52 độ lên 62kg mặt đẹp. Mã này lên cho em màu này là màu xanh nha. Màu đẹp quá trời. Màu xanh giá là 185.000 một bộ xanh. 52 độ lên 62kg là mặt ok vừa. Em 50kg hơi gọng một chút xíu. 52, 62kg vừa xanh giá 185. Chế nào chốt xanh cũng xanh 185.000 một xanh cho em nha. Đẹp quá. Đẹp quá, chờ xuất sắc luôn. 52, 62 vừa. Còn bộ caro với bộ đen. Còn caro với đen. Còn hai bộ caro này giá 185.000. Caro còn hai bộ. Ok, chế Hà luôn có xanh. Màu này lên em là màu caro 52 cho tới 62kg. Caro giùm em. Chế nào chốt caro lên caro cho em nhé. Caro xanh với lại là màu đen. Em còn 3 màu. Đen. Đen cho chiếc bông sen lên số điện thoại giúp em nha nha. Chiếc bông sen phải đen bóng số cho em nha. Đen caro và xanh 3 màu. 185.000 bộ. Xanh cho chiếc Nguyễn Kim Thị Trang. 5262 mặt đẹp. 52 đổ lên 60 ok cho em nha. Đen xanh caro 3 màu. Đen xanh và caro. Đẹp quá trời đẹp. Chào chiếc Lưu Tuyền. Màu xanh. Màu xanh, màu đen, caro 185, vải mango nha các chơi mango. Mango from stone. Đen xanh caro 3 màu. Đen với cái bông sen. Rồi, cái bông sen có đen. Cửa này có ai? Bông sen có đen. Xanh cho chế Trần Thúy. Rồi. Trần Thúy có xanh. Màu này lên em màu nâu. Màu nâu 52, 62 là vừa nâu. Chế nào chốt nâu lên nâu cho em nha. Màu nâu. Thiết kế chút xíu đi chị yêu ơi. Này. 52 độ lên 62 vừa em mang. Màu nâu. Chế nào chốt nâu bóng nâu cho em nha. Nâu 185.000 một bộ nâu này. Chế nào chốt nâu lên nâu 185. Thiết kế chút xíu mời lại cho. Chút xíu mời lại thiết kế cho. Em mang là nâu 185.000. Màu xanh mấy bộ? 3 bộ. Em mang là nâu. Chế nào chốt nâu bóng nâu cho em 185.000 màu nâu. Màu đẹp quá. Quá đẹp. 5262 là vừa nha. Cái gì ta? Còn đen caro 290 không? Dạ không có gì ơi. Bông sen chứ nâu. Nâu chứ bông sen. Còn bộ cargo cái gì? Còn bộ cargo nha. Hai bộ cargo bộ đen. Em mang là nâu. 5262 là vừa nâu. Giá 180.000. Chứ mấy cái thời trang có nâu. 5262 mặt đẹp nâu. Cái nào chốt nâu bóng nâu. Còn một màu nữa là màu beo. Màu cuối cùng. Màu beo. Beo beo giá là 185.000 màu beo em nha. Dễ mang dễ mặc lắm đó trời. Nâu cho chế duyên bùi. Chế duyên bùi có nâu. Màu này lên em màu beo 52 tới 62 là vừa beo. 185.000 một bộ beo. Beo giùm em nha. Đâu chứ chế Hà Lương. Rồi, đâu chứ Hà Lương màu beo 185 beo màu cuối cùng. Beo beo 185, 52, 62 ký mặt đẹp. 52 độ lên 62 ok beo. Màu beo này 185 dễ mang dễ mặc hết trời. Mét 62 nặng 65 ký vừa không mẹ? Dạ vừa chơi. Mét 62 nặng 65 thì vừa nghe chứ. Màu em mang màu beo. Chiếc hồ cầm. Ok, chiếc hồ cầm. Chiếc thu hương nhưng
Chế thu hương để em kiểm tra lại nha chế. Em đang mang màu này là màu hai á, màu beo. Màu beo 185.000 beo 5262 là vừa. 52 đổ lên 62 ok beo em nha. Chế nào chút beo bấm beo cho em nha cái chữ. Màu beo. Màu beo. Beo 185. Màu beo đẹp quá. Màu beo nâu nha, đúng sang luôn cái trời. Cái màu beo này thật sự rất là sang. 5262 vừa em mang beo 185.000 bộ. Dễ mang, dễ mặc, vải thun coi dễ thoải mái. Beo cho chiếc kim duyên. À lộn, vải mango. Vải mango có độ dễ nhẹ beo xíu nha. Tiếp trên. Rồi, beo. Beo 185.000 bộ beo. Beo 185. Còn hai bộ xanh này, chứ nào chút xanh bóng xanh cho em nha, xanh hai bộ. Màu xanh này rất là sang. Cái màu nó lạ, cái chơi màu nó lạ. 5262 màu xanh, cái màu này mặc là bao chơi trắng. Màu xanh giùm em hai bộ xanh. Cái màu nó không có tươi quá, mặc lên nó trắng trắng da cực kỳ, nó tông da của mình, nó nhìn da mình nó trắng. 5262 màu xanh em mang còn hai bộ. Này, quà tiết cực kỳ đã luôn. Dài này lâu lắm luôn nó mới cái hàng lại, hồi lúc em bán nó bữa giờ em toàn bán lụng với đùi chứ không có ra dài, giờ nó mới ra để em hút liền. Màu xanh mặc đẹp lắm, dễ mang, với lại là quần dài mấy chị mặc lịch sự, mình có thể mặc đi ra đường này kia nọ cũng được nữa. Màu beo màu xanh với lại xanh màu caro. Chiếc heo bé. Rồi chiếc heo bé có xanh. Loan hàng Quảng Châu nha, hàng này siêu đẹp luôn. Dồn đơn hôm qua vậy ok, chứ trên quần lửng nha, lửng mango hàng Quảng Châu. 55-65kg mặc đẹp em mang lửng giá 175.000 hàng cao cấp. 175.000 cao cấp hàng không đẹp em không lấy tiền luôn. 55-65 vừa có 3 bộ em mang là lửng, loan lửng giùm em nha. Xanh chứ mi diệu có xanh hay còn bộ xanh. Xanh chứ mi diệu. Rồi em đang mang là màu loan lượng giúp em siêu đẹp hàng Quảng Châu. 5565 đẹp 175.000 loan lượng có 3 bộ. Hàng Quảng Châu chất mango foam dơ nhẹ chút xíu, foam này mặc lên cực kỳ sang hết chơi. 52 đổ lên, 50 đổ lên 65 chứ mặc vừa nha. 50 đổ lên 65 ok. Chứ nha hàng em hết xong. Hết xanh rồi chứ em còn cargo chứ ai. Còn cargo, còn đen với lại còn nâu 3 màu. Caro còn 2 bộ 52-62 caro, cái màu này cực kỳ sang. Em mang là loan lượng hàng Quảng Châu. Và size của nó là từ 50 đổ lên tới 65kg là mặc đẹp nha. 50 đổ lên 65kg mặc ok. Mang là màu loan đen. Hàng này là siêu cấp, phối Latin cổ áo cho mình vô cực kỳ đã luôn. Loan đen nha, 175.000 hàng Quảng Châu. Lên em là loan 175. Còn 2 bộ caro 52-62 đẹp caro. Caro cái màu đầu tiên mặc luôn. Caro 52-62 vừa caro. Chốt mọi người giá là 185. Quần nó có túi cho mình nha. Quần là quần lương thun này. Phơm xu nhẹ chút xíu, cargo còn 2 bộ 185. Em mang là loan quần lưỡng hàng Quảng Châu và size là từ 50 đến 65 màu đẹp quá chị. 50 65 vừa em mang là loan lưỡng 175.000 bộ hàng Quảng Châu. Vải mango siêu mát luôn. Chứ em nào chốt bấm em đang mang là màu đó là màu à, loan lưỡng giùm em. Còn 2 bộ cargo này các chị. Còn 2 bộ cargo, bộ đen với bộ nâu. 2 bộ cargo, bộ đen còn bộ. Còn một bộ đen. Dạ ok chứ ngang lên tím cho coi lại. Quần ghim ba nút đó chị, Hoàng Du màu đen em còn lẻ size với Hoàng Du bao nhiêu ký. Màu này lên em màu đen em còn bộ đen. Chủ đen nha, 5262 là vừa. 5262 là vừa chủ đen, 185.000 chủ đen. 52 độ lên 62kg mặt đẹp. Chủ đen 185.000 một bộ. Đen 185. Rồi còn bộ đen này bộ nâu. Bộ đen bộ nâu với caro nha, ba màu. Đen nâu caro 52 đến 62kg là vừa, màu nâu. Đây. Chế nào chốt nâu lên nâu cho em nha, màu nâu 185.000 bộ nha. À, có màu xanh sáng, à, màu xanh sáng. Không có với quen chứ không có xanh sáng. Em có à, màu đen với màu xanh hai màu, nhưng mà xanh là xanh đậm chứ không phải là xanh tươi. Rồi còn hai bộ nha, caro đen nâu ba màu giùm em. Rồi thêm một mã nữa siêu cấp luôn. Trời đất ơi cái màu gì đẹp dữ thần vậy. Ôi màu sang quá. Phơm này xuất sắc. Bầu hai lá nha. Bầu hai lá giá là 195.000. 195 em chốt 190.000 luôn nha. 195 chốt 190. Bầu hai lá phơm to 58 độ lên. 58 độ lên cho tới 65kg mặc dù em mang. Màu này lên cho em màu này là màu nâu. 58-65 mặc đẹp nâu. Nâu này chốt giá là 190.000. Màu quá trời đẹp. 58 mấy cái chữ ơi, 58 độ lên cho tới là 65kg là mặc đẹp em mang là màu này là màu à, màu nâu nhá. Màu nâu em chút giá 190. 185 em chút 190 màu nâu. Chế nào chút nâu lên nâu 190. Nâu 100 tiếp màu nâu cho em nha.
58 65 vừa, nó là hàng Quảng Châu nha, hàng Quảng Châu. 58 độ là 65 mặt đẹp nâu. Nâu là chốt giá 190.000đ, nâu hai lá cho phong sang quần viền cho mình luôn nha, nâu 190. Nâu 190.000đ chứ nào chốt nâu lên nâu 190 cho em nâu. Nâu nâu 190 màu nâu. 58 độ lên 65 kia mặt đẹp, nâu 190. Màu đẹp quá. Đó là dạng bông hoa lá, bông này bông latin đó chị, bông latin. Phối nhẹ cái tay cho mình form đơn giản mà rất là sang, màu quá trời đẹp. 52, 58 độ lên đi đến 65 vừa em mang nâu. Nâu giá là 190.000đ, hàng Quảng Châu lên nâu 190 nha. Nâu nâu 190.000đ màu nâu chứ nào chốt nâu bấm nâu. Nâu 190.000đ màu nâu giùm em. Có hai màu là nâu với là caro vàng. Dập ly chín tắc, dập có chứ yêu ai có chút xíu lên lại cho. Dập ly mới lên xong á, em còn màu chưa lên hết, màu ship lên lại, màu caro vàng có hai màu nha. 190, caro vàng và nâu, tay là tay lỏ. Nâu và caro vàng hai màu 190. 58 65 là vừa. Nâu. 58 độ lên 65 là vừa nha. Latin nha các chị ơi, latin. Latin tay ngắn quần dài. Có size 50kg không? 50kg em có mã khác cái trần da, cái mã 50kg thì không có. Latin tay ngắn quần dài nha. 215 em chút 205, có size là từ 55 đổ lên tới 70kg là vừa. Caro vàng cho chị Tuyết Vân. Tuyết Vân caro vàng 190. Màu này lên em màu da, da 1, da 2. Caro vàng chế Ngọc Hiếu. Rồi, Ngọc Hiếu caro vàng. 55 đến 65 vừa em mang là da số 1. 66 đổ lên tới 71kg là vừa da số 2. Lên em mang là da 1, da 2. Da 1, da 2 giá là 205.000đ. Chế độc chốt bỏng giùm em nha, da số 1 và da số 2. Màu đen lụa mango đính đá không em, dạ còn chứ Vương Mai chút xíu mặc lại cho chứ nha. Em mang là latin, latin tay phòng. Tay phòng phòng nhẹ chút xíu đây cho mình nha, form này mang thoải mái. Tầm khoảng từ 52 độ lên giùm em, 55 độ lên. Tới 65 là vừa da số 1 và 66 tới 71kg là vừa da số 2. Lên em là da 1, da 2 giá là 205.000đ một bộ. Em mặc hơi rộng á. Da 55 chứ không kêu. 55, 65 là số 1, 66, 71 là số 2, màu đẹp quá. Cái màu nó sang giảm em, nó là họa tiết 3D ấy chị, họa tiết 3D ấy, mọi người màu nó nhẹ. Da 1, da 2 em chút 205. 215 em chút 205.000đ. Da số 1 và da số 2 em chút 71kg nha. Da 1, da 2 tới 71kg. Ê, bộ nâu đi, bộ nâu đi. Nâu nâu đi. Ừ. Mango em còn một bộ nè, còn một màu nữa là màu này là màu nâu. Em mang là da nha, da 1, da 2. Mã này lên che, mã này là mã nâu. 58, 65 là vừa nâu này. Cái form này giống như cái form bộ caro vàng nãy. Có quần lửng không chị? Dạ có quần lửng chơi. 58, 65 nâu, nâu to. Chốt giá là 190. 58 độ lên 65 kiếm mặt đẹp nâu 190.000 nâu to nha. Lên em nâu to 190. Màu nâu, màu này tối dễ mang. Nó viền cột áo cho mình thế này. 190.000 nâu to. Áo lại đến đá không em? Dạ không có dám chằng. Em đang mang là da, da 1, da 2. Da 1, da 2, 2 màu giùm em này. 205.000. 205.000 da 1, da 2. Quần jean đen size 28. Cái này có 28 không? Còn 28 đúng không? Dạ đây chị ơi, quần jean đen. Quần siêu phẩm nha em. Giá là 280.000, hiện tại là còn size đến là 63kg, 62kg nha. Quần jean đen hiện tại là còn size đến 62kg. Quần này giá là 280.000. Giá là 280.000 quần siêu phẩm. Chút. Chắc cực kỳ giảm mọi người nha, giá là 280. 300.000 chốt 280.000 có đủ size đến 62kg nha. Có size đến 62kg. Size số 3 hả chứ Như Quỳnh? Ok chứ yêu, ok chế. Số 2 bây giờ em hết trơn rồi. Nha mai mốt phải nói với em là chốt chốt số 2 là được rồi nghe chứ yêu nha. Ăn để vỏ chế. Chứ gì ạ? Tôm gan đường lùng quá để bỏ đại trời, làm tôm gan đường hết chán. Rồi da 1, da 2 giùm em. Quần ghen đen giá 280. Dạ không có quần chính tắc chị ơi. Ok chứ Như Quỳnh, nói nhân viên giùm em nha. Nói nhân viên giùm em đi nha chế. Rồi. Nâu giùm em, nâu còn bộ nâu chứ nào chốt nâu bỗng nâu cho em. Nâu. Lên mấy cái mã thiết kế này. Một cái mã thiết kế. Quần 3 nút 47kg Trúc Linh. 47kg, mình có size 28 không? 47kg. Có không? Chứ chút lên cho em xin số điện thoại đi chị. Lên mấy mẫu dập ly đạ, dập ly chút xíu em lên lại nha. Em lại lại dập ly cho mình. Rồi thiết kế xanh. Thiết kế xanh. Đẹp quá. Áo
áo khoác len á chị. Chế lên tô mới xong luôn hả chế? Ok chế. Áo khoác len, em có khoác len size nhỏ chứ Mai Ca ơi. Rồi thiết kế xanh nha, thiết kế xanh. Rồi giá là 220.000 một set chị ơi. 220.000 em coi còn size 28 nha chế. 220.000 một bộ, size là từ 50 đổ lên 62kg của em mang là xanh. Lên cho em là xanh 220. Xanh 220.000 một set xanh giùm em. 50 đổ lên 62kg mặc đẹp xanh. Xanh 220.000 thiết kế mảnh gương, ngoài sau có vô chung nha mình nha. Ngoài sau có vô chung. Lên em mang là xanh 220.000. Xanh 220 size là từ 50 tới 62kg mặc đẹp, ngoài sau nó có vô chung thế này. Em mang là xanh. Đợi em mặc có 262kg khóc, em mặc là 62 đó lại mặc đẹp chứ thôi. Em mang là từ 50 tới 62kg là vừa. 50 đổ lên 62kg vừa, em mang là một xanh. Chứ nào chốt xanh lên xanh cho em nha, xanh. Giá là 220. Màu xanh 220.000. À, chị Duyên Bùi 3 bộ chút luôn, khỏi điện thoại cho chị. Ok chị Duyên Bùi. Dạ, giá là 205. Em mang là xanh 220.000. Xanh 220, 50 đổ lên 62. Xong đi chứ Đặng Hạnh. 50kg mặt giống em á. Xanh đi chứ Hương Trung. 220. 62 đối lại vừa, 50 đổ lên là ok. 50, 62 mặt đẹp màu xanh. Còn một màu đó màu loang đen. Dạ đồ quần dài, đúng rồi chứ quần dài. Lên đồ đùi 2 dây hay chế đùi 2 dây. Chế su hào thiết kế xanh lên xí nội em đi chơi. 220.000 xanh, em còn một màu nữa là màu loang đen. Loang đen 220 này, ngoài sau phía sau có bô chung cho mình thế này. Đây, xanh 220 màu loang đen 220 nha, 50-62kg mà ok. Chị su hào đã thiết kế xanh lên xí nội cho em. Xanh em chống đến 62kg. Bô chung ngoài sau cái này mặc thoải mái chị ơi, mặc thoải mái, không có bị khó chịu. Quần có độ giãn cho mình. 220 màu xanh em đang mang, 50 đổ lên đến 60-62kg là vừa. 50 đổ lên 62 là vừa, em mang là xanh. Chứ nào chốt xanh bóng xanh cho em màu xanh. Còn một màu nữa là màu này là màu đen. Loang đen, màu cực kỳ sang. Cái su hào có số này, xanh cho chị Thu, su hào. Su hào có xanh ok. Em mang là loang đen. Đẹp quá. 50kg mặc giống em á, cái giờ 50 đến 60-62 nha. 50 đổ lên 60-62 vừa em mang, loang đen. Chế nào chốt đêm ổng đen giả là 220. 220.000 loan đen vùng phơm xuông màu đẹp quá. Ôi cái màu loan đúng sang luôn á chị. Màu loan đen giùm em. Đẹp quá. 220. Quần xuông nha, ống xuông bình thường nhé. Ôi 220.000 mang là màu này là màu loan đen. Chế nào chốt loan đen một cái loan đen còn. Còn loan đen 220. 50 độ lên mặt giống em và đến 62kg là mặt đẹp nha. 50-62 vừa em mang loang đen. Loang đen, loang đen giùm em. Loang đen 220 cho chế Nguyễn Văn. Rồi, Nguyễn Văn có đen 220 đẹp quá. Màu đẹp xuất sắc luôn. Cái màu nó tối, màu nó sang. 220.000 loang đen. Bộ xanh như thiết kế còn đúng không? Không biết còn, sai chứ sợ. Đâu nó như bộ đâu. Thiết kế yêu rồi loa em mang này. Cái này còn ít à các chế ơi, còn ít à. 68kg chế mua vỉ em ok Diễm Thúy Phan. Xếp ghiêu đầu loa em mang nha, ghiêu đầu loa em mang. Cái này còn ít lắm, mỗi size còn một bộ hai bộ hết trơn rồi. Ghiêu nha, giá là 270.000, nó là dạng mango đính đá nha. Mango đính đá ghiêu 270 mặt rộng, 53 độ lên tới 70kg nha. 53 độ lên 70kg là vừa em mang, màu xanh riêu, chế nào chốt ghiêu lên ghiêu cho em nha, màu riêu. Riêu 53-70kg là vừa ghiêu. Cái nào đỉnh đá nha, mango đỉnh đá hàng cao cấp. Giá là 270-280, em chốt 270.000. 280 em chốt 270.000 nhà xanh xanh riêu. Chế nào chốt ghiêu lên ghiêu cho em nha. Ghiêu 53 độ lên cho tới là 68-70kg là vừa. 70kg đó chị nào mình cao chưa 1m55 là ok ha. Riêu giá là 280. Chế nào chốt ghiêu ổng ghiêu 270.000 nha. Riêu 270. 53 độ lên 68 là vừa. Cái này nó với bà Lê Phạm có 3 màu chứ ơi. Cho xin bộ cam. Ghiêu với Ngọc Hà, ghiêu số 3. Hai cam nó chứ không còn nhiều mà màu đen đi. Hỏi đi màu đen. Đen. Ồ, ca ghiêu màu cam chắc hết, hết chưa màu cam. Chứ Huỳnh Hoa lên số điện thoại kèm căng nặng giùm em. Chứ đây Nguyễn Thu lên căng nặng đi chứ. Có sai cái chứ ơi, lên căng nặng giùm em mọi người. Ghiêu kèm căng nặng 270 nha, hàng thiết kế này. Đính giá ngoài trước. Lên căng nặng. Lên căng nặng giùm em, ghiêu 270. Đẹp lắm chị ơi, màu xuất sắc. Xét đầu lai em mặc á.
Em mang là ghi nhớ là kèm răng nặng giùm em 270 đính đá toàn bộ thân áo ngoài trước, nhưng mà đá đính là đính bằng tay, đá đính thủ công cho nên là rất là kỹ luôn, tại vì đính đá này mất thời gian cực kỳ. Chị đính bằng tay á, cái kèm nó chắc hơn là mình đính bằng máy. Mấy chị giặt nó lâu bị ấy lắm, nó lâu bị chắc lắm. Rồi, riêu giùm em 70kg đó, những chị nào mà cao chừng 1m55 mới được nha. Rồi riêu, màu riêu giùm em, màu riêu. Chứ Quỳnh Hoa, chứ Quỳnh Hoa lên cho em xin cân nặng. Chứ Lê Mỹ Phương ghiêu 60. Ghiêu 67, chứ Ngọc Hà. Rồi, chứ Ngọc Hà ghiêu 67 là ghiêu 3 hồi nãy chị có comment rồi á nha. Coi chừng trùng á. Ừ, chết mẹ mặc bộ xe máy gì trời, chết tại bạn xứ 3. Còn màu đen cái chơi màu đen, màu hoa đen, mặc lộn mà. Còn màu đen ghiêu chắc hết rồi, ghiêu hết rồi. Đen 70 cho chiếc Phương Mai. Rồi. Đen 70 chiếc Phương Mai. 53, 68, 70kg vô em mang. Màu đen 270 ngàn một set. Đính đá toàn bộ thân áo ngoài trước. Mình về mình làm một cái áo lẹ cũng ok luôn ha. Làm cái áo lẹ cũng ok luôn. Em mang, em gọng á, em mặc hơi gọng chút xíu. 53 đổ lên em. 55 cho chiếc Bích. Rồi, Diệp Bích. Yêu 55. Em đang mang là màu hoa đen giùm em. Hoa đen, hoa đen, hoa đen giá là 270.000 một bộ hoa đen. Đẹp lắm á chị ơi, nhận hàng là mê vải xuất sắc luôn. Đây có ba màu, em mặc hơi rộng cho em phải kẹp vào sau. Em phải kẹp vào sau. Hoa đen em mang quần là quần ống bình thường, ống đứng nha, cái gì không phải là ống suông nha, quần là quần ống đứng. Em mang là hoa đen, màu hoa đen này rất là tối, màu dễ mang cực kỳ luôn nha. Hoa đen 53, 65, 68, 70kg luôn nha. Quá xa mà số lượng ít lắm. Hoa đen 62 cho chị Văn Lê. Ok chị Văn Lê, hoa đen 62. Hoa đen 62 chị Văn Lê. Hoa đen giá là 270.000 một bộ nha. Hoa đen 270.000, em còn một màu nữa nha, màu sọc. Không, màu sọc để tối mình lên đi. Hoa đen giùm em 270.000 hoa đen, chắc nào chốt đen mỏng đen. À, tim nâu 60 kg là cái nào vậy ta? Chứ lấy tim nâu nào? Chiếc Phương Mai có nha, chế hoa đen 68 cho chiếc Hoàng Lê Mi. Ok, hoa đen. Đẹp quá, 270. Bao hoa đen 60 cho chiếc Kim Viên. Này, trên tay áo mùi đỉnh đá đi. Em mặc hơi rộng xíu nha. Mấy chế mà đồ mặc đúng form nó còn đẹp hơn gấp mấy lần. Hoa đen size 3 cho chiếc Phạm Đi Phạm. Ok. Đen đen giùm em 270. Hết hả? Không, size số 2, số 3 là mỗi size 4 bộ. Còn size số 1 là 12 bộ. Hoa đen giùm em, màu hoa đen. Hết rồi. Số 3 là 4 bộ. Trời ơi, bánh xài kìa. Ok chứ Hiệu Cam còn số 1 không, cho chứ xem với hả chứ Nga Lê. Đây có Cam còn số 1, ông Cam hình như số 1 2 bộ á. Sao số 2? 59. Sao số 1 nè, tay nè. Gì hết cam mà. Cam hết luôn à? Cam 57. Rồi hết cam 57. Rồi chứ ơi. Hết cam rồi. Chứ Quỳnh Hoa 1m53kg, 1m55 em còn màu lên luôn cho cái gì hết luôn nha. Ấy hình như cái size 1 là 3 bộ á. Đúng rồi, size số 1 là 3 bộ rồi. Còn không? Size số 1 3 bộ. Chiếc Nga Lê để em coi còn em lên cho chiếc Nga Lê. Còn em còn màu cuối cùng màu sọc lên luôn cho mọi người sọc. Trời màu đẹp. Sọc 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 sọc. Bà khóc tiếng miên rồi kìa. Chiếc Nga Lê. Coi còn bộ nào không cho chế ơi. Màu cuối cùng lên luôn, tính để tối lên mà thôi, lên luôn cho các chế đi ha. Em mang là sọc. Sọc giùm em. Chế nào chốt sọc vẫn sọc. Sọc 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 270.000 màu cuối cùng. Ủa hôm qua mình đặt tới 5 màu mà sao nó vừa có 4 màu à ta. Mới nhận 19 bộ đẹp quá em ơi, trời ơi, nhận là 19 bộ muốn xỉu chưa. Muốn xỉu chưa. Em đang mang là màu sọc giùm em. Màu cuối cùng 270.000 nha các chế ơi. Em hết màu đúng không? Em đặt tới 5 màu, sao nó gửi cho em có 4 màu, nó còn sót còn màu của em rồi. Em đang là sọc 270, màu quá đỉnh luôn. Đỉnh đá, cho thấy đá nha. Nhưng mà cái đá này ở ngoài mọi người nhìn là nó sẽ sáng hơn so với trong hình các chị thấy nha. Ở trong hình là nó không sáng tầng, ở ngoài nó sáng hơn gấp mấy lần luôn. Đây, đỉnh đá trên tay, thân áo toàn bộ ngoài trước, cổ áo này, đỉnh đá luôn. Tay ngoài trước, hai bên áo là đỉnh hết luôn. Sọc giùm em, màu quá đẹp. 270.000 màu sọc. Sọc 70 cho chiếc Nguyên Chương. Rồi, sọc 60 cho chiếc Kim Viên. Ok. Sọc chiếc Băng Lê nhiêu ký ta? 62 đúng không ta? Sọc 60 chiếc Lê Mi Phương. Sọc 63 chiếc Phạm Đi Phạm. Rồi, sọc em hỏi còn gì mình lên luôn.
sọc sọc giùm em. À, ok, chiếc băng lên số 2. Size 59 đổ về là size số 1, 60 đổ lên đến 64 là size số 2 và 65 tới 70 kg là size số 3 nha các chị ơi. Size số 1 là dưới 59, còn size số 2 là 60 đổ lên tới 64, còn size số 3 là 65 tới 70 kg nha. Màu sọc giùm em. Sọc sọc size 3 của chiếc Phương Mai hết. Chiếc Phương Mai hết size 3 hả? Ừ, 70 hết. Chết rồi. Chiếc Phương Mai ở dự phòng cho chị đây, chị màu đen. Chế ơi Phương Mai, chiếc Phương Mai cái màu đen size 3 chứ hết em dự phòng nha. Hay là chế đổi qua màu sọc đi. Em đang mang là vải mango á, chế mango đính đá. Sọc 2 cho chế Kiều Kiều. Chế Đào Phạm sọc có chưa? Kiều Kiều sọc 2 nè, chế Nguyễn Mỹ Linh sọc 1. Đào Phạm sọc 1. Văn Lê sọc 2, Thúy Diễm sọc 2, Nguyễn Lại sọc 2. Chắc thiếu rồi chứ không đủ á. Mỗi màu à. 4 bộ à. Size số 3 5 bộ. 1 2 3 4 5. Size số 3 5 bộ, size số 2 4 bộ, size số 3 2, size số 1 2 bộ, 3 bộ. 3 4 5 á. 3 4 5. 1 3 2 4 3 5 3. 3 5. Bộ thiết kế xanh 55 với trần gian 55 kg, xanh riêu, size số 1 hết rồi chứ ơi. Hết rồi, cái chị có 3 4 màu à. 270 nha, hết rồi. Size số 3 5 bộ với còn. Còn số 3 hả? Sọc số 2 là 59. À, là 60 đến 64. 4 bộ. 4 bộ số 2. 50 kg. Sọc cho lên số điện thoại, chế Phụng My lên số điện thoại giúp em nha chế. Chế Đặng Nguyễn Hoa sọc 63 size số 2. Ok chế. 3 50 kg hơi rộng chứ ơi, mặc em 50 kg mặc bị rộng á. À, nhường hoa đen số 3 chế Phương Mai đen. Ok chế Phạm Vi Phạm. Nhường hoa đen số 3 chế Phương Mai. Ok chế. Rồi sọc giùm em. Sọc 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 nha các chị ơi, màu sọc. Latin siêu phẩm này, cái màu này rất đỉnh luôn. Có chứ Phương Mai ơi, kìa có chứ yêu ơi. Hồi nãy em tới dự phòng nhưng mà có luôn rồi chứ Phương Mai là chứ có số 3, chứ có màu đen nha. Chứ có màu đen. Đính đá còn màu nữa không, em lên mua lên thêm hết trơn rồi. Ngày mai đi, ngày mai em về thêm cho hay chế tay hết rồi. Ta còn nói gì ít quá, cái chị có 4 màu, em đặt 5 màu nó gửi thiếu em 1 màu, có 4 màu à. Bị xíu 1 màu. À chứ Kiều Kiều có sọc 2 đó chơi, có nha chơi. Ok chứ yêu. Latin tay dài quần dài nha các chị ơi, còn sai số màu đi em coi nó còn sót màu nào. Có 4 màu thôi đúng không? Hết trơn rồi đó các chị. Hết trơn rồi. Đấy nè. Phải không? Phải không phải là khác. Hết rồi. Hết rồi các chị ơi. Hết sạch sạch xanh để ngày mai em về thêm. Em đang mang là đen. À, em đang mang là xám Latin, em còn mấy bộ này. 210.000 luôn nha, 210.000 xám. Size là từ 58 đến 65. Sọc Phụng Du cho em xin số điện thoại đi chứ. Chứ Phụng Du lấy sọc 3 bấm số. Còn hoa đen à? Chưa sọc hả? Rồi em đang mang là xám Latin, chốt 210.000 màu này quá trời đỉnh luôn. Còn mấy bộ rồi, chốt 210 nha, size to 58-65. 58 độ lên 65 vừa ấy, hoa đen còn bộ thứ 2 nè. Đâu đây trời. 58-65 vừa em mang là màu xám. Xám xám xám. Dạ cái này không có size 70 chứ Lan Anh, 70 đợi em chút xíu siêu nha. Cái này bây giờ chỉ còn size số 1, 65 độ là mặt đẹp, chốt 210.000. Mới thấy có 3 mà, có 3 mà riêu hoa đen với sọc thôi. Còn màu cam nữa, màu cam hết rồi. Màu cam hết trơn rồi. Em đang mang màu này là màu xám giùm em. Dạ cái này không có tay ngắn chơi, tay dài, cái màu này cực kỳ tay. Cực kỳ tay luôn các chị ơi. Em đang mang là màu xám này, chứ đọc chốt 66 giùm em nha, xám. 210.000 một bộ và size là từ 57 đổ lên tới 65. Cái màu này chị không chốt tập tiếp. Màu này cực kỳ tay mà em chỉ có size số 1 thôi, đến 65kg nha. 58-65 là vừa. 58 đổ lên 65 vừa em mang. Màu này đây em mang là màu xám. 210.000 có riêng cho mình nha, áo có riêng, quần có riêng luôn, 210 chứ nào chốt bấm giùm em nha. Em đang mang lên giúp em là màu xám 210.000, xám 210. Dài tay bây giờ tay số 2 em còn một cái ổ, cái này có một tay rồi. Em đang là xám 210. Cái nào chốt xám 210 em nha, xám 210.000 một xám. 58 độ lên 65 là vừa. Xám với Trang Thu. Dập ly cối thẳng mi em mới lên xong, mới chút xíu lên lại cho. Latin quần lửng này chưa có chứ không, Vương Ngọc Nguyễn ơi. Em mang là xám 210 Latin 5865 đẹp. 58 độ lên 65 vừa, xám 210 nghìn. Chứ là chút ta bán xám 210. Một mã tay dài, màu này có size 70. Màu beo, quá trời cái màu sang beo nâu. Màu này không chút, không chút màu gì luôn, còn mấy bộ à. Latin phối ren cho mình nhá. À, tay dài còn bi hay sọc da không em hả chứ, bi sọc da. Ờ à, để em coi có em lên em cũng em chưa nhìn hết đấy, để em chút xíu nha. Rồi màu tiếp theo màu là màu beo.
Beo này có size là từ 55 đổ lên tới 70kg nha. 55-70. 55-70kg là vừa màu này lên cho em xinh căng nặng nha. 65 đổ về là beo số 1. Và 66 đổ lên tới 71kg là beo số 2. Lên chiêu là beo 1, beo 2 giá 210.000 một bộ. Đẹp quá chị ơi, đẹp quá luôn á. 215 em chốt ngày hôm kia á. Hôm nay em chốt 210 luôn. Em đang là beo giùm em beo 1, beo 2 màu này không chốt là tiếc, rất đẹp. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Beo số 1 và beo số 2 giùm em. Beo 1, beo 2 210.000, size là từ 55 đổ lên. 65 là vừa beo số 1, màu đẹp quá. 66 tới 71kg là vừa beo số 2. Lên đây là beo 1, beo 2 áo vớ đen cho mình thế này. Chị nằm ở nhà mà cái tay nó hơi dài xíu, mình sang lên giống em. Đây cái chị, sang lên giống em là y chang, đẹp lắm. Chị hình hoa cho em xin số điện thoại đi chị. Beo 1, beo 2. Về mặt mà cái tay hơi dài sang lên giống như em thế này. Đây. Đấy, beo số 1 và beo số 2 em 210. À, cùng kiểu tay và re mặt mà sọc hay là caro hả? Sọc hay bi hả? Hết trơn rồi chứ không có bi. Cái mã này thì em không có về bi đâu. Em mang là beo 1, beo 2. 65 đó là beo số 1. Và 66 đổ lên tới 71kg là vừa số 2. Beo 1, beo 2. Áo có ren, quần có ren cho mình. Beo 1, beo 2. Chế Quỳnh Hoa. Hả? 60kg xe 1 cơ. 60kg hả? Ừ. Có ai vậy? Thiếu là Kim Nhiên, Lê Phương Vinh hết xe 2. Sọc quá hả? Mấy người đang hết 63, 3 người hết xe 2. Hết xe số 2, vậy còn xe số 3 à? Ừ. Để họ hỏi chị, để đến lại họ điện khách. Chế Quỳnh Hoa có số này, chứ Nguyễn Thu Uyên beo 1. Chứ Nguyễn Thu Nguyên lấy B1 bánh xin hỏi cho em nha, có số chưa ta? Chứ Nguyễn Thu Nguyên cho em xin số. Cho em xin số điện thoại luôn chứ yêu ơi. Cho em xin số nha. Em đem ra là B1, B2, 210. Số 3 đủ hay là dư? Dư 1 bộ. Dư bộ số 3 à? Đây. Em còn một bộ sọc size số 3. Bộ sọc hồi nãy em lên em còn bộ size số 3 này. Còn một bộ size số 3, size số 2 này bị thiếu. Còn một cái mã sọc size số 3, 65 tới 70 kg là vừa nha. 65 đổ lên tới 70 kg vừa sọc số 3 này, chứ nào chú bấm sọc 3 bấm giùm em nha, sọc 3. 65 đổ lên tới 70 kg mặt đẹp sọc số 3. Còn một bộ nha, size to 65 70 nha trời. 64 70 kg là vừa luôn nha. 64 đổ lên tới 70 kg là vừa em sọc số 3. Còn một bộ size số 3 chứ nào chú bấm 3. Chứ Đặng Mỹ Hoa sọc 63 kg. Sọc số 3, sọc size 3 chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn size số 3. Chứ Hương Nguyễn chứ nhiều ký Hương Nguyễn rồi. 64-70kg chứ đi qua 64-70kg là vừa. Em là beo, beo 1, beo 2. 65 đó về beo số 1 và 66-70kg, 71kg là beo số 2. Lên đây là beo 1, beo 2 giùm em nha. Beo 1, beo 2. Beo số 1 và beo số 2. Dập ly hồi nãy em còn màu lên lại cho cái chị ăn. Lên châu xa đi. Châu xa đùi. Châu xa đùi hàng siêu cấp. Tay ngắn là chứ không ơi, dạ tay ngắn có chứ không ơi, có tay ngắn tay dài luôn lộn xộn. Châu xa đùi. Size 65 nó lại vừa giùm em nha. Size 65 nó lại vừa giùm em, giá là 190.000. Châu xa đùi giảm 190. Sập số 3 hết rồi chứ Nguyễn Văn hết sọc 3 rồi. Châu xa quần đùi màu riêu đùi trời đẹp quá vậy. 195 nhưng mà hôm nay chứ 190 thôi nha. 65 nó lại mặt đẹp. Châu xa đùi phi size 50 đổ lên 65kg mặt đẹp em mang. 50-65 vừa em mang là màu riêu đùi, giá 190 hàng châu xa. 195 nhưng hôm nay chứ 190 có 3 bộ. 190 ngày em mang. Quá trời đẹp luôn. Em mang là màu riêu đùi nha, riêu đùi giúp 190. 50 đổ lên 65 vừa giùm em hàng châu xa. Lên em là riêu 190 ngàn riêu đùi free size. 50kg bạc giống em với 65 là vừa. Châu xa đùi lên riêu đùi cho em. Có 3 bộ, 190 nha. 195 nhưng hôm nay chứ 190. Riêu đùi chứ tuyết tuyết này, màu đẹp quá. Màu riêu, riêu quần đùi 190 hàng châu xa. Phi size nha, 56 là mặt đẹp. Em mang là ghi em còn một màu là màu beo hồng. Beo hồng, beo hồng phi size 50-65. Hàng này đỉnh lắm thấy chưa, vải mặt đã cực kỳ. Màu beo hồng hai màu. Beo hồng, view đùi chứ anh đã cao. Rồi beo hồng nha, phi size 50-65, 50kg mặt giống em. 50kg mặt giống em màu view. Chứ tí tí có rồi. Có ghi rồi á, màu beo hồng 50-65 vừa beo hồng chứ 190. Bình thường là bán 195 chưa bao giờ chốt giá này luôn. Hôm nay chốt 190.000 beo hồng. 190 freestyle. 50 đổ lên 65kg vừa em mang. Beo hồng 190. Hàng châu xa 50 đến 65kg mặt đẹp. Beo hồng. Siêu dẻ. Beo hồng 190. Mỗi size nó có mấy bộ à. Em mang là lên em beo hồng 190.000 cho em nha. Beo hồng với chiếc Anna cao. Màu đẹp quá trời. Màu quá đẹp luôn.
Anna Cao có beo hồng. À, mẹ chế nói bộ sọc đẹp quá, cho mẹ bộ đi. Chế nói thấy sang nên đặt rồi hả chế. Mà đẹp lắm chứ bạn, các bạn mặc đẹp lắm luôn á. Em đang là beo hồng 190 nha. Beo hồng 190. 50 độ lên 65 kg mà ok vừa. Beo 190.000 beo hồng. Chế nào chốt vé beo hồng bấm em nha. Beo hồng 190 free size. 50 65 mặc đẹp beo 190.000 beo hồng. Chế nào chốt lên em beo hồng 190. 50 độ lên 65 kg là vừa beo. Lên em beo 190.000 beo hồng. Beo hồng 190. Beo hồng chứ Anna Cao này còn nhiều màu lắm. Beo hồng 190 em còn một màu nữa. Nay lên 3 màu nha. Màu này lên em là màu trắng. Trắng 190.000 màu trắng. Trắng 190.000 màu trắng phi size 50-65 vừa. Form đẹp quá. Dập ly quần dài 65 hả chứ. À 65. Hôm qua em có đặt size 65 nhưng mà hôm nay em không thấy nó về, chắc bị sót lại rồi chứ ơi. Hôm qua là có đặt dập ly size cái bộ bông bông á, mà bị sót hàng nữa rồi. Không có. Em đang mang màu này lên cho em. Màu này là màu trắng nha. Free size 50-65 là vừa trắng. Chứ nào chút trắng bấm trắng em 190.000. Trắng 190.000 màu trắng free size 50-65 vừa. Ok với Phạm Lý Phạm. Em mang là trắng 190. Chứ em nào chút bấm trắng 190 em. 50 đổ lên 65 là vừa trắng. Latin à, hàng trong xa 190.000 màu trắng em. Yêu dư à? Chưa sợ hả? Trắng 190. Rồi pyjama mango. Mango tay ngắn quần dài giá 185.000 em chút 180. 190 em chút 180 nha. Lên em là B1, B2. Bi số 1 và bi số 2. 50 độ lên 64 kg là vừa bi số 1. 65 độ lên tới 70 kg là vừa bi 2. Chốt giá 180 nha. Pyjama mango tay ngắn quần dài 180.000 một bộ này. Lên em đang mang là B1, B2. B1, B2, 50, 64 vừa bi số 1. 65, 70 kg là vừa bi số 2. B1, B2 dùm em. Ok, chứ dù em lên em còn 3 màu lên luôn cho chế. Rồi màu này lên em beo đỏ. Nó còn 3 màu nữa. Châu Sa beo đỏ đùi 190. 50-65 vừa em beo đùi 190. Free size nha, 50 độ lên 65 mặt đẹp. 50 kg chị mặc giống em hơi hơi rộng rộng chút xíu. Còn đối với những chị nào mình không thích rộng thì tầm khoảng 55 độ lên. 55-65 vừa beo đùi 190. Beo đỏ nha, lên beo đỏ 190. Beo đỏ 190 này còn một màu nữa nè. Beo đỏ 190. Mã này lên em loan 190 luôn. Beo đỏ 190 loan 190 free size 50-65 mặt đẹp màu loan. Châu Sa. Còn 3 màu nha. 65 mặt thoải mái nha, 55-65 đẹp em màu loan. Màu loan mà beo đỏ rồi, màu này lên kia, màu này là màu số 1. Màu số 1 nha. Hình con ong. Đây chứ yêu ơi. Hình con ong nha, free size. Beo đỏ 190 chứ Anna Cao. Ok chị. Màu số 1. 50-65 vừa màu số 1 chứ 190 luôn. Màu số 1 190 free size. Em đang mang là B1, B2, B số 1 là 64 đổ về mặt đẹp. B số 2 là 65 đổ lên tới 70 kg là vừa. Cái này là hàng mango. Mango nha. Thế nào chốt bi lên bi giùm em, B1, B2. Giặt ly bi hồi nãy em lên này còn mấy bộ. Size là từ 50 đến 63 nha. Châu Sa tay ngắn quần dài đây chưa có hàng chứ thằng Châu ơi. Hôm nay em có đùi thôi chứ yêu anh, có đùi thôi à. Giặt ly bi. Giặt ly bi size là từ 50 đổ lên cho tới 63 kg là vừa bi này. 63, 64 mặt đẹp. Thế nào chốt lên cho em mã này. Là mã bi, trời đẹp quá vậy. 180.000 cái chiếc hay còn mấy bộ à. Bi nha. Bi 180 dập ly, free size là từ 50 đổ lên tới 63-64 kg là vừa em mang là bi dập ly. Mai ngoài trước đính chuỗi cho mình mà em có lên rồi còn mấy bộ. Bi 180, 185 em chút 180.000 bi. 185 em chút 180 lên bi 180.000 free size nha. 50 đổ lên mặt giống em và tới 63 kg là vừa bi dập ly. Chứ nào chốt bi bấm bi chia 180. Bi dập ly 180.000 bộ. Bi 180.000 một bi. Chế nào chốt bi bóng bi 180. Còn hai màu là bi với lại hồng. Bi cho chế Lê Thị Bích Thiệp 180. Ok chứ yêu. Còn bi còn hồng hai màu free size 50-63. Dạ cái này không có dài chứ ơi. 50-63
56364 là vừa nha. Màu này lên cho em màu này màu hồng. Màu hồng màu bi hai màu. Đẹp quá. Bi bi hồng hồng free size nha, 56263 ok vừa. Thấy chứ nào chốt bi bóng bi cho em, bi hồng. Bi và hồng hai màu. 180 ngàn một bộ nha, màu bi đẹp xuất sắc. 50 đến 63 kg là ok vừa nha. 50 độ lên 63 kg là vừa em mang bi. Bi và hồng hai màu. Bi bi hồng hồng free size 50-63. Màu bi màu hồng. Bi cho chế à. Khu Yến này, bi chế Thanh Hằng. 180 ngàn. Khu Yến cho em xin số nội đi chế. Ừ. Bộ gì hết mà gì? K1. K1 à? Ai đọc tên lên? Chế Lê Hòa An với chế Nguyễn Thị Kim Tuyết là không có K1, hồi nãy cái chế chốt K1 là không có nha. Chị này có một chị có. Có một chị có, chị nào comment trước. Này. Thì lấy chị đó. Chế Cô Nguyễn có bi, em mang là hồng 180, bi size 50-63kg là vừa. 50 độ lên 63 kg là vừa, mang hồng 180 ngàn này, chứ đọc chú hồng 180 ngàn cho em. Hồng 180 ngàn màu hồng free style. 50 63 kg mặt đẹp màu hồng. Ghi về còn dư ạ. Em còn một bộ ghi size số 2 ghi số 3. Em còn một bộ ghi size là từ 560 độ lên nha. Còn bộ ghi size từ 60 độ lên các chị ơi. Lên em là real nha. Real em còn bộ size 60 độ lên, 59 độ lên cũng được. Còn ghi size 59 tới 70 kg là vừa lên, ghi kèm cân nặng cho em nha. Thể thao đây không có nhưng ăn vỏ ai. Ghiêu dùm em còn size là từ 59 độ lên tới 70kg nha. Còn 2 bộ ghiêu, ghiêu size số 2, ghiêu size số 3 nha. Còn 2 bộ 2 size. Chế đầu chốt lên mình em đang là hồng. Hồng hồng hồng. Hồng 180 ngàn dọc ly. Hồng 180 free size. Nãy chị đã comment cân nặng rồi đó. Chị đã tin gì qua này ta. Có comment cân nặng sao. Hồng là dọc ly em. Dạ đúng, chế lụa đưa ra dọc ly chứ ai. Hồng là dọc ly. Hồng với chiếc Khu Yến. Rồi. Còn một bộ cam size số 1. Bộ này là bộ sọc size số 1. Bộ sọc size 1 đã còn dư sọc. Còn dư bộ sọc size số 1. Còn một bộ sọc size 59 là mặt đẹp. Là sọc số 1 còn một bộ nha. Chế nào sọc lên sọc 1 giúp em. Còn bộ sọc size 53-59. 53-59 là vừa sọc số 1. Em còn bộ giá là 270. Sọc số 1 270 giúp em nha. 53 đổ lên tới 59 chứ là vừa. 53-59 là vừa giúp em. Chế Bùi Liên lấy ghiêu 2. Kiêu 2 chết Bùi Liên. Cam hồi nãy có báo rồi nha. Chứ Nguyễn Thị Kim Tuyết, cam hồi nãy có báo rồi nha. Chứ ơi bị hết rồi chứ ơi. Bị hết rồi em giữ phòng nghe chứ. Ngày mai có hàng lấy nha. Có hàng sổ với Nguyễn Thị Kim Tuyết nha chứ yêu ơi. Màu này lên chứ em, màu này là màu cam, cam 1. Chứ đổi lên màu cam giùm em đi nha, cam 1. Hồng chứ Vĩnh Thanh ok chứ yêu. Vĩnh Thanh có dập đi hồng. 5359 vừa màu, còn một bộ sọc này lên cho là màu này màu cam. Cam, số 1. Dập ly cổ tim hết, dập ly cổ tim này chưa có hàng chứ ơi. Dập ly cổ tim hết hàng rồi. Chế nào chốt bấm giùm em dập ly, em còn màu để lên luôn cho mọi người. Còn một cái màu dập ly để em lên luôn. Màu này lên cho em, màu này là màu đen. Màu dập ly đen, màu này chưa lên này. 180 ngàn một bộ nha, 50 đổ lên 62kg là vừa đen 180. 56263 vừa đen 180 ngàn này, chứ nào chốt đem bấm đen 180 chứ. Còn một màu cuối cùng là màu đen. Lên em là đen 180. Còn bộ ghi size số 3. Còn bộ ghi size số 3 nha, 64-70kg là vừa. Ghi số 3. Rồi em đang mang màu này lên cho em, màu này dập ly quần dài này chưa có hàng chứ ơi. Hôm qua có đặt nhưng mà nó gửi về shop rồi. Em đang mang màu này là màu này lên cho em, màu này là màu bi đen. Màu đen cũng được. Màu này nãy giờ em chưa có lên, 50 đổ lên 63kg vừa, em đang là đen. Đen 180 ngàn đen giùm em. 50 đổ lên 63kg là vừa đen 180. Chế nào chốt đen lên đen 180 ngàn chen nha. 50 đổ lên 63kg là vừa đen 180 ngàn màu đen. Lên em mở ra đen 180. Chế nào chốt em bỏng đen 180 ngàn màu đen. Đen gì lụa đinh. Đen chế chút lê. Đen chế chút lê. Đẹp 180. Đẹp quá. 62, 63 nó lại là vừa nha. Đen cái nghe vùi. Đen màu đẹp.
180.000 đi. Cái nào chốt lên đi 180. Mặt đẹp nha các chị ơi, 63 đó là ok màu đen. Chế nào chốt em bóng đen 6263 là đẹp. 6263 là ok vừa luôn, màu đen 180. Chế Nguyễn Thị Kim Tiến chứ có cam size 1 luôn nha chế. Có luôn hả? Ok, chế Nguyễn Thị Kim Tiến có đen size 1. Đen 180 chị Na Lê. Đẹp quá à, chị ơi màu này xuất sắc luôn á mọi người. Màu mới nha. Quần chính tắc hả chứ, quần chính tắc là quần lẻ hả vậy chứ ơi. Dạ tùy theo chuyến hàng giao chứ Quỳnh Thanh ơi, chứ Quỳnh Thanh ở đâu? Chứ đang đâu chiếc nghe bùi, đen chứ chứ đang lê. Rồi, mấy phọt, thầy xuống đủ rồi đó. Màu em mang là màu trắng 180, 50-63 màu trắng này. Trắng 180.000 màu trắng, chứ nào chốt trắng bấm trắng giùm em. Phi size 50 đổ lên 63kg là vừa. Em mang là trắng 180. Dạ quần lẻ chính tắc không có chị Lê Nguyễn ơi. Rồi em mang là màu trắng này, chứ nào chốt trắng bấm trắng cho em nha. Màu trắng. Chị Khánh Hòa á, chị Khánh Hòa. Dạ chắc tầm khoảng 3-4 ngày hoặc là chậm hơn thì cũng 5-6 ngày đó chứ, tùy theo chuyến hàng giao á chứ. Rồi em đang mang là màu trắng em 180. Còn trắng với lại còn hồng bi 3 màu. Trắng hồng bi 3 màu 180.000, 50 đổ lên 63 màu trắng. Em mang màu sam á, màu sam á chị. Em nào chốt trắng lên trắng em 50 đổ lên mặt giống em đến 63kg vừa, em mang màu trắng. Chế vô đầu chốt trắng bóng trắng. Trắng có chị Như Lê. Như Lê có trắng 180 dập ly quần 8 tắc, dễ mang dễ mặc, form xuất sắc luôn. Trắng cho chế Thu Yến. Rồi Thu Yến có trắng. Rồi thiết kế cam em còn 2 bộ 2 size. Còn size số 2 với size số 3. Cam còn size 2 với size số 3 này. Cam size là từ 60 đổ lên cho tới 70kg nha trời. 60 tới 70kg là vừa. Trắng chứ Thảo My. Thảo My có trắng. Em đang mang là cam lớn 60 tới 70kg là vừa. 60-70kg là vừa. Cam lớn này chứ nào chốt cam lớn bấm cam lớn giùm em. Em mặc là mặc size số 2 cho nên nó rộng quá trời rộng này. 60 đổ lên tới 70kg vừa em mang. Cam lớn này chứ nào chốt cam lớn bấm cam lớn cho em nha. Cam lớn 60-70kg mặt đẹp. 60-70kg ok rồi, em mang cam lớn này. Chứ nào chốt cam lớn bấm cam lớn cho em nha. Giá là 270, còn size số 2 với size số 3 2 size. Size số 2 và size số 3. Còn 2 size à. Đẹp quá, màu cam này xuất sắc luôn. 270 nha. Còn 2 size 2 bộ. Cam lớn giùm em. Ào. Cái nào chốt cam lên cam giùm em, bùng lưng thun siêu giãn. Cam lớn, cam lớn. Cam 3 chứ Ngọc Hà. Cam số 2 chứ Thấm Trần, ok. Ok chế. Ủa cái quần này nó quá đáng sai hả ta. Đây pha nha. Cam số 3 chứ Ngọc Hà. Số 2 chứ Thấm Trần. Đó là mặt sao số 2 vậy mày. Cam 2, cam 3 giùm em. Hàng chứ đi cho hăng không thấy gọi chốt á. Cái chốt mấy ngày chứ đặt mấy ngày rồi chứ không nào ơi. Đặt hàng mấy ngày rồi chế. Nếu có hàng thì bạn nhân viên sẽ gọi chốt. Rồi màu này lên em, màu này là màu loang nâu, em còn hai bộ loang nâu này. Loang nâu nha. 5262kg là vừa nâu. Chế nào chốt nâu lên nâu cho em giá 185.000 bộ. Nâu 185. 5262kg mặt đẹp nâu. Lên em nâu 185.000 màu nâu cho em nha. 52-62kg là vừa nâu 185.000. Chế nào chốt nâu bấm nâu 185 cho em. 52-62kg mặt đẹp. 52 đổ lên 62kg là vừa nâu 185. Chế nào chốt nâu bấm nâu 185.000 nâu. 2 ngày hả chế. Dạ cam size số 2 đến 65kg giờ Thấm Trần ơi.
Màu nâu và size là từ 52-62kg là vừa nâu. Chế nào chốt nâu lên nâu cho em nha. Màu nâu 52-62kg mặt đẹp. Chị nhận hàng rồi đẹp, cảm ơn chị Quỳnh Hoa. Nâu còn hai bộ. Nâu chốt giá 185.000, 52-62kg ok vừa nâu. Chế nào chốt nâu bóng nâu em 185. Nhập ly em còn một màu là màu xanh. Còn một màu nhập ly là màu xanh này. Chế nào chốt xanh lên xanh cho em 180. Xanh xanh 180.000 màu xanh giùm em. Chế nào chốt xanh lên xanh 180 cho em nha. Xanh 180 50 đến 63. 50 đổ lên 63kg là vừa xanh 180.000. Nâu chế Hạnh Phạm. Hạnh Phạm có nâu. Nâu 185. Em đang mang là màu xanh. Cái Diệu Hạnh bị cảnh báo rồi. Sao vậy? Nhà có tang, nhà xã. Vậy hả? Nhà có tang hả? Cái Diệu Hạnh ơi, nhà có tang nè, mình nhận hàng được chưa chứ ơi? Mà hết nâu rồi đúng không? Hết nâu luôn rồi. Em đang mang là xanh, có dưới còn một nâu nè. Em mang là xanh 180.000 dập ly. Mango dập 50-63 là vừa. 50 độ lên 63 vừa, em mang là xanh, mặc dù nhìn nó gọn người giảm mang hết chưa. Gọn người cực kỳ xanh. Em mang là xanh. Cái nào chốt xanh lên xanh em 180 dập ly quần tắm tắp V size 50 độ lên 62-63kg là vừa nha. 50 độ lên 62-63kg. Xanh với cái chanh 1 triệu. Rồi, chanh 1 triệu có xanh. Còn bộ chữ đen. Bộ chữ đen 185.000 em còn bộ. Size 52-62. 52 độ lên 62 vừa, em mang là màu này, màu chữ đen. Chế nào chốt chữ đen bấm chữ đen giùm em nha. Màu chữ đen 52 độ lên 62kg mặt đẹp. Chữ đen còn bộ 185.000. Đẹp quá trời, cái màu xuất sắc luôn. 5262 đẹp chữ đen 185 còn bộ đen. Chế nào chốt lên đen 185.000 màu đen. 5262 vừa đen. Trần Ngọc Chịu có dọc ly xanh. Rồi màu cuối cùng là màu beo, còn hai bộ beo. 5262 đẹp beo luôn. 5262-63 là vừa hết. 63 luôn cái chị, màu beo chốt lên 6263. Cái trình mộng cho em xin xin gọi đi chế. Rồi màu beo còn hai bộ beo. Dễ mang dễ mặc, cái form này dễ mặc lắm các chị ạ. Form này mình dễ mang này. Màu em đang mang là màu beo, còn hai bộ. Chế nào chốt beo lên beo cho em. Đẹp quá. 5262 vừa beo. Màu beo, màu beo giá 185.000. Chữ đen chứ Ngọc Diệp. Ai hết chữ đen còn bộ ạ? À? Hết chữ đen rồi chứ Ngọc Diệp, em còn bộ mà bà. Coi dưới còn không? Dở dở luôn. Chứ ơi, em hết trơn chữ đen rồi. Em còn, em mang là màu beo nha, hết chữ đen. Em còn beo 5262 vừa beo. Màu beo, màu beo. Chứ ca vỏ hết chữ đen này. Beo chứ Hạnh Ngô Thị. 5262 vừa beo, còn hai bộ. Còn beo chứ caro nha, còn beo và caro 185.000. Mã này lên đi, màu này là màu caro. Beo chứ Hạnh Phạm nó là hết beo. Màu này là màu caro dùm em. Màu caro 5262 đẹp cargo, màu quá trời đẹp luôn. Màu cargo nha, chứ ca vỏ hết beo luôn rồi trời. Hết trơn rồi. Em còn màu cargo nha. 5262 kỹ là đẹp. Chinh mộng nha chứ. Rồi, cargo hai bộ, ba bộ cargo. Hết đen, hết beo, còn cargo hai màu. 5262 vừa. 5262 vừa. Hết beo rồi chứ Ngọc Diễm ơi, còn cargo thôi chứ ơi. Còn mỗi màu cargo. Mặt đẹp lắm, 185.000 cargo, dễ mang dễ mặc. Caro. Caro cho chiếc khu em. Ok. 62 đổ lại giùm em nha. 52 đổ lên. 50kg mắt giống em, hơi hơi gọng gọng chút xíu. Ao ao ao. Ao ao ao. Em đang mang là caro đẹp quá mà nhỏ. Dạ. Để về bữa em về size to cho chế Phương Phan. Em mang nha ba bộ caro. Chế nào chốt caro lên caro giùm em nha, màu caro. 52-62kg là vừa caro. Cargo 185. Dạ 5 bộ miễn ship chứ yêu ơi, 5 bộ bên em được miễn ship nha mọi người. Em đem đây là cargo màu cuối cùng. 52-62kg mặt đẹp cargo 185.000 bộ nha. Còn 3 bộ cargo. Màu này lên cho em màu sọc. À, cháu xa đồ đã chế chút xíu xem lên lại nha. Màu này là màu sọc giùm em. 5262 đẹp sọc. Còn màu cuối cùng. Sọc sọc 52 đổ lên 62kg là vừa sọc nha. Giá là 185.000. 185.000 màu sọc với cargo hai màu. Màu cargo này mặc cực kỳ tây luôn, chị, màu sang cực kỳ. Cargo và sọc hai màu, 52-62 mặc đẹp. Sọc và cargo. Còn 3 bộ sọc. Cargo sọc 3 màu 5262 vừa. 5262 vừa sọc với cargo. Màu sọc này mặc đẹp.
Màu sọc 185. Sọc sọc 185 ngày màu sọc giùm em. Đây các chị. Chế độ chốt sọc bấm sọc giùm em nha. 185 ngày màu sọc. Sọc cho chị Hy Nguyễn. Hy Nguyễn có sọc 52 độ lên tới 62 kg. Màu sọc. Chị Hy Nguyễn có sọc. Sáu chiếc Hy Nguyễn ok. Còn bộ dọc Liên Hoa này. Sọc tầng không có lượng chứ ai sơ mi quần dài chứ hết trơn chứ Loan Nguyễn sơ mi quần dài hết hàng rồi. Còn bộ dọc Liên Hoa 108. 50-63 kg là vừa hoa 108 nó còn bộ dọc Liên Hoa nha. Dọc Liên Hoa 180 free size. 50 độ lên 63 kg là vừa hoa 180.000. Chế độ chút A lên hoa 108 free size nha. 50 độ lên 63 kg là vừa hoa. Dập ly cổ tròn con bộ 208. Dập ly cổ tròn tay bao tay bo pha 180 lên lẻ đi. Ồ đúng rồi, hôm qua 90 đem ngoài mấy cái quên điếm bên cạnh vô nữa. 5 cái gì đó không? Màu sọc giùm em. 5262 vừa màu sọc. Sọc sơ mi quần dài hết hàng rồi chứ Lan Nguyễn cái dài này em giữ thêm cho mình nha. Dài này em giữ thêm. Còn bộ chữ trắng bộ à, dập ly bộ chữ trắng 170.000. 50-60 kg, 50-62 là vừa. À, cái gì? Tay bao. Tay bao hả? Tay bo á chứ ơi, đọc lộ. Tay bo. Hai tầng quần dài còn màu nào nữa không em? Còn màu chắc Hà Lương rồi, chắc tối em lên đi chứ ơi. Nha, tối em lên lại cho. Tại lên hết chứ không phải tối có mấy chị màu trưa nay con không được mua mới được, để tối em lên thêm. Đây 52-62 vừa em mang em còn bộ này 170.000 nha. Nói lộn. Chữ trắng 170 dập ly. Cho nên em trắng 170.000 5262 vừa. 5262 vừa trắng 170 này còn mấy bộ lửng vàng tay lớn. Bộ vàng tháo ra. Lửng chứ ai lửng. Size to nha 60-68. Chữ trắng chứ Hy Nguyễn dập ly. Hy Nguyễn có chữ trắng. Em đang mang 160 size to 60-68 vàng lửng này. 60 độ lên 68 kg là vừa vàng lửng giá 160 nha. Vàng lửng 160.000 em này. 60 độ lên 68 kg mặt đẹp giúp em quần lửng có hai màu là em mang là màu lan vàng với hai màu là caro. Caro vàng với lan vàng hai màu giúp em. 60 độ lên cái cỡ 60 đến 68 kg là vừa. 60 độ lên 68 kg vừa cho em màu này. Caro vàng với lan vàng có hai màu cho mình. Bộ lửng này mặc ở nhà mát cực kỳ. Tay cắm tiên chút xíu nha. Em mặc rộng á. Tầm khoảng 60 độ lên 68 là ok đẹp. 60-68 vừa em mang hai màu nha. Caro vàng với vàng lửng. Cái Quỳnh Hoa có vàng lửng. Vàng lửng với màu này caro hai màu nha. Vàng và caro hai màu dễ mang dễ mặc. Tay cắm tiên hơi rộng. Em mặc hơi rộng. Màu đẹp. 60 độ lên cho tới là 68 kg là vừa. À, vàng lửng chị Tiết Vân. Tiết Phân cỡ vàng. Vàng chế nhanh lý 160 bộ 60-68. Chế nhanh lý có vàng. Toàn màu caro 60 đổ lên cái chứ ơi. Cái mông này rộng lắm nha mọi người. Mông này 120 thoải mái 60-68. Còn chị là 70 kg á. Mà cái tạ người nhỏ nhỏ là vừa luôn ha. Em mang là caro 60-68 vừa caro. Chế nào chốt caro lên caro giùm em. Đẹp quá. Cargo có 3 bộ cargo. À, thấy đọc rồi mà không nói gì vậy em hả chứ Châu Thành? Chế nhắn tin ở đâu bên tin nhắn Messenger hả gì chế? Ủa vậy hả? Chế ơi, nhân viên đó là không có trả lời được á, chế có chặn bấm lộn chặn bên em không? Bạn nhân viên đó là đọc rồi nhưng mà trả lời cho chế không có được á chứ Châu Thành. Nha, con có bấm chặn này gửi giùm em nha. Nhiều cái bấm lộn á nó bị thành nút chặn là không nhắn không trả lời được nghe chế ơi. 60-68 em mang là caro vàng, cổ đang 170. Caro vàng. Caro vàng giá 160.000 lên vàng 160 cho em nhanh vàng. Vàng caro 160 với chị Dung Lan. Dung Lan có vàng 160 ok chị. Rồi tới giờ lẻ của bé nha các chị ơi, giờ lẻ nha mọi người ơi. Lên lẻ giá rẻ nha. Lẻ giá rẻ cực kỳ. Rồi bộ cam đùi.
Bộ này tặng 150. Có một bộ là 50, 60 kg vừa cam đùi 150 ngàn em lên lẻ nha. 50 đổ lên 60 kg mặt đẹp cam 150 ngàn. Vải von 2 lớp, quần đùi cam đùi 150. Cam đùi 150 ngàn, size 50, 60 ok. Bạn lửng nhiều. Hả, bạn lửng 160. Còn hai bộ, ấy lấy ra ngoài, mấy bộ vậy? 5 bộ hả? Chứ hôm qua như 5 bộ, cái gì thấy chồng như một chồng luôn. Tí cộng vô luôn. Cho xa đi cưng, ok chứ tiếp tiếp. Còn bộ cô gái quần lửng hàng cho xa chốt tặng 180, hàng này bán 210 này, còn bộ phi size nha. 56 lau vừa cho em màu này cô gái nha, 180 ngàn. Hàng châu xa lên cô gái 180 ngàn, free size 50 độ lên 65kg là vừa. 50 độ lên 65 vừa, em mang màu này là cô gái chung 180. Hàng châu xa lên em đang mang là cô gái 180 ngàn, free size 50 độ lên 65kg mặc vừa. 50 độ lên 65 vừa em chung 180 nha. Có hai màu là cô gái với màu này là màu xanh. Quần lửng hàng châu xa có hai bộ, mỗi màu có một bộ à. Cô gái với màu này là màu xanh. Chế Lâm Mỹ Lan cho em xin số điện thoại nha chứ. Cô gái chế Lâm Mỹ Lan cho em xin số nha. Rồi màu này là màu xanh lửng luôn, hàng châu xa chốt 2180 nha. Chị vàng cao gô dạ có với Dung Lao dạ có. 50 đổ lên 65 vừa cho em màu này là màu màu xanh nha, màu xanh chốt 180 ngàn. Cô gái có một bộ à, một bộ cô gái màu à. Hết bây giờ đó. Ai dự phòng thử đi. Cô gái 180 hàng châu xa quần lửng. Cô không, gái không? Lê Thị Bích Thiệt. Ok, chứ Lê Thị có. Mã lửng. Mã lửng tay lớn này. Chứ là mẹ em không được dọn đơn bên chị Mai như chứ. À vậy là không được rồi, chút chị khác đi. Cho chứ chút 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 đi. Chế Lâm Mỹ Lan không có dùng chung với bên chế Mai được nha, hai bên riêng chứ không, cái tự hết hồn chứ à. Rồi beo lửng này. Beo lửng 155 size to 6368. 6368 là vừa cô gái hết tại chứ không ơi, có một bộ rồi chứ ơi. 108. 6368 của em mang beo lửng 155 size lớn có một bộ à. Beo 155 size to 6368 là vừa beo 155 ngàn beo. Sai lớn nha bạn anh cô beo 155. À, dạ mà để nhân viên xác nhận đơn hàng cho mình xong rồi mới gửi chị được cái châu hành ơi. Để mấy bạn xử lý cho chế những cái châu hành. Mà bây giờ mấy bạn chưa chạy là tin nhắn có chế được á. Nhắn tin nhưng mà không có nhắn tin được chế ơi ơi. Ôi là trời, nhắc ba khía, em còn hai keo ba khía tại sao chứ thằng Mỹ Phạm em đang chú. Sáng mới ăn ba khía. Bữa giờ ngày nào cũng ăn cơm với ba khía hết trơn. Rồi bộ hoa. Hoa hàng châu xa 210 chung 190 luôn hoa. Hàng châu xa 290. À 290 nha. Nhiêu? 190. 210 em chung 190 hàng châu xa quần lửng hoa. Hoa 190 ngàn. 50-65. 50-65 vừa hoa 190 ngàn hoa. Em đang là beo lửng. Beo lửng giá 155. Beo lửng 155 ngàn beo lửng. Em chế nào chốt beo 155. Beo 155 chiếc Harry. Màu này là màu loan, loan xanh 155 luôn size to. 290 chế Hạnh Mỹ. Rồi 6368 vừa cho em màu này. 6368 vừa màu xanh. Xanh 155. Bộ này là mặt siêu siêu đã luôn, vải cực kỳ mát. 6368 đẹp xanh 155 ngàn có bộ xanh. 6368 là vừa xanh 155. Mai có tâm nhân điều nha. Ok. Yeah, nhịn đói tới ngày mai luôn. Không ăn cơm luôn là tới ngày mai ăn mới được. Xanh 155 ngàn xanh giùm em. Xanh 155 màu xanh. Châu xa nha, rồi màu này lên màu hoa. Hoa anh này lên trên màu này là màu biển đi, biển 5155 luôn ha. Size to 6368 mặt đẹp. 6368 ok vừa biển 155 ngàn màu biển này. Chế nào chốt lên biển 155 size lớn 6368 là vừa. Có hai bộ hai màu chốt 155. Chốt 155 ngàn nha. Rồi châu xa lượng cổ xanh. 210 em chốt 195. Chốt 190 luôn. 210 chốt 190 size 50-65. Lên đi là xanh lửng hàng châu xa 190 này không bộ chú bán 210 đấy chị ơi. Chốt 190 ngàn xanh. 55-65 mặt đẹp. Màu xanh lửng 190 hàng châu xa màu quá trời đỉnh. 55-65 vừa xanh 190 ngàn. Xanh lửng 190 ngàn cho em nha. 55-65 ok vừa. 55-65 vừa nha 190. Chế nào chốt xanh lên xanh 190 ngàn màu xanh giùm em. Xanh 190. À, cô gái với chút chút có hả chứ ơi. Ở chú có cô gái không? Có hả? Ok chứ có. Beo 155 cho chú Diệu Thị. Beo nè. Hết rồi chứ ơi. Hết beo rồi em. Giờ em còn loan với lại là màu xanh á. Hai màu. Còn hai màu.
đùi ấy chứ, tiếc tiếc đùi. Cho xin mẫu đùi cho xa. Ok chứ yêu. Em đang mang màu này là màu xanh, giá 190.000 cho xa, xanh 190. Đây. Đùi em còn cho xa, còn đùi loan. Đùi loan giá 190. Một cái bộ này thôi. Cái bộ cái vùng cái này đâu. Đùi loan 190.000. 5565 là vừa. Xanh lửa 61 chứ chuông phượng. Ok chị. Lưới ép nhung mà chứ, lưới ép nhung. Lưới ép nhung. Dạ lưới ép chứ dùng là có mà size nhỏ chứ ơi. Có lưới nhưng mà size nhỏ rồi, bộ này nha. 190.000 hàng châu xa đùi lên em loan 190. Loan đùi 190 hàng châu xa, 5565 vừa. 5565 vừa loan đùi 190.000 hàng châu xa. Lê là loan 190.000 loan đùi. Loan đùi 190.000. 5565 mặt đẹp nha các chị ơi. 5565 ok loan đùi 190. Em đang là xanh lửng. Xanh lửng, xanh lửng. Rồi bộ thiết kế size số 1. Size nhỏ nha. Ôi trời màu beo đẹp quá trời luôn. 53, 58 vừa beo. Cái yêu nào chốt beo bấm beo cho em. 53, 58 đẹp beo chốt tặng. Bộ này giá 255. Hàng châu Á, hàng này là hàng thun nha. 255.000 thì em bán 208 á. Chốt 255.000 size nhỏ 53, 58 mặt đẹp. 53, 58 ok em mang là beo. Chế nào chốt beo lên beo giá là 255 giá tặng. Beo 255 màu beo. Chế nào chốt lên beo 255 giùm em. Rồi một màu tiếp theo bộ loan. Bộ loan nâu dập ly chốt 180.000, 5565 là vừa. À, thứ hai rồi chưa có đồ và em chiếc truyền nguyên in bill. Để nhân viên kiểm tra gọi lại cho mình nha các chị. 5565 vừa em mang là loan nâu dập ly, còn hai bộ 180, loan nâu 180. 5565 mặt đẹp. 55 đổ lên 65 là vừa em mang là loan nâu 180 dập ly có hai bộ loan nâu. Chế nào chốt lên nâu 180, 5565 là vừa siêu đẹp luôn, mặt đẹp cực kỳ. 5565 đẹp nha, nâu 180.000 nâu. Thế nào chốt nâu lên nâu 180 dập ly có hai bộ nha. Nâu 180 màu nâu. 5565 là vừa nâu 180. Chế yêu nào chốt nâu lên nâu 180.000 em màu nâu. Loan nâu. Bé heo trên xin số điện thoại đi chị. Chị bé heo bộ thiết kế 52 chứ kim ngang 3K bao nhiêu chứ ơi. Chế cao bao nhiêu chị, em xin cái chiều cao nghe chứ ơi. Cho em xin chiều cao. Dập lên nhóc con này các chị ơi, dập lên nhóc luôn. Chế bé heo cho em xin chiều cao, xin số điện thoại em còn hai bộ này, còn bộ loan nâu nữa. 5565 vừa còn bộ loan nâu 180 luôn nha, còn bộ loan nâu 180, 5565 mặt đẹp. Tôi xin miếng nước ấy anh. 5565 vừa nâu còn bộ 180 nâu. Nâu 180. Nâu 180.000 đồng nâu giùm em. Cao mét 53 52 bao vừa luôn chứ kim ngân bao đẹp luôn. Bao ok vừa luôn nha. 1m66 và 57kg không vừa. Dập ly 70kg không em, dập ly 70kg chứ đem xem có em lên cho, em giờ em lên lẻ. Cao mét 56 bao vừa cho bé heo và cho em xuống số điện thoại. Cho em xuống số điện thoại mới được nghe chứ ơi. Hoa vàng 180, 5565 vừa luôn, hoa vàng 180 dập ly, có một bộ à. Hoa vàng 180.000 em, 55 độ lên 65 ký mặt đẹp. Hoa vàng nguồn dài 180 dập ly, hoa vàng 180.000. Hoa vàng 180, 5565 là vừa. Màu này lên em là caro nhỏ. Size số 2, 65-70kg là vừa caro. Caro 2 chốt giá 180 đẹp quá trời đẹp. Size to 65-70 nha. Caro 2 size lớn 65-70kg là vừa caro. Chế nào chốt bấm caro 2 cho em nha. Caro 2, 65-70kg là vừa. Chế Cúc Nguyễn đặt hàng mấy ngày rồi chứ ơi. Đặt hàng mấy ngày không thấy chốt. Em màu này lên là caro lớn nha. Size to nha, 65-70. 65 đổ lên tới 70kg là vừa em mang caro. Hoa vàng cho chế Huỳnh Hoa. Rồi. Chế Huỳnh Hoa có hoa vàng. Em đang mang size lớn nha, 65-70kg là vừa. 65-70kg vừa cho em màu này. Lên màu này màu caro lớn, size to 65-70kg mặt vừa. 65-70kg mặt ok đang mang. Hả? Ừ. À, chế bé heo có. Chế bé heo có bộ dập ly. Chế heo đi em hết hoa vàng nha chế. Hết hoa vàng còn loan nâu. 4 ngày rồi nhân viên chưa gọi là không có hàng nữa chứ. Nguyễn có đặt hàng lại giùm em nha chứ. Bé heo. Em đang mang là set nâu. Set nâu size này là từ 60-65kg mặt đẹp. 60-64 đi trời, 60-64 là vừa em mang màu này nâu. Nâu này chốt giá là 220 thiết kế nha. Nâu 220. Size 60-64kg mặt vừa nâu. 220.000 nâu chứ nào chốt nâu cũng nâu 220. 60-64 là vừa nâu. Hàng thiết kế vải thun. Nâu 220. 60-64 mặt đẹp. Cho xem dập ly, dạ ok chị Nguyễn Duyên. Em đang lên từ từ, màu dập ly loan còn bộ chốt 180 dập ly loan 55 xong là mặt đẹp.
55 đổ lên 65 vừa loan 180, chứ nào chốt loan lên loan 180 ngàn loan có 1 bộ à, loan 180 dập ly 55 65 mặt vừa dập ly loan chứ 180 có 1 bộ loan, loan 180 55 65 mặt đẹp loan, loan giá 180 nghìn màu loan. Rồi dập ly xanh lá, dập ly xanh lá em tặng bộ này 165 nghìn, dập ly xanh lá chốt 160 luôn, dập ly lá tặng 160 size to 55 65 đẹp 58 65. Caro có một màu, một duy nhất có chứ hề với phải ơi. 5865 xanh lá chốt giá 160. Dập ly 160 ngàn em. 58 độ lên 65 vừa 160 ngàn hoa xanh. Hoa xanh 160 cho chị xem lại caro. Ok chị. Dập ly vải với em, vải mango chứ Cúc Nguyễn nó có một size một duy nhất nha chứ yêu ơi. Một size một duy nhất. Rồi bộ này latin đỏ này, latin đỏ. Size số 1, 65 nó lại vừa. Dập ly loan với khu yến. Khu Yến lấy loan dập ly 65 nó lại vừa 58 độ lên em mang. Màu này lên cho em, màu này là màu đỏ dài. Đỏ dài nha, hàng Latin giá là 205. Latin nha, cái quần rẻ cho mình nha. Size là size size nhỏ 64 độ về mặt đẹp 55 độ lên 55 64 vừa đỏ dài chút giá là 205. Đỏ dài 205 nghìn 55 64. Đỏ dài 205 chắc là chút lên đỏ 205 nghìn. Bỏ hoa, hoa cam quá trời đẹp luôn, 64 đó là mặt đẹp, 50 đến 64 là vừa hoa cam này. Chế nào chốt hoa cam, mẫm hoa cam cho em nha, free size 50 độ lên 64 kg là vừa hoa cam. Bộ này chốt một người giá 175. Hoa cam vải mango 175 nghìn. 50 độ lên 64 là vừa hoa cam 175. Tới không? Hoa cam 175 free size, 50 64 là vừa hoa cam 175 nghìn bộ mango. Lên em cam 175 nghìn hoa cam free size nha, 50 64 mặt đẹp. Dập ly xanh lá 65 cho chị Dung La. Dung La có xanh lá 65. Ok chị ấy. Bộ beo, bộ beo size đại. Bộ beo này size lớn nha, 65 70 em tặng 150 con bộ beo 150 nghìn size to, 65 70kg là vừa. Lên em beo 150 nghìn, 150 nghìn beo. Size lớn nha, 65 70 quần lượng. Chứ nào chú bấm beo 150 em con bộ beo 150 size to 65 70. Vậy đây nè, cái nào dám đem đi nè. Em này đi 180. Bộ này lên cho em là beo da. Beo da, beo da size 50-62 vừa beo da chốt 200 ngàn. Beo da 200 ngàn free size 50-62 mặt đẹp nha các trời. 50 độ lên 62 là vừa beo da. Chế yêu nào chốt beo da, bấm beo da cho em nha. 50 độ lên 62 mặt đẹp beo da. Beo da chốt mọi người giá là 200. Set thiết kế Pango phối hung bô rip cho mình nha. 50 đến 62 là vừa da. Chế nào chốt da lên da cho em nha, free size 50 62 vừa da chốt giá 200 nghìn hàng thiết kế. Da 200 free size 50 62 mặt đẹp. Da 200 nghìn có 1 bộ à, lên em da 200. Bi cam tên lá 160. Bi cam chốt giá 170 dập ly. Cam 170 55 65 là vừa. 55 65 vừa cam 170 còn bộ dập ly buồn dài nha, 170 nghìn cam. 55 65 mặt đẹp cam 170. Chế nào chốt cam lên cam 170 ngàn cho em nha. Cam 170 55 65 là vừa. 55 65 vừa cam 170 con bộ. Dập ly cam 170. Còn bộ hoa vàng này. Còn bộ hoa vàng nữa này, chế nào chốt không được em còn bộ hoa vàng dập ly nha. 180 55 65 đẹp. 55 độ lên 65 vừa dập ly vàng 180 em còn bộ vàng, con bộ à. Lên em vàng 180 ngàn nha các chơi, vàng 180. Vàng 180. Rồi bộ da quần lửng. Da lửng size to. Da lửng này size to nha các chị ơi, size đến 65kg. Chế thảo nguyên vàng. Ôi size to 63-67kg. Rồi 63 đổ lên 67kg vừa em mang. Màu này là màu da lửng chốt giá 155. Hoa vàng chế thảo nguyên chế bé heo hết hoa vàng. Bé heo hết hoa vàng. Size lớn nha 50. Hoa vàng chế hiện trên hết rồi chứ ơi. Rồi em đang mang màu da size lớn. Cam 65 cho chị Nguyễn Hoa. Chứ hỏi biết phải lấy caro gì ta. Em mang là da này, da lớn này 63-68 đẹp 155 nghìn bộ size to. Size to 63-68 đẹp 155 nghìn. Chứ thật chứ bóng như ngang da 155 63-68 là vừa da. Chứ nào chút da lên da 155 nghìn như màu da.
rồi đấy, caro gì ta, da 155 nghìn màu da em nha, chứ đâu chứ không da 155. Đổi đùi 150, em có một bộ size nhỏ nha, vậy vo 50-60kg là vừa, 50 đổ lê 60 ok, đổi đùi chút giá 150 nghìn, không bộ à. Đổi đùi 150 nghìn chim nha, size nhỏ 50-60kg là vừa, đổi đùi 150 không bộ, vải von hai lớp trong nó có lớp lót cho mình đó chị nha, cái này mặc mà không sợ hở đâu. 170. Đổi đùi giùm em. Dạ hôm nay không có thun, chứ như vậy không có thun chi quay, nay không có thun. Rồi mã tiếp theo đổi đùi. Đổi đùi giùm em nha, 50-62 là đẹp. 50 đổ lên 62 là vừa, đổi đùi em mang 52-62 nha. Đổi đùi chút 140. 52-62 là vừa, đổi đùi 140. Á này lên chứ là thổ cẩm, em nhầm, đổi đùi chứ tha bùi. Em mang thổ cẩm nha, 50-62. 50 đổ lên 62 vừa, em mang màu thổ cẩm này 140 không bộ, và thổ cẩm 140. Thổ cẩm 140.000 em 50-62 kg mặt đẹp. Rồi đen đùi 140 luôn. Châu xa này có châu xa đùi chứ đầu lê ơi. Có châu xa đùi. 55-62 giùm em, màu đen đùi chốt 140. Đen đùi 140 giùm em. Thổ cẩm chứ bé heo. Đen đùi 140 giùm em, 55-62 đẹp, đen đùi chốt 140 không bộ ạ. Đen đùi 140 giùm em. Đỏ 140. Đỏ 140. Thổ cẩm chứ bé heo. Đen đùi 140. Bộ này là bộ lên treo là màu xanh, nó kèm cột tóc cho mình luôn nha. Màu xanh size số 2, size to. 65-70kg là vừa, xanh kèm cột tóc. Lên em xanh xanh 170.000 nha, xanh 170.000 size to. 65-70kg là vừa, xanh chứ 170. Mango kèm luôn cái cột tóc cho mình, 170.000 xanh. Lên em xanh 170.000 size to, 65-70kg là mặt giường. Mã da size lớn này 63-68-70kg là vừa luôn. Latin mà size 70kg hả cô? Dạ có cô Ngọc Quỳnh ơi. Latin con có. Size to giùm em, 63-70kg là vừa. Da lưỡng toàn bộ 155.000 da. Da lưỡng 155 size lớn nha, màu đẹp quá trời. Da lưỡng giùm em nha, size 63-70. 63 đổ lên 70kg mặt đẹp, da lưỡng chốt 155. Lên em là da 155.000 da lưỡng giùm em, 63-70kg là vừa. Da 155.000 da, chứ nào chốt giá da cho em 155.000. Bộ thiết kế nãy còn phối caro không em? Dạ không có với Kim Ngân ơi. Em đang mang là da lửng 155 size to, 63-70kg. Bộ này đẹp lắm luôn, cái chơi vải mát cực kỳ. 63-70kg là mặt đẹp nha. Chứ nào chốt lên da giùm em nha, giá là 155.000 giá thật. Da 155 màu da. Em còn sọc đùi chốt 140, 55-62 vùa. 55-62 vùi em, da lượng chị cao vỏ. 55-62 vùa em sọc đùi chốt 140, 2 giây. Đùi 140 nha, 55-62kg mặt đẹp. 55 đổ lên 62 vùa em mang này, sọc đùi chút 140. Chế nào chốt sọc, ổng sọc 140.000 sọc đùi. Da lưỡng 155. Bộ đổi size số 2, đổi lưỡng 180. Phải đổi đùi. Đổi đùi giá 170, size to 65-70. 65 đổ lên tới 70kg là vừa, đổi đùi mềm nha, chốt 170.000 size lớn nha, 65-70kg là mặt vừa. 65 đổ lên 70kg mang ok, em đang mang màu này. Lên che màu này là màu đổi đùi. Đổi đùi chốt giá 170.000. Đổi đùi 170.000 đổi đùi. Em đang mang là sọc đùi chốt 140, 55-62. 55 đổ lên 62kg là vừa, sọc đùi 140. Chế nào chốt sọc lên sọc 140. Còn đổi đùi 140 luôn còn bộ này. 55-62 là vừa, đổi đùi 140.000 đổi đùi cho em nha. 55 đổ lên 62kg mặt đẹp, đổi đùi 140, màu đẹp quá trời đẹp. Đẹp mà size nhỏ nha, 62 đổ lại mặt đẹp, đổi đùi 140. Sọc đùi cho chị Linh Nguyễn màu đẹp quá trời luôn, 62 đổ lại vừa. 55 đổ lên, 55-62 mặt đẹp giùm em. Chưa chế hỏi đâu ấy đâu. Đổi đùi 140. Đổi đùi cho chế hoa bùi. Đổi không có quần dài chứ ơi, không có quần dài. Em mang bộ hoa cam mấy chị xe bộ đẹp xuất sắc luôn. Hoa cam nha, 55-64. Xả xanh hết da lửng rồi chứ Dung Leo ơi. Hết da rồi chứ ơi. Rồi em ơi, chị chưa lấy caro, là lấy cái này nè, cái bộ caro nãy của chị nào lấy đó. Chị gì quên nó tiêu rồi ta. Là bộ đó đó. 55-64 của em mang là hoa cam. Ừ đúng rồi.
5564 vườn hoa cam chốt giá 170.000. Bộ này đẹp lắm luôn á, cái quần này form xuất sắc luôn. 5564 vườn hoa cam chất nào chốt cam ẩm cam 170.000. Hoa cam 170.000 hoa cam. 55 độ lên 64kg là vườn. Hoa cam 170. Chế yêu nào chốt cam lên cam 170.000 hoa cam cho em nha. Hoa cam 170.000 5564 mặt đẹp. 55 độ lên 64kg vườn hoa cam 170.000 cam. Hoa cam thì chết ra bụi, chiến như em hết hoa cam. Hết bỏ cam rồi. Cam như chết ra bụi. Rồi cọc này sao rẻ luôn. Chết anh Nguyễn. Hết sọc đùi vậy chứ. Ủa sọc đùi ai không hết? Mày này á. Ừ. Chết anh Nguyễn có sọc đùi chứ ơi. Chứ lại biết hỏi em hết hoa cam. Hết hoa cam rồi chứ ơi, không bộ à. Bộ bi đỏ tặng nha. Tặng 150 cái gì? 140. Size lớn nha, 6368 đẹp đỏ đùi chốt tặng nha. 150.000 đỏ dài, hoa cam hết trơn. Đỏ dài size lớn 6368 là vừa. Size lớn thì chắc đâu chốt lên em đỏ giùm em. Dạ không, hai bên riêng chứ. Hoa cam hết trơn rồi chứ yêu ơi. Quá trời đẹp, đỏ lửng nha. Size lớn nha chị ơi, 63 độ lên. Cho tới 68kg giùm em, đang mang là đội lửng tay cánh tiên size lớn chốt 150.000 mỗi đi chốt 170. Hồi bé em chốt này 170 có nhiêu màu này? Chốt 150 nha, có cam này, có xanh, có hồng, có vàng đỏ nha, cam xanh hồng vàng đỏ. Chốt 150.000 mà size to. Từ 63 độ lên 68kg là vừa em mang. Nha, 6368 vừa em đang mang chứ đầu chốt bấm giùm em. Em đang mang là màu đỏ lửng, đỏ lửng giá 150.000. Hai da hai tầng đùi size nhỏ còn không em đã còn chứ ơi. Còn một màu là màu trắng này. Em còn màu trắng. Còn màu trắng đùi với 170. Trắng đùi size 5562. 55 độ lên 62kg là vừa trắng đùi 170.000. Trắng đùi 170.000 em nha, 55 độ lên 62kg mặt đẹp. Lên em trắng 170 còn bộ. Em đang là đỏ lửng size lớn 6368 là đẹp. 6368 ok em màu này. Lên em là đỏ lửng chốt giá 150.000. Đỏ lửng 150. Có đỏ, có vàng, có hồng, xanh. Chốt 150, chốt 170, chốt 150. Cái gì vậy? 2 ít hả? 1 ít hả? Để chút xíu để kiếm đi. Ừ, tại nó dùng màu nhiều quá không biết đường. Lên lẻ thêm đi. Chế nào chốt bấm giùm em rồi châu xa. Xăng dài châu xa. Size lớn nha. Size 50-65 áo bra mặt có không shop? Dạ bra mặt dạ có chứ ơi, và size nhỏ nha, 53 đổ lại à. Áo bra mặt size nhỏ. Size là từ 50 đến 63, áo này giá 110 em đang mặc. Rồi xanh biển giá là 220. Ồ quên nữa ha, ồ đây. Bây giờ quên nữa. 50 độ lên 65 là vừa xanh biển này. Giá là 220.000 hàng cho size em còn mấy bộ. Chốt 220 cho em xanh biển 220. 50 độ lên đến 65 là vừa xanh biển nhà hàng trong size nha, chốt 220.000 cho em. 220.000. Hôm qua mình có đơn không chứ Tú chui, hôm qua em có đọc tên chứ không? Có đọc tên là có hàng, còn không có đọc tên là không có hàng. Em đang mang màu xanh. Xanh hàng châu xa. Có hai màu là màu đen với màu da chứ ơi, hai màu là đen với da. Em mang còn một màu là màu da nữa. Rồi em mang màu này là màu xanh hàng châu xa, giá là 220 lên xanh 220.000 cho em nha. Xanh biển 220 và size là từ 50 độ lên tới 65kg là vừa. Xanh biển chốt giá là 220. Xanh biển 220. Xanh biển chỉ bên đường cỏ dại. Cái Linh Nguyễn có trắng đùi. Xanh biển với Trần Giang 220 cho xa bao đẹp với chị Giang. Cái màu đẹp xuất sắc luôn. Màu đẹp xuất sắc. Xanh biển với Trần Giang 220.000 ok tiêu. Rồi bộ bi vàng size lớn. Lấy hai cái đen da chứ bao nhiêu ký cho em xin số điện thoại luôn nha. Size lớn này 65-70kg vừa em mang vàng chút tặng 160 bộ này. Mango hàng cao cấp em bán 160 giá tặng. Size to 65-70 bi vàng 160. Size lớn nha, 65-70 bi vàng 160.000. Xanh biển em mang. Xanh biển là Vũ Thị Thương cho em xin số điện thoại nha chị. 220. Châu xa còn 2 bộ. 50-65 là vừa. Xanh biển chính Ali 220. Cái hàng này gọi mấy chị mua shop ghét là 250 á. Còn bộ xanh biển nha, 220.000 xanh biển không đẹp không mấy tiền. Ủa quần lót em còn. À hôm nay về một cái mã quần lót mới 52 ok chứ yêu. Xanh biển chứ Hương Nguyễn có số cho. Ok là hết. Quần lót xu cái chị ơi. Giá là 225.000 một set. Một set thế này nó gồm là 10 cái cho mình và 10 màu. Em hết xanh biển nha chị. Quần lót xu.
Cái quần này các chị mặc thứ nhất là nó không bị ngắn, lộ ngắn quần ra, tại vì người sau nó không có đường chỉ mai thế này. Mấy chị mà kiểu như mình mặc đầm body thì Hương có hai áo quét nghe đang. Mình mặc đầm body hoặc là mặc mấy cái quần mà ôm sát cho người mình nó không bị lộ ngắn quần. Em mặc quần em ghét cái kiểu mà mặc vô nó bị lộ ngắn quần, ngoài sao nhìn nó rất là xấu luôn. Cái quần su này tại vì nó không có đường chỉ mai cho nên là quần mặc không bị lộ ngắn nha. Món set như thế này là nó gồm 10 cái cho mình, 10 cái 10 màu cho mình nha. Đây. Size em chốt 65 kg, quần này là siêu giãn nha. Quần lót su 10 cái 10 màu mặc đã cực kỳ. Quần su các vị các chị nào cũng đã mặc từng mặc quần su rồi đúng không? Vải đã cực kỳ, giá là 225 một set nha, và nó có gồm 10 cái cho mình nha. Cái này các chị mua rồi chọn cái là 25.000 cái. 10 cái 10 màu cho mình mặc đã. Đã cái là ngoài sau mặc nó không bị lộ ngắn quần, là thấy im mày, không bị lộ ngắn quần, với lại mặc mấy chị nó không bị cái bị không bị lộ cái ngắn bụng nha. Nhiều khi mặc quần mà mình cởi ra cái nó có nguyên một cái đường này, một cái đường quần ở trên đây là khó chịu lắm, mà cái này mà không có bị nha. Em còn có vài set em chốt 225.000 một set này, 10 cái 10 màu cho mình nha. Một xếp không á? Trời đất ơi, bà nội ơi, cho tôi giới thiệu dữ vô. Còn có xếp màu mà cái chơi 225 mặt đã lắm. Mặt đã cực kỳ luôn, còn có xếp màu mà nó làm em hết hồn. Quần lót su size 65 kg nè. Trong mấy cái loại quần là quần su là mặt đã nhất luôn á. Chắc chị nào cũng đã từng mặc quần su rồi. Mặt nó bền, cái chị mặc nó bền, với lại mình mặc không có bị cắn, cắn cái bụng nó không có khó chịu. Em còn cái xanh biển nha, xếp mở Cà Mau. Sớt em ở Cà Mau nha chứ ơi. Rồi để em coi còn cái gì em xả luôn. Sớt em ở Cà Mau này. Còn hai bộ châu sa hồng. Chốt 220. Châu sa hồng 220. Size to nha, 55-65 đẹp. 55 độ lên 65 của em mang. Ôi đến 67-68 luôn cái trời. 67-68 luôn nha. 60-68 kg mặc dừa em mang là hồng. Hồng chốt 220 luôn nha. 60-68 đẹp hàng châu sa hồng 220. Lên em hồng 220.000. Hồng 220 60-68 kg mặc đẹp. Em mang là hồng 220.000. Hàng châu sa form lớn 60-68 mặc đẹp nha. Có hai bộ à. 220 em mang là hồng, hàng châu sa 60-68 em còn mã huyền ghen lắm. Mà huyền ghen để hơi tối đi. Em mang là hồng châu sa 60-68 mặc ok vừa, giá là 220. Rồi bộ Latin size số 1. Lên em là xanh lá, quần phối ren cho mình, áo phối ren luôn nha. Bộ này giá 210. 64 nó lại vừa, 55 độ lên. 55 đến 64 là vừa xanh lá, chốt giá 210.000. Latin chốt 205 luôn nha, xanh lá 205. Một bộ là 55-64. Xanh lá 205.000 một bộ. Xanh lá 205 giùm em xanh lá. Bộ xanh biển quần đùi size số 2. 63-70 kg là vừa cho em biển đùi. Biển đùi giá tặng 160 hay 185 này, chốt 160 nha biển đùi. Biển đùi 160.000 giùm em size to. Size lá chiếc kiểu kiểu size để chốt lên 65 cái rồi. 63 67 đi nha, biển đùi 160. 63 67 cái mặt đẹp. Size lá chiếc kiểu kiểu 205. Kiểu kiểu size lá 205 ok chị. Bộ beo dọc ly còn bộ 180 beo. 55 65. 55 65 vừa beo chốt 180.000. 55 65 mặt đẹp beo, chưa lên em là beo 180. 55 độ lên 65 độ về mặt đẹp dọc ly beo hàng siêu cấp, quần dài chốt 180 beo. 55 65 mặt đẹp beo 180.000 beo trên nha. Beo 180.000 beo. 55 65 vừa beo 180. Bộ bi 170 65 vừa không em chứ kiều kiều 65 kg hả chế? 65 chứ kiều kiều cao mét nhiêu? Cao mét nhiêu chứ ơi. Size to nha, 65 70. Bi đen. Bi trắng nha, chốt giá 170.000 hàng Quảng Châu. Siêu đẹp luôn, 65-70 giùm em bi đen. Chứ nào chốt đen lên đen cho em giá là 170. Hàng cao cấp 170.000 bi đen size to 65-70. Em đang mang là hồng giá là 220. Size to 58-68 là vừa. 58 độ lên 68 chứ là vừa hồng 220. Một bé 6-65 bao đẹp. Ok chế đẹp. Bé 6-65 là ok vừa luôn. Lưới size lớn này chưa có với mắm chằn à. Nay em chưa có lưới lớn. Bộ caro da. Caro da size to 55-65, bộ này giá 185.000. Caro da 185 size 50-65. 50 độ lên 65 vừa caro da giùm em. À dạ. Bi đen như chị Huệ Bích Huệ. Huệ Bích Huệ có bi đen. Đúng rồi, 170. Em mang là 55-65 là vừa. 55-65 vừa em mang caro da 185.000. Trời màu đẹp quá à. Caro da 185.000, 55-65 mặt đẹp nha các chị. Da da giùm em. Màu quá đẹp. Caro da nằm với bé heo.
cái này nãy còn bộ rồi trời, nãy rút cho thấy ra mất tiêu em. Còn bộ caro giang 185.000, 5565 vừa màu quá đẹp, tay ngắn quần dài nha, 185 caro giang, caro giang 185.000 màu da, lên em da 185. Còn một màu nữa là màu beo, 50-65 là vừa beo, 185.000. Chế đầu chút beo lên beo 185 cho em nha. Beo 185.000 em beo, 55-65 mặt đẹp, 50kg mặt giống em nha, 50-65 vùi mi màu beo. Chế nào chốt beo lên beo dùm em nha các chị ơi, màu beo 50 đổ lên 65kg là vừa beo, 185.000 bộ beo. Beo với caro da 2 màu, 185. Đi đi. Hết, chứ phải có rồi đó. Chứ có rồi á. Rồi màu beo 185.000 em luôn ha, 56 là mặt vừa. Vừa beo 185. Dập ly hoa hồng sen. Dập ly hồng sen chứ không bộ. 5865 vừa hồng sen chốt tặng màu này 165.000 dập ly hồng sen size 5865 nha. 58 độ lên 65 vừa hồng sen dập ly 165.000 giá tặng. Chế nào chốt hồng sen lên hồng sen 185.000. Hồng sen 185 giùm em. 5565 là vừa nha các chị ơi. 5565 ok sen 185.000 hồng sen size 5565 mặt đẹp. Siêu đẹp luôn, 165.000 hồng sen. Cho em là hồng sen 165.000 hồng sen size 5565 là vừa. Hồng sen 5565 mặt đẹp hồng sen đi. Chế nào chốt hồng sen bóng hồng sen cho em nha. Mã hồng này 215 em chung 190. 215 chung 190.000 hồng latin quần dài fish size 50 độ lên 65kg là vừa. 50 độ lên 65 vừa. Em mang là màu này là màu à, lên chim màu này màu hồng dài nha. Chốt giá 190. 215 chung 190.000 fish size 50-65 vừa. 50 độ lên 65 vừa em mang là hồng. Chế nào chốt hồng lên hồng 190. Hồng 190.000 màu hồng gem freestyle 190 latin nha các chị ơi, 50-65 vừa. 50 độ lên 65 vừa em mang hồng 190.000 con bộ. Latin hồng 190, 50 độ lên 65kg mặt đẹp. Chế nào chốt hồng bóng hồng gem giá 190.000 màu hồng. 50-65 ok vừa nha. Siêu đẹp luôn. Lên em là hồng 190, 50-65kg mặt đẹp hồng. Bộ xanh latin, xanh latin Chanel Coco nè các chị ơi, 50-65 màu này em tặng nha, 170. Xanh 170.000 free size. 50 độ lên 65 vừa chốt tặng xanh 170.000 xanh latin. Lên em xanh 170.000 free size, 50 độ lên 65kg là vừa. 50 độ lên 65 vừa xanh 170 men, xanh 170. Chế nào chốt xanh lên xanh 170.000 màu xanh. Xanh 170 áo đỏ siêu đẹp 5865. Áo này cái mặt chúng nguồn ghi là hết sảy luôn. 58 độ lên giùm em với 65 là vừa. Xanh cho chế Tô Yên Nguyễn. Rồi. Tô Yên Nguyễn có xanh 170. Em áo đỏ em mặt rộng 5865 vừa áo đỏ 185. 190 em chốt 185 áo đỏ. Chị Lê Như em hết xanh. Xanh hết rồi chứ ơi. Rồi làm sao để cái này ở đây cho mình gần gần xíu này. Lê Nhu hết xanh coco. Xanh hết rồi chứ tài em ơi, em mang là áo đỏ này. Em chốt tặng áo này 185 nha, 5865 vừa áo đỏ. Áo đỏ 185.000 size 5865 mặt đẹp. 58 độ lên 65 vừa áo đỏ 185. Chế nào chốt áo đỏ 185.000. Bộ beo đen tay dài quần dài siêu phẩm. Bộ này chốt 170.000 beo đen. 5865 vừa beo đen chốt 170 nha. Beo đen 170.000 beo đen 58 độ lên 65kg mặt đẹp. Đây quần dài tay dài luôn nhau, hàng siêu phẩm rộn sóng cho mình. 5865 vừa beo đen chứ 170 con bộ à. Beo đen 170.000 5865 ok. 5865 vừa em mang. Màu này lên cho em màu này là màu bi xanh dọc ly chứ 160 bi xanh. Bi xanh 160 size là từ 5865 là vừa. 58 độ lên 65 vừa bi xanh chứ 160.000 xanh con bộ à, dọc ly xanh.
dọc lên xanh 160.000 giá tặng, lên em xanh 160.000 màu xanh. 50-65 là 50-63 đây đấy trời. 50-63 vùi men xanh 160. Bổ hồng, Latin hồng, size 50-63. 50-63 hồng dọc trước 170.000 Latin hồng. Áo dọc cho mình có dây tăng đưa ngoài sau nha, 170 hồng. Hồng 170.000 bộ. Lên em là hồng 170.000 màu hồng giùm em. Beo đen coi cái bao lại, ok chiếc kiều kiều. Size to 65-70 da 170 màu đẹp quá. Da 170.000 em 65-70 kg là vừa. 65 đổ lên tới 70 kg là vừa da 170.000 da. Đây. Quần phối siêu đẹp size số 2. Lên em là da 170 size to. 65-70 kg là vừa da. Da 170.000 màu da giùm em nha. Chế nào chốt da lên da 170. Da 170.000 màu da. Da hàng châu xa, hàng là hàng Quảng Châu nha, tay lượng. Da 170 chế kiều kiều. 65-70 kg là vừa da nha các chị ơi. Da da 170.000 màu da. Coi lại beo đen cái bông hả chế đây. Beo này, beo đen này đúng không? Hay là beo đen nào ta? Beo đen nào, beo đen này, beo đen này, beo này beo nâu. Bộ đi chùa xanh. À, đem bên cái chằn thơm. Da hết rồi chứ hỏi bất tệ. Hết da rồi. Bộ đi chùa xanh đây em tặng bộ này giá 190. Đi chùa đen. Đi chùa xanh đen size số 2, 64-70. Đi chùa xanh đen chút giá 190 nha. Đi chùa xanh đen giá 190 em. Beo đen cho chế kia ở đây nè. Đi chùa xanh đen tặng 190. Đi chùa xanh đen cái là chốt xanh bấm đi chùa xanh 190.000. Dọc đi hồng tặng 155.000. Hồng 155 giá vốn luôn. Hồng 155.000 size to 55-65. Hồng 155.000 giá vốn giá tặng size to 58-65. Beo đen tay dài hết rồi chơi. 58-65 vừa em tặng hồng 155 dập ly quần dài. Hàng siêu cấp chốt tặng 155. Size 58-65 mặc dừa. Beo đen 170. 5865 là vừa hồng 155.000 hồng. Vòi bộ bi xanh tay dài quần dài tặng 170 luôn size số 2. 670 vừa bi xanh tay dài 170 bộ này mặc không đẹp không lấy tiền này. Xuất sắc luôn. Form đẹp vải mát. 65-70 giùm em bi xanh. Bi xanh đen chốt 170 size to. 65-70 kg là vừa bi xanh 170. Chế đầu chốt lên em là bi xanh 170.000 size to nha 65-70. 85-70 kg là vừa xanh 170.000 xanh. Chế đầu chốt lên xanh 170 cho em nha. 65-70 kg là vừa. Bi xanh đẹp xuất sắc. Cái đó hồi cột xong rồi để riêng chỗ khác. Thấy cái đồ mới mà. Ok đôi da mới mà. Kìa trên đây còn nè. Dập lý hồng với thanh ngôn. Đây. Thấy đó cột xong rồi để riêng chỗ khác. Dập lý hồng với thanh ngôn ok chứ yêu. Đi chùa size số 3, số 2 chứ hồi size lớn á. Bi xanh với cúc lê 170. Rồi bộ da trời màu đẹp quá vậy nâu. Nâu này nâu đùi 140. Con bộ à 55-62 nha các chị ạ. 55 đổ lên 62 vừa nâu đùi em chốt 140 con bộ à. Nâu đùi 140, 55-62 là vừa lên nâu 140. Size nhỏ nha, nâu đùi 140. 55-62 ký mặt đẹp. Bộ dập ly đỏ 160, size 55-65. 55-65 vừa đỏ 160.000 dập ly đỏ. Dập ly đỏ 160, 55-65 ký mặt đẹp. 55 đổ lên 65 là vừa đỏ 160, dập ly quần dài luôn nha. Chốt 160.000 đỏ, 55-65 là vừa 160. Lên em là đỏ 160.000 bộ châu sa tím. À, dập đi hồng hết tại chứ dung la, chứ cứ quyến có đỏ. Đi chùa 60 không dùa. Bộ tím hàng châu sa 280 chốt 240. 280 chốt 240 cao mét 65 mặt thoải mái không bị ngắn. Màu tím 240. Bi đỏ chứ hiền chinh. 155.000. Ồ. Lên cho em là màu tím nha. Tím hàng châu sa chốt 240. 280 chốt 240 tím. Bi đỏ hết chứ bùi nghi dây hết đỏ rồi. Hết. Hả? Đỡ 170. 160. Rồi bộ đen dài chốt 190 luôn Latin. 50-65 vừa đỏ hết trơn rồi chứ ơi. Đỏ hết rồi. 50 đổ lên 65 vừa em mang đen chốt tặng luôn 190 hàng châu tây hàng Latin. Phi size 50-65 vừa đỏ 190 Latin nha, mặc bao đẹp. Này, vải xuất sắc. Latin loại 1 chốt 190.000 đỏ. Đỏ 190.000 đỏ em em. À lộn đen đó chứ ơi, lộn đen. Đen dài chứ bùi nghi 190. Rồi bộ này là loan đùi chốt 140 50-63. Quá trời đẹp. 50 đổ lên 63 vừa em mang. Lên chim màu rang đùi chút 140 quần đùi. Phi size nha 56-263 đẹp. Rang đùi chút 140. Lên em là rang 140.000 rang đùi. Rang đùi 140 rang đùi phi size nha. Chứ bùi nghi có số chưa?
Ok. Rồi con bò hàng châu sa 220 luôn. Lên em là bò hồng 220 hàng châu sa. Cái mặt cái này cái mặt là không sợ bị ngắn nha. Chị nào mét 62 65 là không sợ ngắn đâu. 55 65 vừa em mang bò. Bò lên trên là bò hồng chốt 220 hàng châu sa, hàng này là siêu đỉnh, mặt lên đã cực kỳ. 220 bò có 1 bộ à. Bò 220 ngàn giùm em nha. Bò 220. Hàng châu sa 50 65. Bộ trắng cũng y chang vậy sao 170? Đâu có nào 170 đâu chứ ơi. Chắc đâu 170. Trắng đùi là 140. 140 á chứ không có 170 đâu chị. Nãy chị Kiều Kiều chốt cái Linh Nguyễn chốt bộ nào? Cái đùi em đâu có chốt 170 đâu. 140 đúng rồi mà. Sao đùi 140 bộ trắng cũng y chang sao 170? Đâu có nào 170 đâu Tàn. 140 không biết có nó lộn chứ không có. Lan đùi cho tuyết bạch 140. Lan đùi là này. Màu này là màu xanh ngọc chốt 150. Size to 5868 đẹp. 5868 đẹp xanh ngọc quần lửng nha, chốt 150.000. Siêu giãn, size to 5868 vừa chốt 150.000 xanh ngọc. Xanh ngọc 150 giùm em nha, 5868 là vừa. 5868 vừa xanh ngọc 150.000 một bộ. Rồi Latin vàng dài chốt 205, bộ này siêu đẹp chốt 200 luôn. 225 chốt 200 có một bộ à. 5065 vàng dài 200 Latin. Nhận hàng là mê chắc vỏ đẹp cực kỳ. 5065 vừa em mang vàng dài 225 em chốt 200. Lên vàng dài 200 có 1 bộ. Vàng dài 200, vàng dài free size 5565 mặt đẹp. Bộ xám quần dài chốt 170 hàng Quảng Châu. Form này là xuất sắc vừa luôn, 5565 đẹp giùm em màu xám. Cái màu này sang lắm luôn á. À, chứ tiếp tiếp hình như đã đụng bộ hay gì á chứ anh. Phải không? Màu này lên em mang là màu này là màu xám nha, xám. Chứ nào chốt xám bấm xám giùm em giá 170.000. 5565 đẹp, tay ngắn màu quá chị sang. Xám 170 có 1 bộ xám. Xám 170.000, xám 5565 mặt đẹp. Cho sao đùi chứ đụng bộ á. À, xám chứ Bùi Nghi có 870. Màu này lên màu xanh biển 230. 230.000 xanh biển hàng Quảng Châu, hàng châu xa chứ em nhầm. Cái lai quần đẹp quá chị, 5565 đẹp. 58 này, 58 hay 65, chị nào không thích mặt rộng hay 58, chị nào thích mặt rộng hay 55 mặt ok nha. 58 65 vừa em mang caro xanh, giá là 230 hàng Quảng Châu. Ôi nãy em lên rồi mà chứ tiếp tiếp em còn có hai màu lên rồi mà ta. Lên rồi đó chứ ơi. Để coi còn mã này em lên biển cho chế Bùi Nghi. Chế Bùi Nghi khách mới hay là mỗi sản phẩm này? Khách mới quá đơn cho một chị mà mới giới diễn phản giùm em trước nha các chị ơi. Bây giờ sao nói chuyện cảm giác nó không nói được luôn. Phải nói nhỏ lại mới được. Nó hết được rồi. Phi đen caro xanh chứ Quỳnh Thị Ngọc Hân hết rồi chứ ơi. 230 chứ Quỳnh Thị Ngọc Hân dự phòng nha, chứ ngày mai có hàng gọi. Bi đen size nhỏ 64 nó lại vừa. Bi đen có 1 bộ là chốt 170. Kèm cột tóc luôn nha. Xanh ngọc chứ Nguyễn Lành quần lửng. Phi size nha, 50-64 em chốt bi đen 170 vải mango. Tay ngắn quần dài kèm cột tóc. Hàng này siêu cấp bán 190 chốt 170. 170.000 giùm em nha. Bi đen 170. Bộ đen dài 5563. Bộ đen dài chốt 180. Đen dài 180.000 giùm em. Đen dài free size 5563. Chế Bùi Nghi khách mới ngày mai cọc cạc giùm em và chuyển khoản em trước nha. Chế Bùi Nghi nha, tại khách mới á. 5563 chốt tặng bộ này. Bộ này đen dài, nó là dạng như thế này, sắc mắt. Chốt 180 nha, đen dài 180. 5563 vừa đen dài 180.000. Đen dài 180, 5563 mặt đẹp đen 180. Rồi tiếp theo bộ này lên cho em, bộ này là bộ trắng hàng Quảng Châu. Trắng này hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu trắng size to, quần dài, quần lửng 5565 đẹp trắng 170.000 hàng Quảng Châu. Đây có chị mango Quảng Châu nha, màu đẹp quá trời luôn. 5565 là vừa trắng. Chế nào chốt trắng bấm trắng giùm em. 5565 đẹp trắng hàng Quảng Châu. Chốt bộ này cho mọi người giá là 170 nha. Để 120 bộ 140 hết chứ. 5565 vừa em mang trắng lửng 140. 170. Trắng lưỡng 170.000, 5565 đẹp 140 ấy chứ Linh Nguyễn ơi, 140 ấy chị ơi. Rồi bộ châu sa, caro xanh lên xanh số 1 230 màu quá trời đẹp. 5565 vừa xanh số 1, 230. Hàng châu sa bông tiểu thư quần dài 230 xanh số 1 giùm em. 55 độ lên 65 ký mặt đẹp xanh số 1, 230. Chế nào chốt xanh bóng xanh 1, 230 giùm em nha. 5565 là vừa. Tai dài quần dài hàng châu sa. Hàng này là bao chất cho mọi người. Size số 1 nha, lộn size số 1 nha, 230. 5565 là vừa xanh 230.000 màu xanh. Lên em xanh 230. 5565 mặt đẹp xanh 230.000. Dập đi bèo.
Ok chiều. Dập ly beo nha, 50-83 là vừa beo dập ly, chồng 180 beo. Dễ thương quá trời, kiểu này mặt này xuất sắc luôn, ngoài trước đính chuỗi cho mình này, thế này. Đính chuỗi trên cái thằng áo ngoài trước, từ trước lên xuống, từ trên xuống dưới luôn. 50-63 vừa em mang beo dập ly. Chế nào chốt beo lên beo cho em nha. Beo dập ly phi size 50-63 vừa 180 nha. Bi đen bao nhiêu ký vừa vậy em? Dạ bi đen là 55-65 chứ yêu ơi, 55-65 nha. Em đang mang là beo dập ly 180, 50-63 là vừa. 50 độ lên 63 vừa beo 180 beo dập ly. Chế nào chốt lên beo 180 phi size 50-63 mặt đẹp. 50 độ lên 63 vừa beo 180 beo dập ly. Chế nào chốt lên beo 180. Đẹp quá trời đẹp. À, cho xem lại châu sa tím 280 giảm còn 240, ok cô. Bộ châu sa tím. Đợi em chút xíu cho coi lại. Em mang là beo dập ly 180 nha. Rồi size số 1 58-65. 58-65 là vừa em mang bi trắng, chốt 200.000 hàng châu sa, hàng Quảng Châu, Latin Quảng Châu, 55-65 đẹp. 55 độ lên 65 vừa em mang màu này là màu bi đen, bi trắng gì cũng được. Bi trắng, bi đen, size là hàng Latin nha. 55-65 vừa chốt giá 200. Châu sa tím size lớn 58-68 ký là vừa. 58-68 ký là vừa em mang màu này. Lên trên màu này màu tím dài nha, tím dài. 58-68 mặt đẹp, tím dài 240, đẹp lắm. Cái này là cao, cao bé 65 là thoải mái, không có bị ngắn cái gì ạ. Tím dài em 240 nha. 55-68 vừa, tím dài 240. Em đang là beo giật ly 180, size to 50-63. 50 độ lên 63 ký là vừa em mang. Beo 180 đẹp quá, màu xuất sắc trời, mặc vô nó gọn người mình á, tới đâu là ôm eo tới đó luôn. Cái nào chốt phẩm giùm em ha. Ngựa chứ ơi, chưa có ngựa chứ. Có ngựa chưa có về. Rồi màu tiếp theo, xanh biển quần đùi. Xanh biển quần đùi size số 2. 65-70 biển đùi trời ơi. Bỏ bọc xíu thôi nha, em tặng một này 150 về giặt giùm em nha các chơi. Vũ nước giùm em ha. Size to 65-70 biển đùi em tặng 150 con bộ à. 150.000 size lớn Latin ấy. 65-70 tí không kỹ nữa nha. 65-70 ký vừa biển đùi chốt 150, biển đùi con bộ. Dạ tặng cho beo cho chiếc Thu Yến. Thu Yến có beo. Hoa xanh dập ly size lớn. Size dành cho chị nào 63-70 ký là vừa, hoa xanh 160 dập ly giá tặng nha. Lên em là xanh. 63-70 xanh. Xanh này giá tặng là 160.000. Dập ly size to dành cho chị nào tầm khoảng 70 ký nha. 63-70 xanh. Xanh chốt giá là 160 nha. Chiếc Thu Yến có beo. Beo chiếc Thu Yến ok. Beo dập ly 180 thêm đi. Beo 180 chiếc Thu Yến ok chết. Beo quần 8 tấc. Biển đùi chiếc Tài An 150. Chiếc Tài An biển đùi 150.000. Biển đùi chiếc Tài An ok chứ yêu. Em mang loan lưỡng 155. Chiếc thanh ngô lấy xanh. Thanh ngô lấy xanh dập ly á gì chứ ơi, chứ lấy hoa xanh dập ly hả? Em đang mang size lớn nha, 63-68 này vừa. Em mang loan lưỡng giá 155. Hoa xanh. Biển đùi không có quần dài chứ Diễm Châu ơi, không có quần dài. À, hoa xanh hết rồi chứ Dung La, chứ lấy hoa xanh dập ly em hết hàng. Size to 63-68 là vừa. Thể thao chứ ăn hiện nay chưa có thể thao chị ơi. Em mang là màu loan lưỡng giá là 155.000 size to. 63-68 là vừa, loan lưỡng 155 không bộ à. Loan lưỡng 155 giùm em loan lưỡng. Chế nào chốt loan lên loan 155. Loan 155, chế nào chốt loan lên loan 155.000. Đẹp quá trời đẹp không bộ à. Lưỡng nha chứ yêu anh. Xanh 67 với Diễm Thúy Phan. Chứ lấy xanh gì chứ ơi, lấy xanh gì. Chứ Diễm Thúy Phan lấy xanh 67 là chứ lấy hoa xanh hả? Hoa xanh dập ly hay là lấy cái gì chứ yêu anh? Hoa xanh hả? Hoa xanh dập ly em hết rồi. Không biết cái thanh ngô lấy xanh gì á, chứ comment xanh mà không biết lấy xanh gì. Chủ phòng với Diễm Thúy Phan đi. Em mang là xanh lửng. Hồng chốt 170 size to 50-65 luôn. 50 độ lên 65 vừa hồng. Chế nào chốt không bỏng hồng giùm em nha. 50 độ lên 65 ký mặt đẹp hồng. Hồng này giá 170.000 nha. Manh Latin dập
Hồng 170 nghìn, em size 50-65 là vừa. 50 đổ lên 65 là vừa, hồng chốt 170 Latin. Hồng 170 nghìn, free size 50-65 vừa, hồng 170 nghìn. Cái đó là 160. Bèo tay dài riêng, hai còn không? Dạ còn. Tam dập ly hết rồi chứ ơi. Em giữ phòng nha, ngày mai có hàng em gọi. Caro đổ 170, size này size nhỏ nha, 6 tu đổ về. 50 đến 64 là vừa đỏ nha, 170 nghìn. Caro đỏ 170 phi size 56 tư mặt đẹp. 50 đổ lên 64 là vừa đỏ, caro 170 con bộ. 50 đổ lên 64 ký mặt đẹp đỏ 170 con bộ. Đỏ 170 nghìn màu đỏ cho em nha, phi size 50 đổ lên 64 là vừa đỏ 170. Không phải mình. Đỏ 170 nghìn. Còn cái bill đó không? Một bộ có nè, mình mua mãi mà. Có hai lần thứ hai. Thứ ba, có hai lần thứ hai. Trong bộ. Không, em mua trong bộ. Không, không. Đỏ với Bùi Nghi, Bùi Nghi có caro đỏ. Lấy bèo 2 với Duyên Trần, bèo số 2 dồn đơn. Dập đi bèo số 2. Bị cách gì? Cho mà cung tích chơi. Ai da. Bèo số 2 này hay chế nha. Quần 3 nút kết không có chứ yêu qua Dương Trần hay lấy cái này nha, bèo 2 này nha, chế yêu qua. Rồi, dập ly đỏ. Cái này của mình nha. Ừ. Cái đâu phải. Rồi dập ly đỏ nha, size to 55-65 em tặng 150 con bộ à, 155.000 đi cái trời. 155.000 đổi dập ly. Size 55-65 là vừa đổi giùm em 155. Đỏ 155.000 size to, 55-65 là vừa đỏ 155. Bộ này đã phải của mình. Cắt đồ hàng. 55-65 là vừa. Đùi tay cắn dơi hả chứ Quỳnh Như? Đùi tay cắn dơi. Đùi tay cắn dơi này không có. À có này phơm dơi này. Màu này lên cho em, màu này là màu loan đùi hàng châu xa 190. Dạ đi đỏ chứ chứ thanh luôn. Rồi, chế dung la hết đỏ. Đi 215, chú 210 luôn. Size to, hàng châu xa 65 nữa là mặt đẹp giùm em. Trời đẹp quá trời luôn. Hàng châu xa dán 190 nha, 195 em chú 190, 50-65 là vừa. 50 đổ lên 65 vừa em loan 190 nha, em đang là loan 190. 50-65 ký mặt đẹp loan. Chế nào chút ra loan 190 giúp màu loan cho em nha. Loan 190. Bộ này xanh lưỡng chút giá 150 giá tặng, size nhỏ. Quần mango 50-55. 50-58 là vừa em mang. 50 độ lên 58 là vừa em mang là màu xanh lượng chốt 150 vải mango. Xanh lượng 150.000 size 50-58 mặc vừa. Đẹp xuất sắc luôn. 50-58 ok, xanh 150 con bộ à, xanh. Quần lượng nha, cái giờ size 150. Xanh 150.000 xanh lượng giùm em. Em mang lan đùi hàng châu xa 190 phong dơi, phong này sang lắm luôn, loan. Phi size nha, hàng châu xa 190, hàng này là bao mặt cho mọi người. Mặt không đẹp không lấy tiền, phong xuất sắc. Tiền nào của nấy nha các chị nha, 190. 50-65 mấy chứ hay suy nghĩ, ồ trời sao bộ lùi nó bán cái Quỳnh Như. Bộ lùi mà sao nó bán tới 190.000 mà gọi là vải nó đẹp. Nó đẹp hơn những loại vải khác nha. Hàng châu xa mặt đã cực kỳ, 190 lan đùi. Châu xa 190 hàng là khỏi chê. Bỏ đỏ lửng. Đỏ lửng nha, size nhỏ, 62 đổ về. Rồi đỏ lửng nha, đỏ lửng, size là từ 55 đổ lên cái gì ạ? 55 đổ lên chứ 60 đi, 55-60 nha. Chế na su xanh 150 cho em su số điện thoại. Có. Ủa rồi hả? Trời ơi, trên này nó khùn, nó không thấy số điện thoại. 55-60 em mang đỏ lửng chứ 150 có 1 bộ à. Đỏ lửng 150.000. 55 đổ lên 69 là vừa đỏ 150 nha. Chế nào chút đỏ lên đỏ 150.000 em. Size 55-60. Đỏ 150 chứ nào chút đỏ lên đỏ cho em 150.000. Đó là quần 8 tấc nha, trời, đỏ 150 cho em 55-60 phí ok. Dập ly size to hả chế Dung La? Size to đến 65 hả chế, đợi chút phí em xem. Em nhìn sao có em lên cho các chị em sao rẻ luôn không nha. Em eo là đỏ với eo lửng size nhỏ 50-60. 55-60. Dập ly. Dạ, cái size lớn. Mình có mạnh rồi.
Nhập đi size lớn thì em chỉ còn bỏ qua caro cam thôi. 5565 đẹp caro cam này em tặng 180 nha. 180 caro cam, 5565 là vừa, còn hai bộ. Cam 180 nhập ly quần dài, 5565 đẹp cam 180. Chế nào chốt cam lên cam 180 giúp mình em nhé. Một cam. Cam 180. Ngố đen. Ngố đen size to. Ai size này size nhỏ là 50-60. 50-60 kg vừa ngố đen. Đây chứ là chốt ngố đen, bỏng ngố đen cho em nha. Ngố đen size 50-60 kg mặt đẹp. Chế nào chốt ngố đen lên ngố đen giùm em nha. Free size 50 độ lên 60 kg là vừa ngố đen. Ngố đen chốt cho chị bộ này giá là 200.000. Ai chốt 170. Ngố đen 170.000 em. 50-60kg là vừa ngố đen, 170 có 2 bộ. Ngố đen 170.000 freestyle nha. 50-60kg mặt đẹp ngố đen 170.000. Trái đầu chốt lên đen 170 cho em ngố đen 170 freestyle. 50 độ lên tới 60kg là vừa. Quần siêu giãn luôn 170.000 ngố đen. 50-60kg mặt đẹp. Đen 170. Quần siêu giãn luôn cái chơi. 50-60kg okay, vừa. Ngố đen 170.000 size 50-60kg. Rồi bộ lửng, lửng mango. Lửng mango nha. 55 độ lên tới 62kg là vừa lửng. Trời đẹp quá trời, phơm dơ nha, phơm dơ quần lửng. Em chốt từ 58 đó nha, 58 đến 62. 58 đến 62, 63 là vừa. Em đang mang màu này là màu da lửng, chốt đến 62. 58 đến 62 vừa em mang da, chốt giá 165 đẹp quá. Phơm dơ cái trời, da 165 ngàn, em chốt 86 luôn. 160 nha, 58 đến 62 vừa. 58 độ lên 62 là vừa, em mang là da lửng 160. Chế nào chốt da lên da 160.000 da lửng giùm em nha. Da 160. 58 độ lên đến 62kg là vừa. Chế nào chốt da cũng da 160.000 da lửng giùm em. Châu xa lửng hay chết đùi chết cói thôi. Cái này lửng thì không có nha. Cho chị coi bộ lửng đỏ em mới mặc size bao nhiêu ký vừa. Dạ bộ lửng đỏ size là size nhỏ 60 đổ lại cho 55-60 nha. Châu xa lửng đây hết là chứ hề có thời ơi. Em mang da lửng 160, 58-62. 58 độ lên sao. Ôi châu xa lửng này, lửng Latin toàn này. Còn mấy bộ em lên đó chị. Em mang là da lửng nha, chốt 160. 58 độ lên 62 là vừa em nha. Da 160.000 da lửng giùm em. 55 đến 62 là vừa, da lửng 160.000. Trái đầu chốt lên da lửng 160.000 giùm em, da 160. Da 160.000 da lửng giùm em. Rồi bộ này lên cho em, bộ này là bộ hoa hồng. Hoa hồng giùm em. Hoa hồng nha, 65 đối lại vừa, 50 độ lên. 50 độ lên 65kg mặt đẹp hoa hồng. Hoa hồng này giá là 190.000 hàng trong ta. Hoa hồng 190 phi size. 50 độ lên 65kg là vừa. Thế nào xu có nha chị. Hoa hồng giá là 190 hàng trong ta đó, 210 chốt 190. Quần lửng mà Latin. Quần lửng Latin nha, chế đầu chốt bóng giùm em. Bộ đỏ lửng cho chị Văn Nguyễn coi lại. Em mang là hồng lửng 190 hàng trong ta, hàng này siêu đẹp. 50-65 vừa có 1 bộ à. Hồng lửng 190 phi size. 50 độ lên 65 là vừa, hồng lửng 190. Chế nào chốt cũng hồng lửng 190. Có hai màu là màu hồng lửng với màu lá. Lá 190, hồng 190.000 phi size, 50 độ lên 65 cái mặt đẹp. 50 độ lên hồng 190 cho chị Nhung lên. Rồi, màu này lên màu lá 190. Lá 190 phi size luôn, 50-65 vừa. 50 độ lên 65 vừa, lá 190.000. Lá 190 phi size, 50-65 cái mặt đẹp. 50 độ lên 65kg là vừa, lá 190. Rồi bộ chữ đỏ 55-60 đỏ nha, size 55-60 nha em, chốt 150. Hai tay cánh tiên quần là quần 8 tấc. 55 độ lên tới 60kg là vừa em mang. Màu này lên là màu đỏ nha, màu đỏ lửng. 55-60 đẹp. Đỏ chốt giá 150, em mang là màu lá lửng nha. Latin luôn 190. 190.000 lá lửng. Chứ nào chốt lá 190 cho em nha, lá 190 đẹp quá. Lá lửng 190.000. Lên em lá lửng 190, 55-60kg mặt đẹp.
Màu này là màu sọc hồng 58-65. Sọc hồng trước giá 185 Latin. Đỏ 150 chứ Quang Nguyễn. Trời màu đẹp quá vậy ta. 58-65 em mang. 58-65 em mang màu này lên. Chứ màu này là màu hồng. Size lớn nha. Phơm dơ nha các chị ơi. 58-65 vừa hồng trước giá 185. Sọc hồng Latin. Sọc hồng 185 ngàn size 58-65 mặt đẹp. 58 độ lên 65kg là vừa sọc hồng. Chế nào chốt sọc hồng bấm sọc hồng em. Đùi châu sa 50kg hay chị hết tại chế ơi đặt ngay. À châu sa còn hai bộ xanh ngọc nè. Em đem đây là sọc hồng nha. Chứ sọc xuất sọc hồng bấm sọc hồng cho em. Sọc hồng. Sọc hồng. Rồi bộ xanh ngọc 50 độ lên đến 65kg là vừa châu sa xanh ngọc. Sọc hồng 185 chứ thấm tầng. Xanh ngọc chốt giá 180 hàng châu sa. Sọc xanh. Trên sọc xanh giùm em là xanh đùi nha. Xanh đùi hàng châu sa. Sọc hồng chứ Nguyễn Thùy cho chứ thấm tầng. Giống sọc hồng em mang còn bộ sọc trắng 185. Còn bộ sọc trắng 185 ngày sọc trắng này. 58-65 là vừa sọc trắng 185 nha. Chế nào chút trắng bấm trắng 185 ngàn size to. 58 độ lên 65 vừa trắng. Giống em đang mặc nha màu trắng. Chế nào chốt trắng bấm trắng giùm em. 58 độ lên 65 là vừa trắng. Trắng trắng giùm em 185 nghìn màu trắng. Chế nào chốt trắng bấm trắng 185 nghìn em nha. 58 đến 65 ký là vừa. Trắng 185 nghìn màu trắng giùm em. Chế nào chốt trắng lên trắng 185. Bộ bi quần lưỡng còn bộ lên bi lưỡng chốt 155 size nhỏ nha. 50-58 là vừa. 50-58 là vừa. Em mang là bi lưỡng em còn bộ chốt 150.000 giá tặng. 150.000 bi giùm em nha. Bi 150 size 50-58 là vừa bi. Bi 150 còn bộ. Quần lưỡng bảnh mango. Lên em là bi 150.000 một bi. Bi 150.000 một bi. Chứ nào chốt bi bấm bi 150 em nha. 50-58 là vừa bi. Bi 150. Rồi mã tiếp theo. Màu này lên cho em. Màu này là màu số 1. Màu số 1 size to nha, 58-63. 58 độ lên 63kg vừa em mang màu này màu bi to. Chốt 155 nguồn lượng phải mango nha. 58-63kg là vừa bi to 155. Chế nào chốt bi bấm bi 155.000 em. 58 độ lên 63kg mặt đẹp. 58 độ lên 63kg vừa em bi to 155. Chế nào chốt lên bi to 155.000 cho em nha. Bi to 155, 58 độ lên 63kg là vừa. 58 giá 3 bộ bi to 155. Bi cho chiếc chương phụ. Chiếc chương phụ lấy bi trước á. Chiếc chương phụ lấy bi trước đúng rồi. Chiếc yêu ơi bi sau là bi to nha. Lấy bi sau thì comment lại bi to giùm em nha. Bi sau là bi to. Caro hồng 150. Chương phụ lấy bi xanh đầu tiên á. Bi xanh đầu tiên chứ không phải là bi to. Bi to là bi thứ hai nha, còn bi đầu tiên là bi xanh. Size 50-58 đẹp hồng 150 hồng lửng con bộ và mango 150.000 hồng. Size 50-58 là vừa hồng 150 con bộ. Hồng 150 vải mango. Lên em là hồng lửng giùm em. Size 50-58 mặt đẹp. Hồng lửng 150. 50-58 là ok. Chế nào chốt bấm giùm em cho coi chị bi chung ngủ lấy bi xanh nào. Bi xanh đấy. Xanh này chốt chưa xanh sao. Dạ ơi. Là bình thường. Bình thường không chứ. Ừ. Bình thường chứ em. Bị gì đâu. Là cho cái ứng dụng á, ứng dụng Facebook á. Bi trước ok chứ chương phụ bi trước đúng rồi. Bi này đúng rồi đó. Rồi, hồng lửng 150 chứ Nhung Lê. Nhung Lê có hồng 150.000. Nhung Lê có hồng 150. Áo trắng em có một cái à. Size 50 60 áo trắng 120. Free size nha, áo trắng 120.000, 50-60kg là vừa lên trắng 120 có 1 cái à. Áo trắng 120, 50-60 ok. Có 1 cái, trắng 120.000 nha các chị ơi. Trắng 120 màu trắng giùm em. 50-60kg mặt đẹp trắng 120. Áo bra dây màu da, Nguyễn Thị có giống em đang mặc màu da này nhưng mà size nhỏ chứ. Size 53 đổ lại à, size 50-53. Bộ beo quần em còn bộ beo quần đùi 150, à 170. Beo đùa 170.000 hàng mà hàng Latin cho size to 65-70. 65 đổ lên tới 70kg là vừa beo đùa 150.000 beo đùi. Beo đùi 150 giùm em. Size 65-70kg là vừa beo đùi 170 nha.
lên em beo đùi 170.000, em size to 65-70kg mặt đẹp beo. Chế nào chốt beo lên beo 170.000 beo. Áo trắng với chỉnh như ý 120. Ok chế. Chỉnh như ý có áo trắng 120.000. Cổ hồng này, cổ hồng này bị lỗi, bị bạc mạo. Đeo đùi 170 chứ Anna cao. Ok chứ Anna cao. Đeo đùi 170. Đùi đó mình to đúng không? Đùi mình to. Bộ beo size lớn. Bộ đầu like hết ở dưới trần kim, ở dưới trần kim nhiêu nhiêu ký ta? Chế nhiêu ký chứ ơi. Beo vàng 200 size to. 66 đổ lên tới 71 kg là vừa. 66 đổ lên 71 kg vừa em mang, màu này là beo vàng. Chế đầu chốt beo vàng, một beo vàng cho em nha. 61 đổ lên tới 70 kg mặt đẹp. 71 71 kg luôn nha, 61 71 kg mặt đẹp. Ở 66 tới 71 kg là ok. Bộ đó hàng 150, 66 đổ lên tới 71 kg vừa beo vàng chốt 200. 63 cao mấy 65 là mặt size số A2. Hết trơn rồi chứ ơi, size chứ hết trơn rồi. Em còn bộ kia nó size số 1 đúng không? Em còn bộ vàng này size 66 đổ lên tới 71 kg là số 3 hả? 63 kg cao mấy 65 mặt size số 2. Size chết trơn còn size lớn. Em đang mang là beo vàng giá 200, còn hai bộ này size to 6672 200.000 beo vàng Latin loại 1. Hàng cao cấp beo vàng 200. 66 đổ lên tới 72 kg là vừa em mang beo vàng 200.000 nha. Chế đầu chốt lên em beo vàng 200. 66 đổ lên tới 72 kg là vừa em nha. Beo vàng 200.000. Chế đầu chốt bấm beo 200. Beo vàng 200 giùm em nha các trời. Chế đầu chốt bấm beo 200.000 beo. 66 tới 72 kg mặt đẹp, beo 200.000 beo. Dạ không, cái này không có size nhỏ chứ ơi, không có size nhỏ. Em mang là beo vàng 200. Size to nha, 66 tới 72 kg là vừa. Có hai bộ à. Cái này không có size nhỏ chứ Quỳnh Như nó có size 1 à chứ. Một size 1 duy nhất. Bộ dập ly đỏ 60 70 kg là vừa, đỏ dập ly có một bộ à. Đỏ dập ly nha, 60 70 kg mặt đẹp đỏ. Đỏ này có một bộ chứ 160. Đỏ dập ly giá 160.000 giùm em nha, 60 tới 70 kg mặt vừa, size lớn. Chứ 160.000 đỏ dập liêm có bộ à. Đỡ 160.000 màu đỏ cho em nha. Đỡ 160. Giá đầu chốt lên đỡ 160. Bộ da, bộ da form thể thao size to, bộ này chốt 200. Bộ đẹp quá trời đẹp luôn, chốt 190 luôn. 190.000 da dài xếp thun nha. Xếp thun size to từ 55-65 đẹp. Cặp nữa là được không? 55 độ lên 65 là vừa mê màu này, màu da. Màu da giùm em nha cha. Hello với thị Mỹ Châu Phùng. Màu da giùm em nha. 50-65 là vừa da giùm em nha. Chứ nào chút da lên da 190. Xếp thun thể thao siêu đẹp luôn, 190.000 da. Chứ nào chút da lên da 190. Còn bộ vàng Latin này. Ok thì mẹ Châu ở đồ chứ thì mẹ Châu phòng ngoại á Minh Anh. Kêu chứ mẹ xã đi. Nhà chị bị công chuyện. Bi xanh vải gì vậy shop? Bi xanh nào chế ơi, bi xanh nào. Bộ vàng dài nha. Bộ vàng dài size to 65 đối loại vùi em. 50-65 mặt đẹp vàng dài chốt 200 Latin loại 1. Vàng dài 200 em có một bộ free size. 50 đổ lên 65kg là vừa. Lên em vàng dài 200.000. Vàng dài 250 đổ lên 65kg mặt đẹp nha các trời. 50 đổ lên 65 ok. Lên em vàng dài 200 free size. 50 đổ lên 65kg là mặt ok vừa. Lên em vàng dài 200 có một bộ Latin nha. Vàng dài 200.000 free size. 50-65 mặt đẹp. Vàng cho chế Anna cao. Rồi Anna cao có vàng. Bộ trắng. Trời ơi bộ này siêu đỉnh luôn. Quần lửng nha chốt 160. Size to 55-65. Quá trời đẹp. 55-65 vừa cho em trắng giùm em 160 nha. Cái này là hàng Quảng Châu. Phơm dơi nhẹ chút xíu. 55-65 là vừa em mang. Đen 160.000. Size to 55-65 mặt đẹp. Đen lửng 160 vải mango nha. Mango hàng Quảng Châu.
55-65 của em đây. Cái yêu nào chốt thì bấm cho mình. Xét thiết kế cargo size 57-63, 57-63 là vừa caro. Caro nha, giá là 230. Hàng thiết kế caro 230, 57 đổ lên đến 63kg là vừa. Caro này 230.000 nha. Lên em caro 230, 57 đổ lên cho tới 63kg là mặc ok nha các trời. 57-63 là vừa caro, giá là 230.000. Caro 230, 57 đổ lên 63kg là mặc đẹp. Caro giá là 230.000 caro. Ồ, dập ly chữ đen quá trời đẹp. 58-68 là vừa chữ đen 180 dập ly, cổ tròn nha. 55 cũng được, 55-67-68, 55-67 nha. 55-67kg là vừa em mang. Màu này lên treo là màu chữ đen nha. 55 đổ lên 67kg là vừa chữ đen. Chữ đen này chốt giá 180.000 dập ly. Chữ đen 180. Chữ đen 180.000 chữ đen. Cái nào chốt đen bóng đen 180.000. Quần mango hỏi phun em hết trơn hàng rồi chơi, các em hết hàng rồi. Chữ đen 180.000 chữ đen cho em nha. 55-68 mặt đẹp. Bộ châu sa hồng chữ đen với Vi Nguyễn lên nhìn em xin số điện thoại. Châu sa hồng 220 phơm dơi 5765, 57 đổ lên 65 là vừa em mang là hồng, giá là 220. Hàng châu sa nha, tay ngắn phơm dơi. Lên đây là màu, là màu à. Chữ đen 1865 như chị Dung La. À chứ Vi Nguyễn chứ, Vi Nguyễn chữ đen chứ Dung La hết. Ờ ok chị. Màu này lên cho em là màu loan nha. 5765 hàng châu sa, giá là 220. Châu sa 220.000 hàng châu sa. Châu sa 220. 5765 mặt đẹp, 220.000 một bộ. Rồi bộ xanh ngọc. Xanh ngọc quần đùi. Xanh ngọc quần đùi size là từ 50 đến 65. Chữ đen 67 hết rồi chứ hai con bộ. Màu này lên cho em, màu này là màu xanh ngọc 165.000 Latin. Size là từ 50-65 là vừa. Xanh ngọc 165.000 bộ. Xanh ngọc 165 quy size 50-65 mặt đẹp. 50-65 là vừa xanh ngọc. Bộ caro trắng. Caro trắng chốt 180. Caro trắng giá 180.000 caro trắng giùm em. Size là từ 5-8-6-8 là vừa caro trắng 180. Tay rút nhẹ cho mình chút xíu nha. Caro trắng dập ly quần dài giá 180, 57-68 là vừa. Caro trắng chứ nào chốt trắng bấm trắng caro. 57 đổ lên 68 khi mặt đẹp trắng. Chế nào chốt trắng lên trắng em giá 180, caro trắng 180. Caro trắng 180.000 caro trắng giùm em. Trắng 180 caro. Xanh ngọc cho chế Quỳnh Như quần đùi. Quỳnh Như có xanh ngọc 165. Size to 65-70kg. Size to 66-70kg là vừa cho em màu này vàng số 1 phối ren 200. Chứ 195.000 nha, 220 chứ 195. Và số 1 66 đổ lên tới 71kg là vừa. 66 đổ lên 71kg vừa em mang vàng số 1 này. Quần phối ren, áo phối ren cho mình. Lên cho là vàng số 1. Vàng số 1 chốt giá 190. Latin tay ngắn quần dài. Lên em là vàng 1190 cho em nha. Vàng số 1 190.000. Vàng số 1 caro trắng 65 thì chị Dung La. Dung La caro trắng 65. Ok chế. Còn bộ nâu dập ly. Nâu cổ tròn tay nhỏ 50-83. Trời ơi nãy quên sạc pin. Tôi nghe sạc thôi. Gỡ ra chứ đứa đứa gì. Đây. Ây da. Dập ly nâu còn bộ nè. 180.000 dập ly nâu còn bộ này bán hôm qua. Free size 50-63 vừa nâu 180 màu đẹp quá trời luôn. 50 đổ lên 63kg vừa em mang này. Nâu 180 dập ly còn bộ cổ tròn nha. Lên nâu 180 free size 50-63kg là vừa nha các chị ơi. 50 đổ lên 63kg là vừa. 50 đổ lên 63kg vừa em mang màu nâu. Chế nào chốt nâu lên nâu cho em nha, màu nâu. Free size 50-63kg mặt đẹp. Nâu chốt bộ này giá là 180 dập ly nâu. 50-63 là vừa nâu 180.
Nâu 180.000 màu nâu free size nha, 50-63 đồng tiền. Chế nào chốt nâu lên nâu 180.000 nâu em. Bộ đỏ sọc size to 58-68 đẹp sọc, có một bộ sọc giá 180, sọc đỏ. Lên sọc đỏ 180 dập đi quần dài nha, 58-68 đẹp. 58 độ lên 68 đẹp sọc đỏ 180.000 có một bộ. Mango giặt nha, 180.000 sọc đỏ. Sọc đỏ 180 giùm em, 58-68 mặt dừa. Size số 1, 65 đổi lại vừa cho em màu này, màu xanh đùi có một bộ à. Xanh đùi nha, free size 50-65 là vừa. 50 độ lên 65 là vừa xanh đùi, chứ đầu chút sao vẫn xanh đùi cho em nha. 55-65 với chữ size số 1 nha, 170. Xanh đùi 170.000, 55-65 mặt đẹp. Sọc đỏ 180 chiếc vàng Eva. Ok chế. 55-65 mặt đẹp giùm em, xanh đùi chút 170.000. Xanh đùi 170.000, 55-65 là vừa xanh 170. Chế yêu đầu chút xanh lên xanh 170, còn hai bộ giật liên hồng. Còn bộ bi này cái chơi bi giật liên còn bộ. Chi Vi Nguyễn lấy xanh. Sọc đỏ còn không ta? Sọc đỏ dập ly hết rồi đúng không? Chế ơi hết đỏ rồi chứ ơi. Em hết đỏ em còn nâu. Chi Nguyễn Vi Nguyễn có xanh đùi 170 hàng Latin. Hết trơn đỏ em còn nâu. Nâu dập ly 5868 đẹp 180.000, nâu 180 nha. 5868 là vừa nâu dập ly 180.000. Lên em là nâu 180, size là từ 58 đến 68 khi mặt đẹp. 58 độ lên 68 khi ok nâu. Chế nào chốt lên em nâu 180. Nhập ly cổ tròn size to. 5868 còn bộ bi nè, cái chế ai còn bộ bi. Còn bộ dập ly bi 180 nha, 50-63 bi đen còn bộ. Bi đen 180 đẹp quá, màu bi này xuất sắc thiệt sự luôn. 50 độ lên 63 kg là vừa. 50 độ lên 63 kg là vừa bi đen chứ 180.000. Bi đen 180.000 cho em nha, free size 50-63 kg mặt đẹp. 50 độ lên 63 vừa bi đen chứ 180. Chế nào chốt lên đen 180 cho em nha. Bi đen 180 em còn bộ. Bi đen nâu 180 chị Dung La. Dung La có nâu dập ly. Bi đen chứ hương đào 50-63 bi đen đẹp quá, 180 màu quá đỉnh luôn. Một bộ quần 8 tấc. Nãy mới bán xong ấy, còn sót lại bộ 2 bộ. 180.000 bi đen. Hương đào có bi đen 180. Bi đen với Nguyễn Lành. Nguyễn Lành bi đen 180. Mã này lên em màu này là màu caro vàng quần lửng nha, giá 160 size to. 6368 là vừa vàng lửng này, lạnh quá. Vàng lửng size lớn cái chứ thôi, 6368 nha. Chị nào 70 kg mà cao trên 1m6 thì vừa. 70 cao trên 1m6 vừa vàng lửng chứ 155 màu quá trời đẹp. 155.000 nha, 2 dây. 2 dây quần lửng size to 6368 là vừa. 63 đổ lên 68 ok, mang vàng lửng 2 dây. Vàng lửng 2 dây chốt với chị giá là 155.000. Caro vàng lửng 2 dây. Dạ đúng, còn nâu dập đi là quần dài đó chứ. Nâu dập đi là quần dài nha. Còn 2 bộ hồng. Còn 2 bộ hồng dập ly 50-63, còn 2 bộ hồng này 180. Lên em hồng 180.000 free size. 50 độ lên 63 kg là vừa, hồng 180.000 màu hồng. Chế nào chốt hồng lên hồng 180.000 màu hồng. 50 độ lên 63 kg mặt đẹp, hồng 180. Chế nào chốt hồng bổng hồng 180 giùm em màu hồng. Free size nha, 50-63 là vừa. 50 độ lên 63 vừa, hồng 180.000. Chế nào chốt lên hồng 180 giùm em, hồng 180. 50 độ lên 63 kg mặt ok. Hồng 180 màu hồng dập ly còn 2 bộ. Còn hai bộ hồng với bộ bi 180. Chế yêu nào chốt lên hồng 180.000 màu hồng. Bộ sọc quần lửng tay to. Quá cái mặt. Đó, gớt. Rồi bộ sọc quần lửng tay to 63-70 sọc lửng có bộ tặng 150. Sọc lửng 150.000, 63 đổ lên tới 70 kg là vừa. Sao ơi quần dài cái chơi. Quần dài nha chút 160 size to 63-70 sọc dài 160.000. Lên sọc dài 160.000 size to 63 đổ lên 70 kg mặt đẹp. Sọc dài 160. Sọc dài 160.000, sọc dài 63-70 kg ok.
chứ 150. Size 52 đến 60 kg là vừa. 52 độ lên đến 60 kg là vừa. Em mang màu này là màu nâu 150.000 cho em nha. 63 70 kg lộn. 53 60 kg là vừa, nâu 150 tay phối ren cho mình, cái tay nó phối này. Nó có bèo bèo ra nhìn dễ thương. 60 đổ lại 53 đổ lên khi một cặp. 60 đổ lại 53 đổ lên chỉ coi sọc. Cái đùa này đây. Còn cái quần nào? Pyjama quần lửng đen lửng size 57-65. 57 đổ lên 65 là vừa đen lửng này, chứ nào chốt đem bóng đen lửng cho em nha. 57 đổ lên 65 đẹp đen lửng có một bộ đen lửng. Đen lửng size đến 65kg nha, bộ này chốt 160. 57 đổ lên đến 65 là vừa, đen lửng 160.000. Chớ nào chốt đen lửng 160 cho em nha. 57 đổ lên 65kg mặt đẹp. Có một bộ à. Đây là đen lửng 160 cho em nha. Đen lửng 160. 57 đổ lên cho tới là 60-65. 57-65 vừa đen lửng chốt 160 không bộ. Lên em là đen lửng 160 nha. Đen 160. Còn một cái bộ châu sa đùi màu xanh riêu. Còn bộ châu sa đùi xanh riêu còn bộ. Trái nào chốt riêu lên riêu đùi em chốt 190 hàng châu sa. Lạnh mắt lạnh luôn. 57-65 đẹp phơm dơ nhẹ. 57 đổ lên 65 là vừa riêu đùi 130.000. Hot rồi chị Cúc Lê, vài ngày đi có hàng nữa chơi. Đang hot hàng. 57-65 vừa em mang nha, riêu đùi chốt giá là 190.000 hàng châu sa có bộ. Ghi 195-765 đẹp quá. 5765 vừa ghi 190 rồi tặng nha các chú ơi. Có mấy bộ tặng này chặn tặng đó các chị, mấy bộ này size lớn tặng nha. Dạ ok chứ Dung La, chứ 65kg mà chứ Dung La cao 1m bao nhiêu chị, cao 1m bao nhiêu. Rồi màu này lên cho em, màu này là màu hồng. Màu hoa hồng em tặng 150.000. 55-65 đẹp hoa hồng. 55 độ lên 65 là vừa hoa hồng. Chốt 150 hàng mango. Hàng mango 150.000. 55-65 mặc đẹp hoa hồng 150. Hoa hồng 150 em. Hoa hồng 150. Điêu đùi chứ Quỳnh Như hoa cam chốt 140 giá tặng. Tặng chị nào có đơn mới tặng nha mọi người. 1m54 mà 65kg thôi chứ Dung La. 1m54 mà 65kg. Ok chị. Màu này lên đây là màu hoa cam tặng 140. 50-58 là vừa cam. Pyjama tặng 140. Chị nào có đơn em tặng giá vốn hết nha. Có 1 bộ 140 hoa cam 140. Hoa cam em tặng 140.000 hoa cam. Hoa hồng cho chứ Dung Kim. Rồi hoa cam tặng 140. 50-58 tay nhỏ nha các chị ơi. 50-58 cam cho cái bên đường cỏ dại. Rồi mã này lên đi, mã này mã ngựa. Mã ngựa này size nhỏ này. Chị nào có đơn hôm nay mới được tặng nha. Có con bộ à. Màu này lên đây màu ngựa em tặng 150 luôn. Mã ngựa 150.000 phơm tiểu thư. Cái này mua về cho con gái mặc. 48 tới 58 là đẹp mã ngựa nha. Chốt 150 con bộ à. Ngựa 150.000. 48-58 là vừa em tặng nha. Mã ngựa 150 giá tặng nha cái gì. 150.000 giúp em. 48 đổ lên tới 58 là vừa lên ngựa 150.000. Vải mango siêu đẹp 150.000 mã ngựa tặng. 48-58 đẹp 150 mã ngựa. Bộ hoa xanh. Hoa xanh này là quần quần dài tặng luôn 150.000 luôn. Hoa xanh 150 free size 50 60kg vừa. 50 đổ lên 60kg vừa em tặng hoa xanh này 150. Hàng không đẹp không lấy tiền nha các chị ơi. 150 là giá vốn hết. 50 đến 60 ơi 62 luôn nè các chị ơi, size lớn. 55 đến 62 vừa em mang hoa xanh 150 nha. 55 đổ lên 62 63 vừa hoa xanh chốt tặng 150.000. Pyjama mango tay ngắn quần dài 150. Bộ da quần dài, da quần dài free size 55-65 vừa 160. Hoa xanh với bên đường gọi dài 160.000 da. 55-65 mặt đẹp da 160.000 da. Mã ngựa với hệ bếp phệ. Ok chị. Mã da em tặng nha, mã da này tặng luôn cái chị. Bộ này giá 160.000 da. 55-65 đẹp da 160. Da 160.000 da, 55-65 là vừa da. Chế nào chút da cũng da 160.000 da. Bộ trắng này siêu đẹp. Bộ trắng này tặng luôn 150.000 luôn, trời ơi, ghẻ dữ vậy trời. 50-58 là vừa, cái chứ hơi lỗ vốn luôn.
50 580 tặng nha, trắng này 150 luôn này các chị. Mua đối với chị mua đâu được cái bộ này, bộ này mà giá này mà giải này nha, giải này luôn nha, giờ không đổ lông, không bao giờ đổ lông hết. Size nhỏ cho nên em tặng nhá, vốn hết con bộ à 48 tới 58 đẹp, em tặng trắng 150 con bộ à. Cái trái dẫn hàng đi bao đẹp luôn. Da 160 cho trái dung kim. 48 tới 58 đẹp tặng 150 luôn, bộ trắng dài con bộ à 150 ngàn, trắng dài 150 nha, trắng dài 150 48 58 đẹp. Vừa bán vừa kêu trời. Mã ngựa chứ không có thể có rồi nữa chứ ơi. Rồi bộ xanh kêu. Bộ da hả chứ ơi, 6263 đó loại đẹp chứ dung kim ơi. 6263 đó loại vừa. Bộ xanh kêu 150 luôn. Xanh kêu 150 nha, chốt đến 60. 50 60 kg vừa, cargo ghi 150 ngàn con bộ. Chắc chưa chế tài em. Cargo riêu 150 nha, free size 50 60 kg mặt đẹp kêu. 150 cargo kêu vải mango. Chốt tặng 150 đồng giá hết. 150 ngàn kêu 150 con bộ, kêu 150 em. Đây cái hồng này, hồng này bán giá bán tới 190 rồi này, hồng 190 em chốt 164 nó lại vừa, 50 64 hồng số 1, nó là dạng bao tiểu thư đó các chị, phi xa nha, 50 64 vừa em mang màu này, hồng số 1, chốt tặng 160 con bộ, hàng này bán 190 đó, đó là phơm tiểu thư nha, cái này cao mấy 62 63 là không sợ ngắn nha, 50 đến 64 là vừa. Nguyễn Mai Anh chốt 160 nha, hồng 50 64 hồng. Chị nằm 1m50, nặng 60kg, chặt không, không chặt chứ dung kim ơi. Mà chứ dung kim, nếu mà chứ dung kim muốn mặc thoải mái á thì đừng có lấy nha. Thế là tao vừa nhặt luôn á, không chặt cũng không ưa, mới vừa mặc. Cao con kim hả? Hồng 160 cho chứ Quỳnh Như. Cái cặp tư trương em hết hồng. Hồng là gì? Hết hồng rồi chứ. Mấy này nó toàn bán 190-200 không á. Hồng mét 7 hơi ngắn, mét 65 đổ lại là đẹp. Mét 7 hơi ngắn chứ xíu. Bộ da ok với dung kim xả da chị đi, chị muốn mặc thoải mái. Rồi bộ này tặng luôn 185.000 bộ, 185.000 cho em nha, size là từ 50-62 lên đây, là màu này là màu đùi, mã đùi nha, 185, 50-60, 50-62 luôn, 50-62 vừa em nha, 62 gọn người không gọn 60, màu này nha. Ôi, da 185, set sơ mi ngố nguyên một set sơ mi ngố nha, 55-65 vừa, sơ mi ngố áo đen quần đen, sơ mi ngố áo đen quần đen luôn nha, áo đen quần đen. Rồi bộ này chốt 180.000, sơ mi ngố 180, size 55-65 vừa, ngố sơ mi 180, áo quần quần là quần thun 180.000, sơ mi ngố 180, sơ mi ngố 180.000 cho em nha, ngố 180, 50-60kg vừa. Rồi bộ này hoa đỏ này, size to, size to cái gì, 63-68 nha, 63-68 70kg gọn người ok, 63-68 70 gọn người ok, đỏ 140.000, đỏ 140.000 size lớn, 63-68 70kg gọn người ok, đỏ luôn chốt 140, đỏ 140 màu đỏ cho em nha. Bộ lan cam, lan cam này là hàng mango, vải siêu đẹp, cam hàng mango size to 58-65 là vừa, 58 độ lên 65 vừa cam. Chế nhận đồ rồi em đẹp lắm, anh em cảm ơn chứ Quỳnh Ton. 58-65 vừa em mang loan cam. Chế nào chốt cam bấm cam thì em giao loan cam. Loan cam giá là 155.000 con bộ loan cam. Phơm là phơm dơ nhẹ chút xíu loan cam. Loan cam 155 con bộ loan cam à. Cam 155.000. Bộ da hàng Quảng Châu. Bộ da hàng Quảng Châu size nhỏ 50-60 chốt 170.000. Hàng này 200 chốt 170, 50-60kg mặt đẹp nha. 50-60 ok. Lên là màu da. Màu da 170.000 con bộ à, 50-60kg mặt đẹp, da 170. Hàng mango Quảng Châu á các chị ơi. Lên em là da 170.000 màu da, 50-60kg mặt đẹp, da 170. Đồ đẹp quá trời. Dạ. Rồi đầm, cái đầm vàng này chốt 150.000. Đầm vàng 150, đầm vàng này là có size là từ 50-65. Ngoài sao bo chung hai dây tăng đưa cho mình. 50-65 đồng, đầm này là đầm vàng nha, chốt 150. Đầm vàng 150.000 thêm vàng 150. Lên em vàng 150. Ây da. Vàng 150.000 màu vàng. Rồi bộ nâu.
Nâu đùi size to 5865 145.000 nâu đùi. Nâu đùi size to 5865 đến 145.000 nâu đùi. Giá tặng nha. 145.000 nâu đùi 5865 mặc vừa. 58 độ lên 65 ok nâu đùi 145. Chế nào chốt nâu lên nâu 145.000. Đi ta. Hăng coi cái gì chứ ơi. Có gì chứ heo lì ơi. Nâu đùi 145. Bộ hoa đỏ. Bộ hoa đỏ này 5565 đẹp hoa đỏ chứ 150 có bộ. Hàng thiết kế nha. Hoa đỏ 150.000 5565 là vừa. 55 độ lên 65 vừa hoa đỏ chứ 150.000. Hoa đỏ nha, nó có một cái nưa đây mọi người. Nó là dạng cổ yếm á. Chứ 150 hoa đỏ 5565. Hoa đỏ 150.000 hoa đỏ giùm em. Đang mặc hết rồi chứ hoa kim ơi. Đang mặc em hết rồi. Rồi bộ này lên cho trời ngốt. Sơ mi caro này chứ 180 luôn. Caro đen 180 sơ mi. Tay lỏ 5565. Caro đen ngốn 180. Caro đen chứ 180.000 size 5565 mặc đẹp. 55 độ lên 65 là vừa. Caro đen nhân 180.000 siêu đẹp luôn. À có tin nhắn đợi chút xíu nha. Có nhân viên chết đó chứ. 5565 vừa caro chứ 180. Set ngốn sơ mi. Áo caro quần ngốn 180. Sơ mi 180.000 quần set luôn. Sơ mi ngốn 180.000 chứ đọc chốt bóng em nha. Sơ mi ngố 180. Rồi mã này là sơ mi trắng chứ 170. Sơ mi trắng size to 5865. Dạ. Ok chế. Rồi 58 độ lên 65 vừa sơ mi trắng 170.000. Trái đầu chốt trắng bấm trắng 170. 58 độ lên 65 vừa trắng 170. Trắng trắng 170.000 màu trắng giùm em. Rồi da, da đùi. Da đùi nha, da đùi đầm kèm quần bên trong size là từ 50 đến 65 kg là vừa. 50 đổ lên 65 kg là vừa cho em màu da đùi. Chế nào chốt da đùi bấm da đùi mềm màu da đùi. Phí size nha, đầm này chốt 190 đầm da. 50 đổ lên 65 mặt đẹp giùm em đầm da 190. Đầm da giá 190.000 phí size. 50 đổ lên 65 kg là vừa đầm da 190.000. Chế nào chốt da lên da 190. Ok chứ yêu. Ok chị. 50-65 vừa đầm da 190 nha. Còn bộ đó chứ nào chốt da ống da em em nha. Da 190.000 free size. 50 độ lên 65kg là vừa. Da 190. Đầm da 190.000 màu da. Free size 50-65 là vừa. Lên em da 190.000. Chế nào chốt da ống da em nha. Dập free size lớn hết rồi chứ Như Loan ơi. Hết rồi chứ yêu ơi. Rồi thôi tắt nha mọi người. Tối lên tiếp nha các chứ yêu ơi. Bye bye các chế. Tối nay em lên tiếp. Bye bye mọi người.